Nhân danh bóng đêm chương 382, quy định giang hồ. Lúc này, một nhân viên phòng quyền anh mặc tây trang màu đen bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hai người, khách khí thấp giọng nói, Khánh tiên sinh, bà chủ bảo tôi hỏi ngài một chút, hôm nay không có trận đấu, nếu như muốn đánh thì có thể tạm thời mời đối thủ đến cho ngài, nếu ngài có sẵn đối thủ cũng có thể nói với ta. Khánh Trần sửng sốt, hôm nay không đến đánh, ta chỉ xem thôi, vậy ta dẫn ngài vào phòng. Nhân viên nói xong liền đi phía trước dẫn đường. Hắn dẫn Khánh Trần đến trước cửa phòng VIP, trên cửa có chữ VIP001, sắc mặt Hoàng Tử Hiền rất kỳ lạ. Hoàng Tử Hiền do dự nhìn nhân viên, ta có thể vào không? Khánh Trần cảm thấy hơi lạ, tại sao phải hỏi có vào không, không phải chỉ là một căn phòng thôi sao? Thế nhưng nhân viên cũng không trả lời luôn, mà nhìn về phía Khánh Trần, ngài có mời Hoàng tiên sinh không? Mời, Khánh Trần còn có chuyện muốn hỏi người từng trải Hoàng Tử Hiền này. Sau khi nghe Khánh Trần trả lời, nhân viên lại nhìn Hoàng Tử Hiền, Hoàng tiên sinh, ngài có thể đi vào với Khánh tiên sinh. Sau đó, nhân viên hỏi họ có muốn ăn uống gì không, mới yên lặng ra khỏi phòng. Khánh Trần nghe trong phòng có mùi thơm thoang thoảng, giống như có một đóa hoa lan đang lặng lẽ nở rộ trong đêm tối, thơm ngát nhưng lại không ngán. Hắn nhìn Hoàng Tử Hiền, giải thích chuyện vừa rồi cho ta đi, đây là phòng xem trận đấu bình thường của bà chủ Giang, không cho người ngoài vào. Hoàng Tử Hiền nói, cả phòng quyền anh Hải Đường đều biết chuyện này, bình thường nàng đều ngồi trong phòng, không cho người khác đến gần. Khánh Trần thầm nghĩ, khó trách ở đây lại có mùi thơm ngào ngạt như thế, hóa ra là phòng người phụ nữ kia hay dùng. Hắn còn không biết trong lòng Hoàng Tử Hiền rất phức tạp, bởi vì vị quyền vương hạng hổ này không thể xác định được quan hệ của thiếu niên trước mặt và bà chủ Hải Đường nổi tiếng từ lâu kia. Ở trong lòng Hoàng Tử Hiền, Giang Tiểu Đường chưa bao giờ là người tốt lành gì. Trên thực tế, một người phụ nữ có thể bình tĩnh cho Chu Mặc hai dao thủng ruột, sao có thể là phụ nữ bình thường được? Đây là người độc địa nổi tiếng nhất ở khu thứ tư, dưới vẻ bề ngoài và dáng người xinh đẹp của đối phương lại là độc ác tàn nhẫn khiến người ta sợ hãi. Lúc này, Hoàng Tử Hiền chần chờ một lát rồi mới nói tiếp, quyền vương Chu Mặc hôm qua từ chối thi đấu hạng trung với ngươi đã bị bà chủ Giang tự tay đâm hai nhát, bây giờ vẫn đang nằm ở bệnh viện bên cạnh. Nhưng mà đây là quy định giang hồ, ta nghĩ Chu Mặc cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi. Quy định giang hồ, Khánh Trần lại nghe được từ này lần nữa, lúc trước Hoàng Tử Hiền nói phải trả mình một mạng, cũng đã nói là quy định giang hồ. Hắn vẫn cho rằng đó là một khái niệm rất mơ hồ, nhưng hình như đó lại là một quy định thực chất không thể thay đổi được. Hoàng Tử Hiền giải thích, ở thế giới ngầm nhất định phải nặng tình nặng nghĩa nặng chữ tín. Chu Mặc nhận tiền của phòng quyền anh Hải Đường nhưng lại sợ hãi không ra, còn khiến bà chủ Giang mất mặt, đã vi phạm quy định chữ tín, cho nên phải bị hai dao xuyên bụng. Ngoài ra, đã theo tổ chức nào của thế giới ngầm thì không thể phản bội, nếu không sẽ trở thành chó mất chủ. Nếu như tổ chức nào nhận kẻ phản bội thì có thể bị tấn công. Khánh Trần gật đầu, hắn hiểu được điều này. Quy định là điều kiện có lợi cho người nắm quyền. Có quy định này, lúc mọi người muốn phản bội lại tổ chức hay vi phạm tín nghĩa thì đều phải cân nhắc trước. Nhưng mà hắn vẫn thấy bất ngờ vì giang hồ ngầm ở thế giới bên còn có quy định đó. Lúc này, Hoàng Tử Hiền lại nói, ví dụ như ngươi tha cho ta, ta phải trả ngươi một mạng, đây cũng là quy định giang hồ. Ngươi tha ta một mạng, để ta có thời gian thu xếp vợ con, xử lý chuyện sau khi chết, đợi đến khi ta sắp xếp xong hết rồi, ngươi bảo ta chết, ta cũng không thể từ chối. Nhưng nếu như ta thay ngươi chịu nguy hiểm mà vẫn có thể sống sót, thì xem như ta đã tự lấy lại được mạng mình, không còn nợ ngươi gì hết. Khánh Trần hơi xúc động, mẹ nó đúng là quy định ngớ ngẩn. Nhưng mà không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy thật ra những người giang hồ tuân theo quy định đó lại khiến thế giới bên trong lạnh lẽo còn có chút tình cảm. Chỉ sợ đây là thứ không thể thấy được từ những nhân vật lớn kia. Vốn dĩ Khánh Trần còn thấy khó hiểu vì sao ba người Lâm Tiểu Tiếu, Diệp Vãn, Lý Đông Trạch lại trung thành với Lý Thúc Đồng như vậy, cuối cùng bây giờ hắn đã hiểu rõ, giang hồ, đây là một thứ khiến Khánh Trần cảm thấy không phù hợp với thế giới khoa học viễn tưởng, nhưng nó vẫn tồn tại. Đương nhiên, Khánh Trần biết rất rõ quy định giang hồ cũng không hề đơn giản như vậy, không có quá nhiều người như Hoàng Tử Hiền. Lúc này, Hoàng Tử Hiền đột nhiên bổ sung một câu, đương nhiên, quy định giang hồ là quy định giang hồ. Bà chủ Giang ép Chu Mặc phải đến bệnh viện một mình cũng hơi quá đáng. Công ty quản lý đứng sau Chu Mặc rất lợi hại, nhưng họ cũng không dám làm gì bà chủ Giang, chỉ có thể nhận thua. Khánh Trần hiểu, Hoàng Tử Hiền đang muốn ám chỉ mình rằng bà chủ Giang này không dễ chọc, nhưng lại không dám nói rõ. Chỉ sợ Hoàng Tử Hiền cũng không hiểu được mình và bà chủ Giang có quan hệ như thế nào, cho nên không tiện nói lung tung. Nói thật, ngay cả Khánh Trần cũng thấy khó hiểu, mình và Giang Tiểu Đường mới chỉ gặp một lần. Vậy mà đối phương lại cho mình nhiều lệ riêng như vậy, có chút kỳ lạ. Nhưng mà nhập gia tùy tục, Khánh Trần thản nhiên ngồi trong phòng, ánh mắt dán chặt lên trên người hai tuyển thủ hạng gà trong lồng bát giác. Hạng hổ tương ứng với siêu phàm giả cấp E, hạng trung tương ứng với siêu phàm giả cấp F, cho nên hạng long,
hạng gà đều là người bình thường. Nếu là trước kia, Hoàng Tử Hiền luôn khinh thường chú ý đến những trận đấu cấp bậc như thế này, nhưng hắn lại phát hiện Khánh Trần đang xem say sưa. Quyền Vương hạng hổ này suy nghĩ, dựa vào sức mạnh đêm qua, Khánh tiểu thổ này cũng phải là người nổi bật trong cấp E, sao lại hứng thú với hạng gà như thế? Nhưng mà hắn không biết, Khánh Trần chỉ nhìn kỹ năng mà thôi. Đối với tuyển thủ Quyền Anh, hạng gà không có sức mạnh cao siêu gì, phải không ngừng rèn luyện kỹ năng. Những người này đánh mấy chục, mấy trăm trận trong lồng bát giác, mỗi ngày còn phải huấn luyện cường độ cao, kỹ năng được mài dũa nhiều lần, ai nấy đều có thể thành thục khống chế được thời cơ và nhịp điệu. Hoàng Tử Hiền bỗng nhiên thử thăm dò, hai hạng gà dưới sân kia, một người tên là Lý Vũ Triết, một người là Thường Nhạc Nhạc, kỹ thuật của họ đều rất tốt, chỉ là vẫn luôn không được tiên thuốc biến đổi gen. Lý Vũ Triết không mua nổi, còn Thường Nhạc Nhạc đã mua rồi, nhưng hắn muốn sinh con xong mới tiêm, kết quả là vẫn chưa kiếm được vợ. Khánh Trần vừa xem đấu vừa nói, tuyển thủ hạng gà thảm như thế sao, còn không tìm được vợ, không phải là không tìm được. Hoàng Tử Hiền nói, trước kia hắn cũng có bạn gái, về sau lại bị một cao thủ cấp trung cắm sừng. Ta nghi ngờ hắn sẽ không nhịn mà tiêm thuốc biến đổi gen, tìm tuyển thủ kia để báo thù. Loạn thật, Khánh Trần thở dài nói. Lúc này, Thường Nhạc Nhạc trên sân bỗng nhiên xoay người một cái, dùng thắt lưng và cánh tay khóa chặt đối phương lại, làm lệch trọng tâm của đối phương. Hoàng Tử Hiền ở một bên thấy ánh mắt Khánh Trần sáng lên, liền giảng giải, đây là kỹ năng đấu vật của phương Bắc, thắt lưng là một trong những trục quan trọng nhất trên cơ thể, sẽ mang đến tác dụng bốn lạng địch ngàn cân trong khi cận chiến và siết cổ. Khánh Trần sao chép lại kỹ năng dùng thắt lưng làm trục của Thường Nhạc Nhạc, trong nháy mắt lại nghĩ ra mấy cách đấu khác, hắn đột nhiên cảm giác được, có người ở bên cạnh phân tích cũng rất tốt. Khánh Trần nhìn về phía Hoàng Tử Hiền, dù sao bây giờ ngươi cũng đang bị thương, hay là buổi chiều hàng ngày ngươi đến giảng giải cho ta đi. Hoàng Tử Hiền sửng sốt, dùng việc này để trả ơn ngươi. Khánh Trần nghiêm túc nói, đây là để ngươi trả lại trước. Hoàng Tử Hiền vui vẻ, được, thật ra Khánh Trần còn có một mục đích khác, hắn muốn thông qua người có kinh nghiệm như Hoàng Tử Hiền để tìm hiểu về giang hồ của những người thuộc tầng dưới cùng ở thế giới bên trong. Lúc này, trong một căn phòng giấu kín nào đó, có rất nhiều quần áo phụ nữ, còn có cả phòng tắm và bồn tắm lớn, hiển nhiên đây chính là không gian riêng tư của Giang Tiểu Đường. Giang Tiểu Đường đang chống cằm ngồi trước một cái bàn, một hình chiếu 3D dựng thẳng trước mặt nàng, trong đó là Khánh Trần và Hoàng Tử Hiền đang trò chuyện. Nàng khó hiểu nói một mình, thật sự chỉ đến xem đấu để học kỹ năng. Nhưng xem hạng gà đấu với nhau thì học được kỹ năng gì chứ? Trong lúc lẩm bẩm, nàng vắt đôi chân trắng nõn dưới váy lên trên giường mềm trước mặt, giày đế bằng thêu hoa cực kỳ bắt mắt, càng tôn lên màu da bàn chân trắng nõn, giống như khớp xương và mạch máu màu xanh trên mu bàn chân cũng có một vẻ đẹp đặc biệt. Giang Tiểu Đường yên lặng nhìn thiếu niên trên màn hình 3D, không biết đang suy nghĩ cái gì. Một lát sau, nàng nhấn một cái nút trên bàn rồi nói, đổi lịch đấu, để Quách Nhược Siêu và Chung Minh Viễn đánh trận tiếp theo, đền bù hợp đồng thi đấu cho họ, thêm 10% phí ra sân. Giọng nói chần chờ của cấp dưới vang lên trong cái loa khảm trên bàn, bà chủ, hai người của trận sau theo kế hoạch đều chuẩn bị ra sân cả rồi. Giang Tiểu Đường không nói gì, chỉ sau 3 giây, cấp dưới lập tức đổi giọng, ta sẽ đi sắp xếp. Trong phòng, Khánh Trần hỏi lúc đang chờ trận tiếp theo, có nhiều người chết trong lồng bát giác không? Thường xuyên, Hoàng Tử Hiền nói, phòng Quyền Anh Hải Đường còn đỡ, bà chủ Giang không quan tâm đến máu me và kích thích lắm, nhưng có nhiều phòng Quyền Anh nhỏ lại khác, vì để thu hút người xem và con, mỗi ngày đều cố gắng giết chết một hai tuyển thủ. Khánh Trần không hiểu, không phải 4-5 tháng mới có người đến phòng Quyền Anh Hải Đường xác định thứ hạng sao, ít người mới như vậy, chẳng phải tất cả đều bị chết à? Hoàng Tử Hiền lập tức bật cười, xem ra ngươi thật sự không hiểu rõ về phòng Quyền Anh ở khu thứ tư rồi, có tổng cộng hơn 100 phòng Quyền Anh ở thành phố số 18, khu thứ tư có 16 phòng lớn nhất, tuyển thủ muốn xác định thứ hạng, chỉ có 16 phòng Quyền Anh của khu thứ tư này mới là chắc chắn. Bình thường mọi người sẽ đến phòng Quyền Anh Hồng Hưng có trình độ kém nhất, cường độ thấp nhất, ít người chết nhất, một đêm có thể xác định được hơn 10 người. Nói thật, phòng Quyền Anh Hồng Hưng làm nghề bán giấy thông hành cho tuyển thủ, đến khi lấy được chứng nhận rồi, tuyển thủ có thể tự do lựa chọn tranh tài, đến phòng Quyền Anh nào cũng được. Phòng Quyền Anh có quy mô lớn như Hải Đường sẽ nuôi tuyển thủ của riêng mình, tuyển thủ của Hải Đường sẽ có cảm giác ưu việt hơn tuyển thủ cùng cấp của những phòng Quyền Anh khác. Khánh Trần gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ. 16 phòng Quyền Anh ở khu thứ tư nắm giữ quyền lực, chứng nhận, cho tuyển thủ, tất cả phòng Quyền Anh ở thành phố số 18 đều phải dựa vào họ, mà từ trước đến nay phòng Quyền Anh Hải Đường luôn thuộc về nhóm đứng đầu, cho nên bình thường, người dám đến đây xác định thứ hạng đều là thiên tài, chỉ có thiên tài thực thụ mới được huấn luyện viên dẫn đến đây tìm vận may. Đương nhiên xác định thứ hạng ở phòng Quyền Anh Hải Đường rất nguy hiểm, nhưng như vậy mới có giá trị, đường đi cũng vững chắc nhất. Lúc này, Khánh Trần mới biết được sư phụ mình lừa đảo thế nào.
hoặc có thể nói là tổ chức kỵ sĩ lừa đảo thế nào. A, à, lịch đấu thay đổi rồi, Hoàng Tử Hiền nói, khoan đã, sao lại là Quách Nhược Siêu và Trung Minh Viễn, có vấn đề gì sao? Khánh Trần hỏi. Hoàng Tử Hiền do dự một chút mới nói, hai người này có kỹ thuật tốt nhất trong Hạng Long, phòng quyền Anh Hải Đường sẽ tránh để họ đánh với nhau, bởi vì hai người giỏi kỹ thuật đánh nhau không hấp dẫn, chưa chắc người xem có thể hiểu được. Kỳ lạ, là ai sắp xếp thi đấu vậy? Hắn nhìn Khánh Trần một cái, trong lòng tự nhủ không phải sắp xếp như vậy để thiếu niên này học tập kỹ năng đấy chứ. Lúc Hoàng Tử Hiền còn đang suy nghĩ, tiếng gõ cửa phòng vang lên, Giang Tiểu Đường ở ngoài cửa lười biếng hỏi, ta có thể vào không? Hoàng Tử Hiền lặng lẽ nhìn Khánh Trần, hắn không ngờ rằng trước khi Giang Tiểu Đường vào còn phải hỏi trước một tiếng. Mời vào, Khánh Trần bình tĩnh nói. Giang Tiểu Đường mở cửa vàng, ung dung ngồi lên ghế sofa cách Khánh Trần không xa, ta không ngờ rằng hôm qua hai người còn đánh nhau đến chết, hôm nay đã làm bạn bè rồi, vẫn chưa tính là bạn, Khánh Trần nghiêm túc nói. Hoàng Tử Hiền nghe vậy thì sững sờ, nhưng rất nhanh hắn lại cảm thấy cách nói chuyện không hề giả dối của đối phương khiến người ta thấy rất thoải mái. Bình thường có nhiều người xưng anh xưng em, trước khi chưa xảy ra chuyện thì cứ như là anh em ruột khác cha khác mẹ, xảy ra chuyện rồi thì lại chẳng thấy bóng dáng một ai. Không biết vì sao, Hoàng Tử Hiền cảm thấy mình thích ở chung với Khánh Trần hơn. Lúc này, Giang Tiểu Đường mỉm cười, ngươi thẳng thắn lắm, vậy ta cũng sẽ nói luôn, ngươi ký hợp đồng quản lý với ta đi, ta sẽ làm người đại diện cho ngươi. Khánh Trần hơi kinh ngạc, Giang Tiểu Đường cũng nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của hắn, ngươi vẫn không biết ta làm gì sao? Hoàng Tử Hiền ở bên cạnh giải thích, mặc dù bà chủ Giang là bà chủ của phòng quyền Anh Hải Đường, nhưng cũng là người đại diện nổi tiếng nhất khu thứ tư, nàng chỉ chọn tuyển thủ quyền Anh trong cấp lục địa tuần hành. Có nghĩa là tuyển thủ dưới cấp lục địa tuần hành không có tư cách ký hợp đồng quản lý với nàng. Khánh Trần hỏi, ta có lợi ích gì, ta có thể sắp xếp đối thủ tốt nhất cho ngươi. Giang Tiểu Đường vắt chéo chân nói, hơn nữa ta đảm bảo sẽ cho ngươi một con đường thanh danh nhanh nhất, không hề có trở ngại gì, giống như hôm qua xếp Hoàng Tử Hiền cho ngươi vậy, để ngươi trở thành cây rụng tiền tốt nhất cho phòng quyền Anh Hải Đường của ta. Cho dù là đang vắt chéo chân, người phụ nữ này cũng cực kỳ nhã nhặn thước tha. Tại sao lại là ta? Khánh Trần hỏi. Trông ngươi đẹp trai, dáng người hoàn mỹ, cách đấu tàn nhẫn, Giang Tiểu Đường bẻ ngón tay đếm, tuyển thủ như ngươi rất dễ thu hút người xem phái nữ, nhất là mấy quý bà tiêu tiền như nước, các nàng sẽ tán gia bại sản vì ngươi. Khánh Trần bình tĩnh nhìn người phụ nữ trước mặt, hóa ra đối phương có mục đích như vậy. Bình thường người xem quyền Anh đa số là phái nam, nhưng mà cũng có ngoại lệ, trên thực tế có khá nhiều phụ nữ cũng xem thi đấu quyền Anh, nhưng các nàng chỉ thích một tuyển thủ nào đó, hơn nữa còn cực kỳ điên cuồng. Năm ngoái có một tuyển thủ đẹp trai rất được phái nữ yêu thích, đáng tiếc hắn không có thực lực, lại thêm tuyển thủ khác không thích việc hắn trang điểm trước khi lên sàn đấu, đánh chết hắn trên lôi đài. Việc này còn được đưa lên báo chí, nghe nói đám phụ nữ còn rải đầy hoa tươi ở một con phố nào đó ở khu vực thứ tư để truy điệu hắn. Chỉ còn hai tháng nữa là tròn một năm tuyển thủ kia chết, nghe nói đã có phái nữ bắt đầu tổ chức lễ kỷ niệm cho hắn rồi. Khánh Trần lắc đầu nói với Giang Tiểu Đường, ta không có hứng thú với mấy thứ ngươi nói. Sân đấu quyền chỉ là chỗ để hắn học tập kỹ năng, bù đắp nhược điểm, hắn không có ý định nổi tiếng ở chỗ này, cũng không có ý định sống bằng nghề này. Có lẽ đến khi Khánh Trần có thể chiến thắng cấp lục địa tuần hành mà không cần tính kế gì, hắn sẽ quả quyết rời đi, bởi vì hắn còn có chuyện quan trọng hơn. Giang Tiểu Đường có vẻ không bất ngờ với câu trả lời của Khánh Trần, nàng nói lại lần nữa, nếu như ngươi ký hợp đồng quản lý với ta, không ai dám giết ngươi trên lôi đài, không có nguy hiểm, đấu quyền sẽ không còn ý nghĩa. Khánh Trần vẫn lắc đầu, cảm ơn ý tốt của bà chủ Giang, nhưng đây không phải là chí hướng của ta. Hoàng Tử Hiền ở bên cạnh cảm thấy lo lắng thay hắn, bởi vì hắn biết rõ trong phòng quyền Anh Hải Đường có những tay đấm hạng hổ sẵn sàng xử lý những tuyển thủ không nghe lời ở trên lôi đài cho Giang Tiểu Đường. Giang Tiểu Đường như cười mà không cười nhìn Hoàng Tử Hiền, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng ta sẽ không làm như thế, cậu nhóc đẹp trai thế này, sao ta nỡ để hắn chết chứ, cho dù không ký hợp đồng quản lý với ta, cũng có thể kiếm không ít tiền cho phòng quyền Anh Hải Đường mà. Thôi, vậy ta không quấy rầy hai người xem đấu nữa. Nói rồi, Giang Tiểu Đường đứng dậy đi ra ngoài cửa, lại bỗng nhiên quay đầu nói với Khánh Trần, đúng rồi, cho ngươi dùng căn phòng này, lúc nào muốn đến xem đấu cũng được. Ngoài ra, mặc dù phòng lưu cho ngươi dùng, muốn nhìn tranh tài tùy thời đều có thể tới. Còn có, mặc dù ngươi không ký hợp đồng quản lý với ta, nhưng ta vẫn sẽ chia hoa hồng của quyền vương hạng hổ cho ngươi như bình thường. Khánh Trần nghiêm túc nói, cảm ơn, phòng VIP số 001 cách lồng bát giác gần nhất, cũng nhìn được rõ ràng nhất, mà quyền vương cấp bậc chia, cũng xác thực đầy đủ mê người. Lúc này Hoàng Tử Hiền đang ngây ra, hắn gần như cho rằng bà chủ Giang đã thành fan hâm mộ của Khánh Trần rồi. Bà chủ phòng quyền Anh trở thành người hâm mộ của tuyển thủ nào đó cũng bình thường,
nhưng nếu là người rắn rết như bà chủ Giang lại khiến người ta cảm thấy không chân thực. Mau chữa khỏi vết thương đi, Giang Tiểu Đường khẽ cười nói, hôm nay ngươi không được đẹp lắm. Khánh Trần sờ lên khuôn mặt sưng như bánh mì của mình theo bản năng. Còn nữa, ngươi không cần gọi ta là bà chủ Giang, nếu như gọi ta là chị, ta sẽ chia cho ngươi tỷ lệ hoa hồng cao bằng cấp lục địa tuần hành, được không? Giang Tiểu Đường cười nhẹ. Khánh Trần sửng sốt, nhưng không đợi hắn kịp phản ứng, Giang Tiểu Đường đã ra ngoài, đùa thôi. Buổi tối, Khánh Trần ngồi bảo mẫu xe về đến nhà, vẫn không thấy tâm hơi Lý Thúc Đồng đâu. Hắn lặng lẽ nhớ lại thu hoạch hôm nay, cảm thấy chỉ mới một ngày mà đã khiến hắn có thêm không ít kinh nghiệm, nếu lại phải đối mặt với Hoàng Tử Hiền, chỉ sợ hắn sẽ có càng nhiều cách để chống lại đòn tấn công của đối phương, chắc chắn sẽ không chật vật như hôm qua nữa. Khánh Trần cần mỗi một bước của mình đều phải cực kỳ vững vàng. Nhất, ngươi ở đâu? Khánh Trần hỏi. Ta đây, Nhất đáp. Giang Tiểu Đường, 27 tuổi, chưa lập gia đình chưa sinh con. Khoan đã, Khánh Trần vội vàng gọi lại. Gì thế, sao trí tuệ nhân tạo có thể hóng hớt đến mức độ này được? Ta không muốn hỏi chuyện đó, cũng không quan tâm Giang Tiểu Đường như thế nào. Ta biết hôm nay Giang Tiểu Đường rất lạ thường, ta biết rõ chắc chắn nàng quen sư phụ nên mới cho ta đãi ngộ đặc biệt. Hôm nay lúc Khánh Trần cảm thấy không thích hợp đã bắt đầu kiểm tra ký ức, liền phát hiện hôm qua sau khi mình lên xe, nhất định là Lý Thúc Đồng đã tụt lại nói với Giang Tiểu Đường cái gì đó, đây mới là nguyên nhân chính để Giang Tiểu Đường cho hắn đãi ngộ đặc biệt. Không thể không nói, có thể khôi phục lại ký ức là chuyện tốt, nó sẽ giúp ngươi nhớ lại một vài chi tiết đã mất. Khánh Trần nằm trên ghế sofa, nhìn lên trần nhà, hỏi một câu từ sâu trong linh hồn, Nhất, vì sao ngươi lại thích hóng hớt như thế? Ngươi không cảm thấy lúc mọi chuyện xảy ra, lặng lẽ quan sát phản ứng của mọi người rất thú vị sao? Nhất hỏi lại, Nhất là ở trên mạng, một người bình thường luôn sợ hãi rụt rè chợt biến thành dũng cảm, loại người dám liều mạng ở trên lôi đài như ngươi lại trở nên cực kỳ cẩn thận, quan sát tất cả những điều đó rất thú vị, cho nên, ngươi đang quan sát loài người, Khánh Trần hiếu kỳ nói, loại cảm giác này rất kỳ quái. Giống như có một con quái vật khổng lồ đang yên lặng trốn ở trong thế giới này, nó cùng sinh sống với loài người, nhưng loài người lại không thể chú ý đến quỹ đạo và tư duy hành động của nó. Nhất nói, trong cuộc đời dài đằng đẵng, cũng nên tìm cho mình một thú vui. Được thôi, ngươi vui vẻ là được. Khánh Trần lẳng lặng nằm dưỡng thương trên ghế sofa. Ban đầu ngươi muốn hỏi gì? Nhất hỏi, sư phụ ta đi đâu? Khánh Trần hỏi, về ngục giam số 18. Nhất trả lời, hắn về ngục giam số 18 làm gì? Không phải đã bảo chủ nhật sẽ về cùng ta sao? Khánh Trần buồn bực, bởi vì hắn đoán hành động của ngươi sau trận đấu quyền sẽ khiến một số người của Khánh Thị chú ý, dù sao tỷ lệ xuất hiện trùng tên trùng họ không lớn lắm, cho nên chắc chắn sẽ phái người đến ngục giam xem xét. Nhất đáp, cho nên sư phụ ngươi dịch dung đổi mặt, giúp ngươi đi tạo chứng cứ ngoại phạm, cho nên, khi tập đoàn Khánh Thị đến kiểm tra xem Khánh Trần của Khánh Thị có ở trong ngục giam số 18 không, sẽ phát hiện hai Khánh Trần đồng thời tồn tại. Điều này cũng chứng minh tuyển thủ quyền Anh Khánh Trần không liên quan gì đến Khánh Trần của Khánh Thị. Khánh Trần không ngờ rằng sư phụ biến mất một ngày là để xử lý thân phận của mình. Vì để mình có một thân phận mới, đối phương cũng rất vất vả. Nhưng đối phương càng làm như thế, trong lòng Khánh Trần càng có cảm giác xấu. Nhưng hắn không biết cảm giác này đến từ đâu. Lúc này, tiếng đập cửa vang lên, Khánh Trần cẩn thận nhích tới gần. Ai vậy? Vừa nói xong, khóa cửa lại tự mở cạch một tiếng, hai nhân viên điều tra liên bang đứng bên ngoài. Một người đưa giấy chứng nhận ở tay trái ra, tay phải cầm súng chỉ vào Khánh Trần, giơ hai tay lên, kiểm tra thường lệ đây. Một người khác chậm rãi cất thiết bị mở khóa đi, sau đó tiến lên bóp mặt Khánh Trần đang giơ hai tay xem có đeo mặt nạ da người không. Sau khi xác nhận không có, hai nhân viên điều tra liên bang mới lặng lẽ rời khỏi mà không thèm quan tâm đến việc mình vừa xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Khánh Trần tức giận đứng sau kêu lên, ê, mấy người làm cái gì vậy? Nhưng hai nhân viên điều tra liên bang lại không trả lời. Rất nhanh đã vào thang máy rời đi. Khánh Trần đóng cửa phòng, ngươi biết họ sẽ đến à? Nhất trả lời, đúng thế, vậy tại sao ngươi lại không nhắc nhở ta? Khánh Trần bất đắc dĩ, như thế biểu hiện của ngươi sẽ mất tự nhiên. Nhất nói, bọn hắn muốn làm gì? Khánh Trần nghi hoặc, điều tra xem có người thay thế hai Khánh Trần không? Trong đêm tối, có một đội xe đang lái ra khỏi thành phố số 18 nhanh như chớp, tiến về phía ngục giam số 18 ở ngoại ô. Lúc đội xe đi ra khỏi rừng sắt thép rắc rối phức tạp, tầm nhìn đã rộng rãi hơn nhiều. Trên xe, có người đang xem lệnh thẩm vấn mà liên bang vừa phê duyệt khẩn cấp trên máy tính bảng. Trên đó viết, cho phép Ủy ban Quản lý Trị an liên bang thẩm vấn Khánh Trần, yêu cầu giúp đỡ điều tra vụ án số hiệu 1092112. Vụ án 1092112, khu thứ tư thành phố số 18 xảy ra vụ thảm sát trong phòng, kẻ tình nghi đang lẫn trốn. Thật ra không có vụ án này, có lẽ bảo Khánh Trần hỗ trợ điều tra là thật. Đây chỉ là một cách mà vài người của Khánh Thị dùng để xác nhận thân phận của Khánh Trần thôi.
Tất cả nhân viên điều tra trong đội xe cũng đều là người của Khánh Thị. Hoặc là bán mạng cho Khánh Thị, hoặc vốn đã là thành viên của Khánh Thị. Đáng lý ra chuyện này không nên phức tạp như vậy, Khánh Thị chỉ cần phái một người đến quan sát, sau đó xác nhận trong quá trình quan sát là được rồi. Nhưng lại có một vấn đề xảy ra, hai ngày trước hệ thống quản lý ngục giam cảnh báo tình hình dịch bệnh với Ủy ban Quản lý Trị An, nói là có người mang virus xuất hiện trong ngục giam, trước mắt tất cả ngục giam đã ở trong tình trạng cảnh giới cấp 3, đang tiến hành cách ly phòng dịch, hủy bỏ toàn bộ việc thăm hỏi. Điều này làm Khánh Thị phải đi theo trình tự pháp luật mới có thể thuận lợi nhìn thấy Khánh Trần. Có người ở trong xe thấp giọng nói, các ngươi nói xem có phải tình trạng cảnh giới cấp 3 là có người đang muốn giấu giếm gì đó giúp Khánh Trần không, nếu không sao lại trùng hợp như vậy, cũng không trùng hợp lắm. Có người nói, ngục giam giới nghiêm trước lúc thi đấu quyền Anh một ngày, cho dù có muốn giúp Khánh Trần giấu giếm thân phận, vậy thì cứ không cho hắn đi thi đấu, không phải dễ dàng hơn việc này sao? Hơn nữa hệ thống quản lý ngục giam không ở cùng một hệ thống với chúng ta, chỉ sợ đó là chỗ công bằng nhất trong liên bang. Ai có thể để vị nhất kia giúp đỡ làm việc đó chứ, ta luôn cảm thấy kỳ quái, tất cả mọi chuyện đều kỳ quá. Một người khác nói, được rồi, mọi chuyện cứ chờ đến khi gặp Khánh Trần là biết. Đến khi họ đi tới vùng ngoại ô cách 20 dặm, 7-8 người ngồi trên xe chờ ở bên ngoài, còn hai người thì sát trùng trừ độc dưới sự hướng dẫn của robot canh ngục. Không chỉ như thế, hai nhân viên điều tra cầm lệnh thẩm vấn trong tay còn muốn mặc trang phục bảo hộ kín cả người, chỉ có mỗi trên mặt là có màn bảo hộ hơi mờ. Những chỗ còn lại đều được che kín mít. Hai nhân viên điều tra nhìn nhau, đều nhận ra sự khác thường. Họ được robot canh ngục dẫn vào phòng thẩm vấn. Không lâu sau, Khánh Trần cũng mặc trang phục bảo hộ được robot canh ngục áp giải đến, ngồi xuống đối diện họ. Khánh Trần bình tĩnh nói, ta không biết vụ án 1092112 gì cả, cũng không giúp được gì. Nếu như trong Khánh Thị có người muốn dùng loại chuyện vớ vẩn này để khiến ta rời khỏi trận chiến ảnh tử, vậy sợ rằng họ đã suy nghĩ nhiều rồi. Một nhân viên điều tra nói, không cần khẩn trương, thật ra đây chỉ là cách để vào ngục giam thôi, không có người nào muốn vu oan hãm hại ngươi cả. Tự giới thiệu mình một chút, ta là cảnh sát trưởng của Ủy ban Quản lý Trị An cấp 2, Khánh Huân. Tính ra ta là anh họ của ngươi, mặc dù trước kia hai ta cũng chưa từng gặp mặt. Khánh Trần phía đối diện nhẹ nhàng thở ra, các ngươi tìm ta có việc gì, chúng ta muốn hỏi một chút, gần đây ngươi có ra khỏi ngục giam không? Khánh Huân hỏi, không, nếu ta có thể ra ngoài thì đã sớm ra rồi. Khánh Trần nói, Khánh Ngôn đâu? Đã lâu chưa gặp hắn, vì cái không phải hắn đến. Hai nhân viên điều tra nhìn nhau, Khánh Huân nói, Khánh Ngôn chết rồi. Nói xong, hai người liền nhìn chằm chằm vào Khánh Trần, nhưng vì cách một lớp trang phục bảo hộ nên không nhìn thấy rõ vẻ mặt của thiếu niên. Có vẻ Khánh Trần cũng không kinh ngạc, chỉ lạnh nhạt hỏi, hắn chết như thế nào? Sử dụng nhiều chip dopamine quá dẫn đến bi quan chán đời, tự sát trước mắt bao người. Khánh Huân nói, đây là điều hiển nhiên, không có liên quan gì đến những người khác. Khánh Trần bình tĩnh nói, chết tốt lắm. Khánh Huân nhíu mày, ngươi không hề giật mình, thậm chí không hề có cảm xúc nào, ta nên tỏ vẻ vui mừng đúng không? Khánh Trần cười nói, đúng thật, ta và hắn có quan hệ kém như vậy, hắn chết ta phải vui mừng mới đúng. Nhưng vào lúc này, Khánh Huân và một nhân viên điều tra khác bỗng nhiên tiến lên trước một bước, hai người cùng nhau vạch trang phục bảo hộ trên người Khánh Trần ra, để lộ khuôn mặt thật sự của Khánh Trần ở bên trong. Họ nghi ngờ trang phục bảo hộ này dùng để che giấu phận chân thật, có lẽ căn bản không phải là Khánh Trần. Còi báo động trong phòng thẩm vấn vang lên, mà Khánh Huân thì đè Khánh Trần lại, vừa mở máy tính bảng ra đối chiếu khuôn mặt, vừa dùng tay xoa nắm mặt của đối phương, có vẻ muốn xem hắn có đeo mặt nạ da người không. Bây giờ liên bang có rất nhiều tổ chức sản xuất mặt nạ mô phỏng người thật, rất nhiều người đều có thể cải trang được. Hơn 10 giây sau, Khánh Huân mới nhẹ nhàng thở ra, giọng nói phù hợp, khuôn mặt phù hợp, xác nhận thân phận, dưới bộ trang phục bảo hộ này lại là Khánh Trần mà nhất sửa đổi lại trong hệ thống. Lúc này robot canh ngục ở ngoài cửa xông vào, một con nói, hai người vi phạm quy định quản lý ngục giam số 27, sẽ tạm thời bị bắt lại, chuyển đến Ủy ban Quản lý Trị An thẩm tra xử lý. Khánh Huân và một nhân viên điều tra khác nhìn nhau cười một tiếng, họ đã sớm biết nhất sẽ đưa họ ra ngoài, cho nên cũng không lo lắng. Họ nghĩ, mặc dù hệ thống quản lý ngục giam công bằng, nhưng vẫn cứng nhắc như trước, đợi đến khi họ được chuyển đến Ủy ban Quản lý Trị An, sẽ được phán vô tội thả ra luôn. Sau đó họ sẽ có thể trở về ngủ ngon giấc. Sau khi hai người này bị robot canh ngục dẫn đi, khuôn mặt của Khánh Trần đã khôi phục thành dáng vẻ thật sự của Lý Thúc Đồng. Hắn vuốt mặt mình, tí nữa thì ta không nhịn được muốn giết chết hai người này. Đằng sau, Lâm Tiểu Tiếu đẩy cửa vào. Ông chủ, chúng ta có cần phải như vậy sao? Còn phải làm cả trang phục bảo hộ để họ nghi ngờ. Lý Thúc Đồng cười nói, ngươi thì biết cái gì? Mọi người trên đời này đều chỉ tin tưởng sự thật mà mình khó khăn lắm mới tìm ra. Nếu như không vất vả một chút, họ sẽ còn tiếp tục còn nghi ngờ.
Cho đến lúc này, thân phận của Khánh Trần mới xem như an tâm. Vì để Khánh Trần thật sự trở thành ảnh tử, hôm nay Lý Thúc Đồng đã, thời gian đếm ngược 18 giờ. 6 giờ sáng, bên ngoài cửa sổ pha lê, bầu trời âm u đen kịt, bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống giống như lông ngỗng, trong phòng đang vang lên tiếng củi lửa đốt nứt đông đốt. Không phải là tiếng tuyết rơi ngoài cửa sổ thật, mà là nhất giúp Khánh Trần chuyển sang chế độ ngủ sâu. Không biết vì sao, Khánh Trần lại có thể ngủ rất ngon trong môi trường này. Cộc cộc cộc, có tiếng gõ cửa truyền đến, hắn ngồi dậy, muốn đi ra mở cửa. Nhưng khi hắn vừa đi ra khỏi phòng ngủ lại thấy Lý Thúc Đồng đang ngồi trên salon cười nhẹ nói, để ta. Khánh Trần không biết sư phụ về khi nào, hắn không nghe thấy bất cứ tiếng động nào. Lý Thúc Đồng đi ra mở cửa, sau cánh cửa là Ương Ương đang giật mình đứng đó, chào chú, ta đến tìm Khánh Trần. Hắn vừa tỉnh ngủ, ngươi tìm hắn có chuyện gì không? Lý Thúc Đồng cười hỏi, à, ta gọi hắn cùng đi tham gia biểu tình, hay chú cũng đi cùng chúng ta đi? Ương Ương hỏi, bây giờ hệ thống giáo dục của liên bang đã mục nát, chúng ta muốn đẩy mạnh cải cách giáo dục để tất cả mọi người đều có thể nắm giữ tri thức. Chỉ có bằng cách này chúng ta mới có thể giảm sức ảnh hưởng của tập đoàn đối với liên bang. Lý Thúc Đồng cười cười, quay đầu lại hỏi nói, Tiểu Trần, ngươi đi tham gia biểu tình đi, bạn học Ương Ương đến gọi ngươi. Ta không đi, Khánh Trần nói vọng ra từ trong nhà, hôm nay ta còn phải đến sàn đấu quyền anh xem trận đấu. Được thôi, Ương Ương gật đầu, vậy ta đi cùng với bạn học Trịnh Ức, nếu chú và Khánh Trần thay đổi quyết định, lúc nào cũng có thể đến tham gia. Chúng ta xuất phát từ quảng trường Vân Sơn rồi đi về phía trung tâm thành phố. Ngài yên tâm, đây là biểu tình hợp pháp. Ừ, Lý Thúc Đồng cười đưa mắt nhìn Ương Ương và Trịnh Ức rời khỏi, sau đó mới đóng cửa lại. Khánh Trần đi ra khỏi phòng ngủ, bình tĩnh suy đoán, nàng sống ở chỗ này, có lẽ để thuận tiện dùng cảm giác từ trường để xác định xem ngài và ta có ở trong cao ốc Lạc Thần trước khi họ hành động hay không. Dù sao nếu có một bán thần như Lý Thúc Đồng canh giữ ở trong ngục giam số 18 thì ai dám ra tay? Nhất, xác nhận xem họ có thực sự rời khỏi đây chưa? Lý Thúc Đồng hỏi, xác nhận. Đã lên đoàn tàu hạng nhẹ số 22 để đi về phía quảng trường Vân Sơn. Nhất trả lời, Lý Thúc Đồng quay đầu cười với Khánh Trần. Bây giờ nàng không theo dõi chúng ta nữa. Nếu nàng muốn theo dõi, nàng phải ở trong cao ốc Lạc Thần cả ngày mới đúng. Chỉ có làm như vậy thì khi nào chúng ta rời khỏi đây nàng mới có thể biết. Có lẽ lúc đầu nàng làm như vậy vì tổ chức ác bích, nhưng bây giờ có lẽ không như vậy nữa. Khánh Trần nghĩ ngợi, ừ, có thể. Lý Thúc Đồng cười cười, chúng ta lên đường thôi. Có rất nhiều tổ chức và rất nhiều lực lượng cùng nhau diễn một vở kịch lớn, nhưng trước khi trò hay mở màn, nhân vật chính cũng phải xuất hiện mới được. Hai người thay một bộ quần áo thể thao màu trắng sạch sẽ, mỗi người đều đội mũ lưỡi trai, bước ra khỏi tòa nhà. Lý Thúc Đồng đứng trong thang máy bằng pha lê, lặng lẽ chiêm ngưỡng mọi thứ trước mắt. Trong quảng trường Vân Thượng có đầy người, trên mặt mọi người đều vẽ biểu tượng của cuộc biểu tình. Trong đám người đang có hơn 1.000 học sinh xen lẫn trong đó, buổi biểu tình hôm nay là do họ tổ chức. Bây giờ những học sinh đó đang phân phát những lá cờ nhỏ ghi đầy khẩu hiệu và biểu ngữ. Lá cờ nhỏ nhìn có vẻ rẻ tiền này đều do các bạn học sinh tự tay làm cả ngày lẫn đêm, chỉ có làm vậy mới có thể tiết kiệm chi phí cho ngày hôm nay. Trên tay họ là những lá cờ bôi keo kém chất lượng, nhưng trên mặt lại tràn đầy nụ cười nhiệt huyết. Khi các học sinh phân phát những lá cờ nhỏ còn không quên khích lệ lẫn nhau, thay đổi thế giới, thay đổi thế giới. Mặc dù có lẽ chính họ cũng không biết làm như thế nào để thay đổi thế giới nhưng những học sinh đó vẫn tràn đầy lòng tin vào cuộc biểu tình này. Đám đông vẫn di chuyển về phía ba khu trên. Có hàng chục phóng viên ở ven đường đang truyền hình trực tiếp cuộc biểu tình lớn này. Những người đại diện của cuộc biểu tình bình tĩnh đối mặt với giới truyền thông, thản nhiên bày tỏ mong muốn của họ. Một người đại diện cho các học sinh nhìn vào camera rồi nói, đây là một cuộc biểu tình hợp pháp. Tất cả các yếu tố như nhân số, khẩu hiệu, con đường đều đã được báo cáo từ trước. Hơn nữa chúng ta đã hứa tuyệt đối không sử dụng vũ lực, cũng sẽ kiên quyết chống lại vũ lực. Biểu tình là biểu tình, họ phải bảo đảm rằng lần biểu tình này sẽ không thay đổi ý nghĩa vốn có của nó. Một chiếc xe bay lướt qua trên không trung bên trên đội ngũ biểu tình, Khánh Trần ngồi trong xe yên lặng nhìn xuống dưới, trong lòng hắn không biết đang suy nghĩ gì. Lý Thúc Đồng đột nhiên hỏi, ngươi cảm thấy cuộc biểu tình của học sinh lần này như thế nào? Khánh Trần nói, thế giới này không thể thay đổi bằng những cuộc biểu tình. Sự kiểm soát của tập đoàn đối với thế giới này còn đáng sợ hơn nhiều so với những gì họ nghĩ. Đúng vậy, Lý Thúc Đồng cười nói, vào ngày cuộc biểu tình này được báo cáo, dù chính quyền liên bang chấp nhận phê duyệt, nhưng ngay tối hôm đó Lý Thị đã bắt đầu tìm kiếm người tài trợ cho cuộc biểu tình này. Người đó là người của chúng ta, đêm hôm qua chúng ta đã sắp xếp cho hắn lặng lẽ rời khỏi liên bang, sau này hắn sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa. Cuộc chiến không có khói thuốc súng này đã bắt đầu trong khi các học sinh còn chưa nhận ra. Khánh Trần ngạc nhiên nhìn về phía Lý Thúc Đồng, hóa ra hai ngày nay sư phụ vẫn bận bịu chuyện này,
hắn không nghĩ tới người tài trợ phía sau cuộc biểu tình này lại là sư phụ mình. Lý Thúc Đồng cười nói, ta cũng chỉ tiện tay tài trợ thôi, thật sự là họ quá keo kiệt, ta không nhìn nổi nữa. Ít nhất cũng không thể để bọn nhỏ đói bụng được, phải không? Sư phụ, con đường này rất nguy hiểm, Khánh Trần nói. Lý Thúc Đồng nói, ngay khi tập đoàn và các thế lực khác trắng trợn tìm kiếm, bắt giữ và xử tử những người du hành, ta đã nói chuyện rất nhiều với những người du hành thời gian kia, chẳng hạn như lịch sử của các ngươi ở thế giới ngoài. Sao sư phụ muốn biết cái này? Khánh Trần không hiểu. Sư phụ không phải là người biết tất cả mọi thứ, nên nghe nhiều, nhìn nhiều, học nhiều, cũng không có hại gì. Lý Thúc Đồng xúc động nói, ta luyện võ nửa cuộc đời rồi, cuối cùng lại bị một nhóm bạn cùng chung chí hướng kéo đi gây sự, sau đó lại nhìn từng người trong họ chết ở trên đường. Thật ra ta chỉ là một võ phu mà thôi Tiểu Trần à, cho nên ta cũng không có lý tưởng cao cả như vậy, chỉ là ta không muốn những người bạn của ta chết một cách vô ích trên con đường này. Những mong ước mà trước kia họ muốn làm, ta muốn dùng quãng đời còn lại của mình để giúp họ hoàn thành nó. Khánh Trần kinh ngạc nhìn Lý Thúc Đồng, hắn không nghĩ tới đối phương sẽ cho mình là một võ phu. Hắn hỏi, sư phụ đã nói chuyện với những người du hành thời gian về đoạn lịch sử nào, thời kỳ thế giới mới ra đời. Lý Thúc Đồng cười nói, ta đã nhờ họ mang theo USB đến đây, đã xem rất nhiều văn hiến và tư liệu, mắt còn suýt mù vì chúng. Nhưng thứ mà ta thích nhất chính là quá trình thành lập thế giới mới. Trong đoạn lịch sử kia, có quá nhiều nhà hiền triết đã nối tiếp nhau ngã xuống trước khi thế giới mới được thành lập. Thành thật mà nói, khoa học kỹ thuật ở thế giới trong tiến bộ hơn thế giới ngoài nhiều, cho nên rất nhiều người đều cảm thấy thế giới ngoài không có đồ vật hữu ích gì cho thế giới trong. Nhưng rất nhiều người đã nhầm, hào quang của tư tưởng sẽ không bị khoa học kỹ thuật tiên tiến hay lạc hậu làm lu mờ. Sư phụ, Khánh Trần nhẹ nhàng lặp lại, con đường này rất nguy hiểm. Lý Thúc Đồng nhìn về phía hắn cười rồi nói, Khánh Trần, có bao giờ ngươi nghĩ đến việc mình có thể dựa vào cái gì để có một cuộc sống tốt đẹp ở thế giới ngoài không? Tổ tiên của các ngươi đã làm như thế nào để giành được thắng lợi? Họ đã trải qua những gì? Khánh Trần trầm mặc. Lý Thúc Đồng tiếp tục nói, rất nhiều người du hành kính nể họ, nhưng thật ra tổ tiên của các ngươi còn đáng kính so với tưởng tượng của tất cả mọi người. Từ quan điểm của những thế hệ sau, tất nhiên các ngươi biết rằng sẽ có một thế giới mới được sinh ra, các ngươi cũng biết rằng cuối cùng họ sẽ chiến thắng. Nhưng tổ tiên của các ngươi lại không biết điều đó. Khi họ nói chúng ta nhất định sẽ giành được chiến thắng, thật ra lúc đó họ cũng không chắc như vậy, họ chỉ là muốn cho mình thêm chút dũng khí thôi. Thật ra lúc đó tổ tiên của các ngươi cũng không biết họ hy sinh có thể đổi lấy thắng lợi hay không, thậm chí họ còn không biết sự hy sinh này có ý nghĩa gì hay không, nhưng họ vẫn kiên trì với lý tưởng của mình. Họ cũng rất lo lắng và sợ hãi vì lý tưởng này của họ mà người sau nối tiếp người trước kiên trì thực hiện. Đây mới là niềm tin vững chắc. Khánh Trần vẫn trầm mặc như trước, không dùng góc nhìn của người hiện đại để nghiên cứu lịch sử mới có thể hiểu lịch sử một cách chính xác nhất. Hắn luôn biết rằng tổ tiên của mình rất vĩ đại, nhưng hắn vẫn đánh giá thấp sự vĩ đại của họ. Đừng suy nghĩ nhiều, Lý Thúc Đồng vui vẻ cười nói, hiện tại những chuyện này chưa quan hệ gì với ngươi, việc ngươi cần làm bây giờ là phát triển bản thân, đặt nền móng vững chắc, để cho mỗi một bước của mình đều phải mạnh mẽ. Ta nghe Nhất nói hôm qua ngươi xem Quyền Anh ở sàn đấu Hải Đường cả ngày. Có lẽ ngươi cũng đã hiểu được ý của ta. Ừ, sư phụ cảm thấy ta không có kinh nghiệm gì. Nếu có một ngày gặp được người có thực lực giống bản thân, rất có thể ta sẽ bị kỹ năng và kinh nghiệm của đối phương đánh bại. Khánh Trần nói, ừ, rất nhiều siêu phàm giả sau khi nổi tiếng, đã cảm thấy rằng họ không cần học các kỹ năng thông thường nữa. Nhưng sự thật cũng không phải là như vậy. Lý Thúc Đồng nói, trong trận đấu sinh tử, có thể chỉ cần một kỹ năng nho nhỏ nào đó cũng có thể cứu sống ngươi. Ngươi có thể suy nghĩ như vậy là chuyện tốt. Ta sẽ nhanh chóng thành thạo tất cả các kỹ năng cận chiến. Khánh Trần nói, ta vẫn luôn thấy kỳ lạ. Lý Thúc Đồng cười nói, tại sao ngươi lại có thể kiên nhẫn như vậy? Biết rõ ta có vật cấm kỵ Acer 002 và Acer 005, nhưng tới bây giờ ngươi cũng không hỏi ta chúng là cái gì, ở nơi nào, có tác dụng gì. Khánh Trần chân thành nói, sư phụ, khi nào ngươi muốn, ngươi sẽ nói cho ta biết. Ngươi làm như vậy khiến sư phụ cảm thấy rất chán đó. Lý Thúc Đồng thở dài. Bình thường đều là học sinh chủ động yêu cầu muốn gì đó, làm vậy sư phụ mới có thể có cảm giác thành tựu. Ngươi lại không mở miệng nói muốn cái gì, làm ta cảm thấy rất chán, vậy sư phụ đưa Acer 005 cho ta đi. Lý Thúc Đồng cười nói, ta đã cho ngươi từ lâu rồi. Vật cấm kỵ Acer 005, ngài đã cho ta từ lâu rồi. Giọng của Khánh Trần mang theo 3 phần nghi hoặc 7 phần kinh ngạc. Vật cấm kỵ vật quan trọng như vậy, nếu đối phương đã cho mình thì tại sao mình lại không phát hiện ra? Nhưng mà Lý Thúc Đồng chưa bao giờ lừa Khánh Trần. Lúc này, xe bay đã đi đến bên trên ngục giam số 18, nhẹ nhàng hạ xuống gần đó. Lý Thúc Đồng dẫn Khánh Trần đi bộ về phía lối đi bí mật vào ngục giam ở kho lạnh.
hai người lần lượt đi trong hành lang hẹp, trên tường xung quanh còn thảm rất nhiều đèn treo. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, có thể những chiếc đèn treo kia đã sáng suốt 20 năm, có lẽ còn có thể lâu hơn nữa. Lý Thúc Đồng đang đi ở phía trước bỗng nhiên nói, ta đã đưa Acer 005 cho ngươi thật, vẫn luôn chờ ngươi mở miệng nói muốn với ta. Lúc đó sẽ cho ngươi một niềm vui bất ngờ, chẳng qua là ngươi khá cứng đầu, nhất quyết không chịu hỏi, cho nên, nếu so sánh, ta mới là người đầu tiên đưa vật cấm kỵ cho ngươi, lần sau nếu ngươi đến cấm địa số 002 lần nữa, nhớ nói chuyện này cho những lão già kia, nếu không bọn họ lại cảm thấy ta keo kiệt. Thánh Trần cảm thấy kinh ngạc, chuyện này sư phụ hắn cũng đem ra ganh đua sao, hắn đi sau lưng Lý Thúc Đồng, cố gắng lục lại trí nhớ của mình, thử liệt kê hết tất cả đồ vật mà Lý Thúc Đồng đã từng tặng cho hắn. Sau đó phân tích cái nào mới là vật cấm kỵ Acer 005, hành lang u ám này rất dài, Khánh Trần vẫn âm thầm nhớ lại, nhưng mà, Lý Thúc Đồng đang đi phía trước bỗng mỉm cười rồi nói, đừng nghĩ nhiều như vậy, bây giờ không phải lúc để cho ngươi giải đố. Lúc trước, khi đánh cờ với ngươi, ta đã nói, nếu thắng một ván thì ngươi có một bảo ta làm một chuyện, kết quả là sau đó ngươi muốn một liều thuốc biến đổi gen cho Lưu Đức Trụ, sau đó ngươi mang bản nhạc cổ cho ta, thế là ta lại nợ ngươi một yêu cầu. Thật ra khi đó ta vẫn đợi xem ngươi có nói muốn vật cấm kỵ với ta hay không, nếu như ngươi muốn thì ta sẽ cho. Khánh Trần rất bất ngờ. Lý Thúc Đồng cười nói, ta cũng không ngờ ngươi lại cứng đầu như vậy, cho tới bây giờ vẫn không nói muốn cái gì. Khánh Trần khẽ nói, khi đó ta cũng rất muốn giống những người du hành thời gian khác, có thể sở hữu một vật cấm kỵ cho mình, thứ này có thể mang theo khi xuyên qua hai thế giới, cũng giúp ta rất nhiều khi ở thế giới ngoài. Nhưng đó là đồ của sư phụ. Khi đó ta còn không dám đưa ra yêu cầu gì. Hơn nữa bây giờ ta đã có con rối giật dây. Đương nhiên, nếu ngài định đưa nó cho ta, ta cũng không từ chối. Lý Thúc Đồng cảm thán, trong khoảng thời gian này, ta vẫn luôn cố gắng giúp ngươi sống đúng với tuổi của mình, xem ra mọi chuyện mà ta cũng không uổng phí. Nói xong, Lý Thúc Đồng quay đầu nhìn về phía Khánh Trần. Chỉ là, trong đường hành lang lờ mờ này, Khánh Trần mới nhìn thấy rõ trên gương mặt sư phụ lại có thêm một cái mặt nạ hình mèo màu đỏ quỷ dị. Bây giờ câu trả lời đã rõ ràng, hắn hỏi, sư phụ, vật cấm kỵ Acer 005 chính là con mèo bên người ngài sao? Sư phụ có thể biến thành khuôn mặt của bất kỳ người nào theo ý muốn là vì nó. Hóa ra, vật cấm kỵ Acer 005 chính là con mèo kia. Khánh Trần nhớ rõ, sau khi chiếc mặt nạ hình mèo này xuất hiện, con mèo lớn thường nằm trên bàn ngủ gật lại đột nhiên biến mất, hai thứ này chưa bao giờ xuất hiện cùng nhau, con vật còn sống lại biến thành một cái mặt nạ. Chuyện kỳ lạ như thế này cũng chỉ có thế giới trong mới có. Hơn nữa, Lý Thúc Đồng còn tặng vật này cho hắn, nhưng sau đó hắn đã trả chiếc mặt nạ này cho đối phương. Khánh Trần nghĩ đến chuyện rất lâu trước kia mình đã từng sở hữu vật cấm kỵ, chuyện này khiến hắn cảm thấy có hơi phức tạp. Sư phụ, sao ngài là có được vật cấm kỵ này? Khánh Trần hỏi, do một người bạn tặng. Lý Thúc Đồng bình thản nói, là bạn nữ tặng sao? Khánh Trần nghi ngờ hỏi, bây giờ sao ngươi lại thích hóng chuyện như vậy? Lý Thúc Đồng không hiểu. Thượng bất chính hạ tắc loạn, Khánh Trần bình tĩnh trả lời, ta không nghĩ ra, trừ sư phụ và ý chí của những tiền bối trong cấm địa số 002 kia, còn ai sẽ hào phóng tặng vật cấm kỵ cho người khác như vậy? Lý Thúc Đồng cười nói, Acer 005 là vật cấm kỵ thích hợp với kỵ sĩ nhất, cho nên tặng cho kỵ sĩ cũng là chuyện đương nhiên, bởi vì thuật hô hấp của kỵ sĩ có thể làm thay đổi giọng nói, vật cấm kỵ Acer 005 có thể thay đổi khuôn mặt, vật cấm kỵ này vốn sinh ra để dành cho kỵ sĩ chúng ta. Hơn nữa điều mấu chốt nhất là, mỗi khi nó biến thành mèo thì đều rất đáng yêu. Khánh Trần chần chừ 2 giây rồi mới hỏi, lý do thứ hai mà ngài nói là nghiêm túc chứ? Đương nhiên là nghiêm túc rồi, Lý Thúc Đồng nói, mèo mên được mệnh danh là người khổng lồ dịu dàng, nó rất thân thiện với con người, hơn nữa vật cấm kỵ còn không rụng lông. Chắc chắn ngươi chưa nuôi mèo bao giờ, không biết một con mèo không rụng lông hiếm thấy đến mức nào. Được rồi, Khánh Trần nói, mọi chuyện đều do ngài quyết định. Lúc này, Lý Thúc Đồng tháo mặt nạ hình mèo xuống rồi đặt nó vào trong tay Khánh Trần, sau này nó sẽ thuộc về ngươi. Khánh Trần yên lặng nhìn mặt nạ hình mèo trong tay, sư phụ, ngài đã giữ nó bao nhiêu năm? 18 năm, Lý Thúc Đồng hơi xúc động, năm đó sư phụ mang theo nó làm không ít chuyện thất đức, dù sao thì có thể biến thành người khác bất cứ lúc nào là một chuyện rất thoải mái, có thể đi vu oan giá họa, còn có thể dùng nó làm rất nhiều việc khác. Khánh Trần im lặng. Thậm chí hắn còn có thể tưởng tượng được sư phụ nhà mình đã từng lợi dụng vật cấm kỵ Acer 005 làm những chuyện gì. Sư phụ, điều kiện thu nhận của nó là gì? Khánh Trần hỏi. Bước đầu tiên là nhỏ máu, Lý Thúc Đồng cầm lấy cổ tay của Khánh Trần, sau đó rút ra hai sợi tóc trên đầu Khánh Trần. Chân khí được truyền vào trong sợi tóc, hai sợi tóc mềm mại lúc trước bỗng nhiên thẳng băng như châm. Sư phụ, vì sao lại nhổ hai sợi? Khánh
Khánh Trần tò mò hỏi. Lý Thúc Đồng bình tĩnh nói, là do tóc ngươi quá dày, ta lỡ tay nhổ nhiều. Khánh Trần, chấm chấm chấm, nói xong, hắn vứt một sợi tóc đi, chỉ để lại một sợi, sau đó nhẹ nhàng cắt một đường trên cổ tay Khánh Trần. Ngay sau đó máu tươi đã chảy ra từ cổ tay hắn rồi rơi lên trên mặt nạ, ngay lập tức những giọt máu đó đều bị thấm vào trong. Bước thứ hai, hãy gọi tên của nó. Lý Thúc Đồng cười nói, ngươi còn nhớ nó gọi là gì không? Khánh Trần nhíu mày, hắn nhanh chóng kiểm lúc lại trí nhớ của mình một lượt thì lại phát hiện ra, từ trước đến giờ mình không biết con mèo kia tên là gì. Nếu như là những người khác, có lẽ bọn họ sẽ nghĩ là mình quên mất rồi, dù sao thì con mèo này thường xuyên xuất hiện như vậy, sao có chuyện không ai gọi tên của nó. Nhưng mà Khánh Trần rất chắc chắn, ngay cả Lâm Tiểu Tiếu, Diệp Vãn đều chưa bao giờ gọi tên con mèo này, có lẽ hai người này cũng không biết con mèo tên gì. Sư phụ, nó tên gì? Khánh Trần hỏi. Đại Phúc, Lý Thúc Đồng vừa cười vừa nói, người biết tên của nó thì có thể trở thành chủ nhân của nó, đây chính là điều kiện thu nhận của vật cấm kỵ 005. Bây giờ máu trong chiếc mặt nạ này đã đổi thành của ngươi, ngươi chỉ cần gọi tên của nó thì sẽ trở thành chủ nhân của nó. Đại Phúc, Khánh Trần lẩm bẩm nói, cái tên này do ai đặt, sao nghe quê mùa như vậy? Sau một lúc, giống như mặt nạ hình mèo cảm thấy lời kêu gọi của Khánh Trần, trong nháy mắt nó liền biến thành một con mèo mên khổng lồ dài đến hơn 1 mét, sau đó lười biếng nằm trên tay Khánh Trần. Nó rủ rủ đám lông tơ trên người, sau đó meo một tiếng với Lý Thúc Đồng, trong đầu Khánh Trần lại có thể nghe hiểu được tiếng của nó, ngươi lại đưa ta cho đồ đệ của ngươi. Lý Thúc Đồng cười nói với Khánh Trần, đeo mặt nạ lên đi, chúng ta sắp đến ngục giam. Nhớ kỹ, không được nói tên của nó cho người khác biết, nếu có người biết tên nó sẽ rất nguy hiểm. Khánh Trần hỏi, trên đời này không có ai biết tên của nó sao? Ừ, có tư liệu ghi lại nhưng đã bị ta xóa bỏ. Lý Thúc Đồng nói, những người biết tên nó cũng đã bị xóa bỏ. Khánh Trần tự nhủ trong lòng, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy từ xóa bỏ lại có hàm nghĩa kinh khủng như vậy. Trong đầu hắn ra lệnh một câu, Đại Phúc lại co nhỏ thành một mặt nạ hình mèo. Lần này Khánh Trần lại đeo nó lên trên mặt lần nữa, mặt nạ hình mèo không còn là một đồ vật lạnh băng cứng nhắc như trước nữa. Lý Thúc Đồng nói, ngươi thử biến thành người khác xem, lần sử dụng đầu tiên sẽ khá khó khăn, quên đi, ngươi thử biến xem. Vốn hắn muốn nói lần sử dụng đầu tiên sẽ khá khó khăn, là vì mặc dù ngươi biết mình muốn biến thành người nào, nhưng chưa chắc ngươi đã nhớ được rõ ràng các chi tiết trên gương mặt của đối phương. Cho nên trong hầu hết những lần thay đổi gương mặt đều cần phải nhìn lại thật kỹ ảnh chụp của người kia, sau đó mới có thể từ từ đạt tới mức độ giống 90% so với bản gốc. Nhưng mà Lý Thúc Đồng biết học trò của mình không giống với những người khác, hắn chỉ cần nhìn một lần là sẽ không quên được cho nên không cần so với ảnh chụp, tất cả mọi thứ về bản gốc đã có sẵn trong đầu đối phương. Khánh Trần nghĩ ngợi, mình nên biến thành ai bây giờ, sau đó hắn đã biến thành Lâm Tiểu Tiếu, thậm chí còn dùng thuật hô hấp để bắt chước giọng nói của đối phương. Sư phụ, ta biến có giống không? Vật cấm kỵ Acer 005 rất thích hợp với ngươi. Lý Thúc Đồng cảm khái, mỗi lần ta biến thành người khác đều phải nghiên cứu ảnh chụp nửa giờ, thứ này ở trong tay ngươi chỉ cần một hơi thở liền có thể biến thành người khác, ngay cả ta cũng khó phân biệt được thật giả. Khánh Trần lại biến thành gương mặt của Diệp Vãn, chỉ là hắn có thể biến đổi gương mặt nhưng thân hình lại không hề khôi ngô cao lớn như Diệp Vãn, nhìn khá kỳ lạ. Xem ra, sau này nếu hắn muốn biến thành khuôn mặt của người khác thì phải tìm người có dáng người tương tự mới khó bị nhận ra. Đúng rồi, sư phụ, vật cấm kỵ Acer 005 này cấp bậc gì? Khánh Trần hỏi, nó có giai đoạn thứ hai không? Theo lý thuyết hẳn là cấp A, bởi vì siêu phàm giả tách ra nó là cấp A. Lý Thúc Đồng nói, nhưng đến bây giờ ta cũng chưa tìm ra giai đoạn thứ hai của nó thế nào. Trên thực tế, trong những vật cấm kỵ thì loại cần hiến tế sẽ dễ thăm dò nhất, nhưng điều kiện thu nhận của Đại Phúc hơi cổ quái, như vậy sẽ làm mọi người khó hiểu, vì ngươi không biết nên bắt đầu thử nghiệm từ chỗ nào. Lúc này, Khánh Trần bỗng nhiên nghĩ đến một việc, sư phụ, tổ chức ác bích có bao nhiêu người, bọn họ có số thứ tự, từ ác bích đến hai bích, tổng cộng là 13 người. Lý Thúc Đồng trả lời, đây là những thành viên trung tâm của ác bích, ngoài bọn họ ra còn mấy trăm người, nhưng siêu phàm giả có thực lực thật sự chỉ có 13 người này, thực lực của bọn họ không giống nhau, có cao có thấp, vậy có thành viên nào của ác bích có thân hình tương tự như ta không? Có một người như vậy. Lần này, Khánh Trần đã biết mình phải làm như thế nào, ngài có ảnh chụp của người này không? Có, Lý Thúc Đồng cười thần bí, lát nữa trở lại ngục giam số 18 thì bảo Lâm Tiểu Tiếu cho ngươi. Hai người tiếp tục đi vào sâu trong hành lang, Khánh Trần hỏi, đúng rồi, sư phụ, những học sinh tham gia biểu tình có gặp nguy hiểm gì không? Sẽ không, Lý Thúc Đồng trả lời, sẽ có người bảo vệ bọn họ. Thời gian đếm ngược 16 giờ 30 phút, 7 giờ rưỡi sáng, đội ngũ đông nghịt người biểu tình đã đi về hướng bắc được 30 phút đồng hồ, vì diện tích của thành phố số 18 rất lớn, dựa theo kế hoạch,
7 giờ tối nay họ mới có thể đến khu thứ ba. Quãng đường đi bộ dài đằng đẵng lại cộng thêm thời tiết rét lạnh của cuối thu, tất cả những thứ này đều là một bài kiểm tra thể lực đối với học sinh tham gia biểu tình. Nhưng mà, họ cũng đang muốn dùng cách này để diễn tả sự quyết tâm của mình. Hơn nữa, trên đường đi, họ cũng hy vọng có thể thu hút được càng nhiều người tham gia hơn nữa, khiến cả liên bang đều chú ý đến cuộc biểu tình này. Các học sinh thậm chí còn hy vọng, thông qua cuộc biểu tình ở thành phố số 18 này sẽ ảnh hưởng đến tầng lớp học sinh của những thành phố khác, để họ cũng tự phát tổ chức những cuộc biểu tình như vậy. Giờ phút này, có rất nhiều ánh mắt đang chú ý quan sát nơi này. Có người mong cuộc biểu tình của họ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng có người mong họ có thể thành công. Những người tổ chức cuộc biểu tình này hiểu được, không được để chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra trong cuộc biểu tình đầu tiên này, nếu không thì ngọn lửa vừa mới nổi lên sẽ bị dập tắt. Trong đám người, người trong nhóm tổ chức đều hô vang khẩu hiệu cải cách giáo dục mỗi khi đi qua các khu dân cư. Hơn 1.000 học sinh tham gia tổ chức biểu tình đứng xen lẫn trong đám đông, họ đang đẩy xe để phân phát thức ăn và nước uống cho mọi người. Đồ ăn cũng không quá tệ, có thanh protein, nước thì là nước khoáng, không thể không nói, người tài trợ hoạt động biểu tình lần này rất tốt, nghe nói là một thương nhân nào đó đã dốc hết gia tài để tài trợ cho bọn họ. Nhưng mà, biểu tình cũng không thuận lợi như trong tưởng tượng, mỗi khi họ đi qua một khu, ủy ban quản lý an ninh của khu này lại đi ra kiểm tra giấy tờ cấp phép của cuộc biểu tình này. Một lần biểu tình hợp pháp cần phải báo cáo cho 7 bộ phận khác nhau, chỉ riêng văn bản tài liệu đã có hơn 21 loại, mỗi lần đi qua một khu họ đều bị kiểm tra nửa giờ. Mà mỗi khi kiểm tra, những người biểu tình lại phải đứng trong gió rét đợi nửa giờ. Lịch trình của lần biểu tình này phải đi qua tổng cộng 4 khu, chỉ riêng tổng thời gian kiểm tra văn bản tài liệu hợp pháp đã chiếm đến hơn 2 giờ. Các học sinh nhìn những người biểu tình đang đứng rét run lẩy bẩy trong gió, bây giờ họ mới nhận ra rằng rõ ràng có người muốn kéo dài thời gian, khiến họ bỏ cuộc vì gió rét. Mặc dù có một số người đã cho phép cuộc biểu tình này diễn ra dưới áp lực của dư luận, nhưng họ không hy vọng đội ngũ biểu tình có thể thuận lợi đi đến 3 khu trên. Cảm xúc của những người biểu tình dần dần trở nên tức giận, họ lớn tiếng thể hiện sự bất mãn của mình với những người của Ủy ban Quản lý An ninh đang xem xét các giấy tờ cần thiết trước mặt, mà những học sinh còn giữ được tỉnh táo thì không ngừng trấn an những người biểu tình. Mọi người bình tĩnh một chút, đây chính là những gì họ muốn thấy, họ hy vọng chúng ta sẽ mất kiểm soát, sau đó sẽ có rất nhiều phóng viên làm to chuyện này lên. Nhưng vào đúng lúc này, một học sinh bỗng nhiên nhìn thấy, một người biểu tình đang lặng lẽ lấy ra một khẩu súng ngắn từ bên hông. Sau đó hắn bí mật nhắm vào nhân viên Ủy ban Quản lý An ninh. Trên gương mặt người biểu tình này không hề có chút biểu cảm tức giận nào. Bạn học đó hiểu, đó căn bản không phải người biểu tình, mà là những người phá hoại xen lẫn trong đội ngũ biểu tình. Hắn muốn mở miệng ngăn cản, nhưng ngay sau đó, miệng của hắn lại bị người phía sau bịt lại. Người học sinh này muốn giãy giụa, nhưng có một chuyện khiến cho người ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc đã xảy ra. Người biểu tình cầm súng kia không bóp cò, mà lại đứng nguyên ở chỗ đó. Càng khiến người ta cảm thấy kinh ngạc hơn là, có một bàn tay đeo găng tay màu đen đã bịt miệng người cầm súng kia từ phía sau, không để đối phương phát ra bất cứ âm thanh nào. Rất nhanh sau đó, người cầm súng đã bị người ta cho vào một túi vải màu đen, sau đó nhét vào trong một chiếc xe chở đồ ăn được tài trợ, chậm rãi đẩy đi chỗ khác. Cho đến giờ phút này, cánh tay che học sinh miệng kia mới buông ra. Học sinh kích động quay đầu nhìn, sau đó hắn thấy một người đàn ông trẻ tuổi buộc tóc sau gáy đang bình tĩnh nói với hắn, không cần lên tiếng. Nếu không sẽ làm nhiều người hoảng sợ. Thế nhưng, học sinh muốn nói, nhưng hắn lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Hơn nữa, hắn luôn cảm thấy người đứng trước mặt hắn nhìn rất quen mắt, hình như mình đã nhìn thấy khuôn mặt này mấy năm trước ở trên báo. Người đàn ông trẻ tuổi đó đang mặc áo một chiếc khoác màu đen, hắn có thể nhìn thấy bên trong áo khoác là một bộ Âu phục lịch làm và đồng hồ bỏ túi chiếc màu vàng. Người đó đang nở một nụ cười với hắn, yên tâm, hàng xã sẽ tìm ra những kẻ phá hoại giúp các ngươi. Các ngươi cứ yên tâm biểu tình, sẽ có người giúp các ngươi giải quyết những thủ đoạn bẩn thỉu kia. Nghe thấy hai chữ hàng xã, cuối cùng học sinh cũng nhớ ra người đang đứng trước mặt mình là ai. Hàng xã, Lý Đông Trạch, chỉ là học sinh vẫn không thể hiểu được, không phải hàng xã quản lý thế giới ngầm sao, sao loại người như vậy lại phải bảo vệ lần biểu tình này. Khi hắn đang nói chuyện, Lý Đông Trạch đã biến mất trong đám đông, hắn cùng với những người của hàng xã đẩy hơn 20 chiếc xe đi ra ngoài, thùng hàng bên dưới mỗi chiếc xe đẩy đó đều chứa một kẻ phá hoại. Hắn lặng lẽ nhìn về bầu trời phía tây thành phố số 18, hắn hiểu được, bên trong ngục giam số 18 hôm nay sẽ xảy ra một chuyện rất lớn. Thế nhưng, ông chủ của hắn lại không cho phép hắn tham gia, đồng thời ra lệnh cho hắn nhất định phải ở lại bên trong thành phố số 18 để bảo vệ những người biểu tình này. Điều này khiến Lý Đông Trạch cảm thấy tê không vui, nên nhất định phải có người trả giá cho việc này. Cuộc biểu tình chỉ vừa mới bắt đầu, hôm nay mọi người sẽ phải đi một quãng đường rất dài.
Nhưng vào lúc này, Lý Đông Trạch đang đi xuyên qua đám đông bỗng nhiên quay đầu, hắn thấy rất nhiều bông tuyết lặng lẽ rơi lên trên vai áo của mình, áo khoác màu đen, bông tuyết lại màu trắng, tuy trái ngược nhưng lại rất hài hòa. Lý Đông Trạch nhìn lên bầu trời, tuyết rơi rồi, còn rơi rất lớn, mà đám đông người biểu tình, còn phải đi bộ trong trận mưa tuyết này rất lâu. Cùng lúc đó, ngục giam số 18 vắng vẻ vẫn chưa tới giờ ăn cơm. Khánh Trần thấy Lâm Tiểu Tiếu và Diệp Vãn đứng trên quảng trường, hắn phấn khích tiến lên chào hỏi như những người bạn cũ gặp lại nhau. So với căn nhà trong cao ốc Lạc Thần ở khu thứ 6, thật ra nơi này mới giống nhà của Khánh Trần hơn, hai người trước mặt này chính là người nhà của hắn. Khu vực đọc sách quen thuộc, khu huấn luyện quen thuộc, còn căn phòng ăn quen thuộc, thậm chí khi Khánh Trần ngẩng đầu nhìn lên trần nhà kim loại phía trên cũng cảm thấy thân thiết. Loại cảm giác kỳ quái này như người đã quanh quẩn ở bên ngoài rất lâu, cuối cùng cũng được về nhà mình. Hai người Lâm Tiểu Tiếu và Diệp Vãn nhìn nhau cười một tiếng, thời gian này không gặp được Khánh Trần, bây giờ được gặp lại, họ cảm thấy rất vui. Diệp Vãn đánh giá Khánh Trần, lên được Thanh Sơn Tuyệt Bích rồi. Lâm Tiểu Tiếu vui vẻ nói, lên được Tuyệt Bích rồi. Diệp Vãn chậm rãi nhìn về phía hắn, đừng chơi mấy trò nhại lại như trẻ con với ta. Được rồi, Lâm Tiểu Tiếu tiếc hận nói. Diệp Vãn lại nhìn về phía Khánh Trần lần nữa, ta đã xem trận đấu của ngươi, nhìn tổng thể thì khá tốt, nhưng còn thiếu kinh nghiệm, ta hy vọng ngươi sẽ lập một kế hoạch vững chắc cho mình. Rất lâu hắn mới trở về một lần mà ngươi lại nói đến chuyện tu luyện, Lâm Tiểu Tiếu không vui. Lúc này, Khánh Trần nghe thấy Diệp Vãn nói về trận đấu trên võ đài, hắn chợt nhớ tới cái gì rồi quay lại hỏi Lý Thúc Đồng, sư phụ, ngài có quen Giang Tiểu Đường của sàn đấu Hải Đường không? Giang Tiểu Đường, Lâm Tiểu Tiếu nhớ mày. Khánh Trần nhìn sang, phát hiện Lâm Tiểu Tiếu đã im lặng, dường như hắn không muốn thảo luận về người phụ nữ này. Sao vậy, nàng có vấn đề gì sao? Khánh Trần nghi hoặc, khi ta nhắc đến nàng, biểu cảm của ngươi giống như từng bị nàng đá vậy. Ngươi hỏi ông chủ đi, những chuyện này ta không muốn nhắc tới. Lâm Tiểu Tiếu biểu môi nói, Lý Thúc Đồng cười giải thích, nàng cũng như Lâm Tiểu Tiếu và Diệp Vãn, đều là những đứa trẻ bị bỏ rơi, sau đó đã xảy ra một vài chuyện nên bọn Lâm Tiểu Tiếu không muốn nói tới nàng. Khánh Trần giật mình, xem ra đối phương cũng là một trong những đứa trẻ mồ côi mà Lý Thúc Đồng nhận nuôi, khó trách đối phương lại đột nhiên bảo hắn gọi nàng là chị, thậm chí vì câu này còn hứa hẹn chia hoa hồng cho mình theo tỷ lệ của quyền vương cấp lục địa tuần hành. Chỉ là, không biết vì sao đối phương lại đột nhiên bỏ ý định này. Khánh Trần cảm thấy hơi khó hiểu, có thể tiết lộ chuyện gì đã xảy ra không? Mọi chuyện đều đã qua, Lý Thúc Đồng cười nói, Tiểu Tiếu, ngươi đi lấy video về từ Lâm Sâm đến đây, phải rõ ràng một chút. Lâm Tiểu Tiếu biết Lý Thúc Đồng muốn làm gì, không sao hắn đã cầm theo tung độc quay lại, sau đó ấn mở nó, trong video là hình ảnh từ Lâm Sâm bình tĩnh nhìn vào máy quay nói, lần tấn công Hiệp hội Bảo hộ Động vật Hoang dã ở trên vùng hoang dã là do ác bích gây ra, nhưng ta cũng muốn vạch trần những việc mà Hiệp hội Bảo hộ Động vật Hoang dã của liên bang đã làm. Nói xong, máy ảnh nhất chuyển, phía sau hắn ta có rất nhiều thi thể của linh dương nằm la liệt đầy đất, có vài con còn vừa bị lột da. Những thi thể linh dương kia bị người ta vứt lung tung trên bãi bùn, nhìn vô cùng tàn nhẫn. Máy quay lại quay về phía gương mặt của Từ Lâm Sâm, đối phương nói, Hiệp hội Bảo hộ Động vật Hoang dã đã dùng lý do điều tra nghiên cứu để rời khỏi liên bang. Kết quả họ lại mang theo súng đạn đi săn giết những loài có nguy cơ tuyệt chủng để cung cấp thảm lông cho giới nhà giàu của liên bang. Những tổ chức như thế này, ác bích gặp ai sẽ giết người đó. Khánh Trần hơi ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới ác bích lại còn quản những chuyện thế này. Cũng không nghĩ tới Hiệp hội Bảo hộ Động vật của liên bang lại có thể làm những chuyện như vậy. Sau một lúc, gương mặt của Khánh Trần bắt đầu biến đổi, chỉ sau 5-6 giây, hắn đã biến thành khuôn mặt Từ Lâm Sâm. Giọng nói thế nào? Khánh Trần hỏi. Lâm Tiểu Tiếu cảm thán, vật cấm kỵ Acer 005 rất thích hợp với ngươi, trước kia mỗi lần ông chủ muốn thay đổi gương mặt đều cần nửa ngày, ta nhìn thấy, ông chủ, ta sai rồi. Lý Thúc Đồng không nhịn được mà khoát khoát tay, sắp xếp cho cai ngục áp giải Khánh Trần từ bên ngoài vào. Chuẩn bị thả họ ra, hôm nay ta sẽ trốn ở phía sau xem trò hay, chờ họ đến đông đủ rồi tính tiếp. Chờ một chút, sư phụ, Khánh Trần hỏi, các ngươi còn chưa nói cho ta tính cách của Từ Lâm Sâm như thế nào, Quách Hổ Thiền có thân thiết với hắn không? Bình thường muốn giả mạo người của một tổ chức, tốt nhất là giả mạo thành một người tầm thường nhất, như thế tỷ lệ bị phát hiện sẽ nhỏ hơn nhiều. Cho nên khi Lý Thúc Đồng nói với Khánh Trần là ta cần ngươi khuấy đục nước, thiếu niên đã ngầm thừa nhận mọi người sẽ rất nghiêm túc, chân thành, đứng đắn rồi. Khánh Trần cho rằng, nhất định lúc sư phụ bảo hắn giả mạo người khác cũng sẽ căn cứ vào nguyên tắc như vậy, sau đó chọn ra một người tương ứng ở trong ác bích, nhưng hắn không ngờ sư phụ mình thật sự không hề chân thành chút nào, cũng không đứng đắn, mẹ nó ai rảnh mà đi giả mạo lão đại tổ chức của người khác chứ. Quan trọng hơn là, lúc ba người Lý Thúc Đồng, Lâm Tiểu Tiếu, Diệp Vãn cho mình xem video của Từ Lâm Sâm lại có vẻ mặt cực kỳ bình thản,
ngay cả mẹ Diệp mày rậm mắt to cũng bắt đầu ung dung gài bẫy người khác như thế sao? Trong lòng Thánh Trần như có sóng gió, nhưng trên mặt vẫn rất bình tĩnh. Hắn lạnh lùng chậm rãi đảo mắt qua tất cả mọi người, lại thấy hơn 3.000 người trong sân rộng cũng đảo mắt theo hắn, ai nấy đều chuyển ánh mắt ra ngoài, gần như không ai dám nhìn vào mắt hắn. Chỉ nhìn phản ứng của những người đó, Thánh Trần đã có thể đoán được từ Lâm Sâm có cấp bậc gì rồi. Lúc này, bão kim loại trên trời cao đang không ngừng xoay tròn, không khác gì lúc Quách Hổ Thiền đi vào, không ngờ rằng lúc cần diễn kịch cũng phải diễn y nguyên như vậy. Trong ngục giam có 210 cái camera, ít nhất có 1/3 đều đang nhắm vào hắn. Thánh Trần thở dài trong lòng, quả thật hắn không ngờ được vậy mà hôm nay lại trở thành tâm điểm hóng hớt của mọi người. Robot canh ngục bên cạnh tháo xích trên tay chân ra cho hắn, Quách Hổ Thiền đi đến trước mặt hắn, thấp giọng nói, ông chủ, sao ngài cũng tới đây? Trong mắt gã đầu trọc lóe sáng, rõ ràng đối phương đang nghi ngờ về thân phận của Khánh Trần, dù sao từ Lâm Sâm tiến vào ngục giam số 18 là chuyện lớn, đối phương là thành viên ác bích mà không biết rõ tình hình, vậy chắc chắn là có vấn đề, mặc dù Quách Hổ Thiền cũng không biết có vấn đề gì. Khánh Trần chậm rãi thăm dò bốn phía, muốn tìm xem sư phụ mình trốn ở đâu, nhỡ may bị Quách Hổ Thiền phát hiện ra, mình cũng tiện chạy về chỗ sư phụ. Kết quả, hắn căn bản không thấy được bóng dáng của Lý Thúc Đồng. Khánh Trần nhanh chóng suy nghĩ, hắn bỗng nhiên nói, hoạt động du hành mà chúng ta khởi động đã bắt đầu, nếu như 19 giờ tối nay, đám người du hành có thể thuận lợi đến trên ba khu, như vậy cảnh sát, binh lính của thành phố số 18 đều sẽ tập trung qua bảo vệ nhân vật lớn của tập đoàn. Đến lúc đó chúng ta cũng không cần phải bó tay bó chân nữa. Quách Hổ Thiền sửng sốt, lặng lẽ gãi gáy, ông chủ, vừa rồi ta còn tưởng có ai giả trang thành ngài chứ. Dư Dữ Ngư nói với ta, bây giờ chỗ học sinh du hành đang rất thuận lợi, có Ương Ương dẫn người điều khiển đội ngũ, hẳn là có thể tiến hành theo kế hoạch của chúng ta. Trong lòng Thánh Trần bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, người ngoài cũng không biết hoạt động du hành lần này là do ác bích làm, nhưng bởi vì hắn quen Ương Ương, lại đoán Ương Ương là thành viên ác bích, cho nên mới có thể nói chắc chắn được như thế. Hắn nhắc đến tác bích khởi xướng du hành chính là để xác nhận thân phận của hắn, nhưng Khánh Trần cố gắng không nhắc đến Ương Ương, bởi vì nếu như hắn nói thẳng là Ương Ương đề xuất, sau đó Ương Ương sẽ có thể nhanh chóng thu nhỏ phạm vi người giả mạo. Lúc này Quách Hổ Thiền đã tin tưởng thân phận của Khánh Trần rồi, dù sao khuôn mặt, giọng nói, thậm chí còn biết bí mật của tổ chức, đây không phải là ông chủ thật thì còn là ai nữa. Quách Hổ Thiền sờ cái đầu trọc, nói, đúng rồi ông chủ, Ương Ương thể hiện cũng khá tốt trong kỳ khảo sát, ta cảm thấy có thể sắp xếp nàng làm thành viên chính thức của ác bích, chỉ có điều là gần đây nàng không phản hồi tin tức kịp thời, đương nhiên, Dư Dữ Ngư nói nàng đang bận khởi xướng việc giáo dục cải cách du hành, thỉnh thoảng không liên lạc được cũng là bình thường. Khánh Trần có chút bất ngờ, hắn không ngờ Ương Ương mới chỉ đang ở kỳ khảo sát làm thành viên ác bích, thậm chí còn không được tính là chính thức. Trước đó lúc Ương Ương xuất hiện bên cạnh hắn, hắn và Lý Thúc Đồng đã đoán nàng thuộc về tổ chức ác bích rồi. Nhưng sau khi Lý Thúc Đồng kiểm tra thân phận của nàng mới phát hiện trong ác bích không có người này. Đây là một chuyện rất kỳ quái, ngay cả Lý Thúc Đồng cũng than thở năng lực của Ương Ương rất hiếm có, trăm năm khó gặp, nếu loại người này thật sự là thành viên của ác bích, vì sao lại không có tên tuổi. Sau khi Khánh Trần và Lý Thúc Đồng dùng phương pháp loại trừ, đã tin chắc rằng nàng là người của ác bích, như vậy thì chỉ còn lại hai khả năng, thứ nhất là, nàng là một trong những con ác chủ bài của ác bích, không phải ai cũng gặp được. Thứ hai là, có lẽ nàng mới gia nhập vào ác bích, bây giờ xem ra hắn đã đoán trúng. Quách Hổ Thiền bổ sung, ông chủ, năng lực của Ương Ương đúng là rất lợi hại, hay là đừng tiếp tục khảo sát người này nữa, nhanh chóng nhận vào ác bích của chúng ta đi. Khánh Trần bình tĩnh nói, để xem đã. Đúng rồi, Quách Hổ Thiền tiếp tục nói, Dư Dữ Ngư nói ngươi tính đến hỏa đường trước Đại Tuyết Phong Sơn, tin tức của hắn chẳng đáng tin gì cả. Trong lòng Khánh Trần nhẹ nhàng thở ra, ông chủ của ngươi không có ở gần đây, vậy thì dễ làm rồi. Hắn bình tĩnh nói, bây giờ có quá nhiều đầu trâu mặt ngựa ẩn nấp trong ngục giam số 18, ta sợ ngươi ở trong này không đối phó được, cho nên liền vào. Chuyện của hỏa đường có thể đợi được, nhưng việc lấy được vật cấm kỵ lại không thể chờ. Thì ra là thế, Quách Hổ Thiền cảm thán, vẫn là ông chủ suy nghĩ chu đáo. Mặc dù Lý Thúc Đồng không ở trong ngục giam, nhưng gần đây thế lực khắp nơi cũng sắp xếp không ít người vào, chưa chắc ác bích chúng ta sẽ chiếm được lợi thế. Nhưng mà nếu có ông chủ thì lại khác. Lần này chúng ta sẽ lấy cả vật cấm kỵ Acer 002 và 005, Khánh Trần tự nhủ trong lòng, ngươi rất có giả tâm, cầm một thứ vẫn chưa thỏa mãn, còn đòi lấy cả hai thứ. Hắn bình tĩnh hỏi, lúc ta đến đây khá vội vàng, hãy nói tin tức mới nhất mà ngươi biết về hai vật cấm kỵ này cho ta. Quách Hổ Thiền thấp giọng nói, ta nghi ngờ Acer 005 chính là con mèo to bên cạnh Lý Thúc Đồng. Vì sao? Khánh Trần bình tĩnh hỏi, bởi vì con mèo kia chưa từng rụng lông, ông chủ. Ta đã quan sát từ rất rồi, con mèo kia thật sự không rụng lông.
Quách Hổ Thiền nói, Hỏa Đường cũng nuôi rất nhiều mèo, nhưng chúng rụng rất nhiều lông, ta còn cảm thấy khó thở, trên đời này làm gì có mèo không rụng lông chứ. Khánh Trần tự nhủ đây đúng là điểm mù kiến thức của mình, trước kia hắn còn chẳng nuôi nổi mình, nào có tiền để nuôi mèo, cho nên hắn cũng không biết mèo sẽ rụng nhiều lông như thế, mà loài mèo không rụng lông như Đại Phúc sẽ kỳ lạ đến mức nào. Khánh Trần ngẫm nghĩ rồi nói, phân tích rất có lý, nhưng cũng có thể là Lý Thúc Đồng để Acer 005 ở trên người. Không đâu, Quách Hổ Thiền đang nghe truyện trên TV audio CV nói, Dư Dữ Ngư nói với ta, có người ở bên ngoài đã nhìn thấy Lý Thúc Đồng xuất hiện ở hàng xã, đối phương gặp Lý Đông Trạch một lần rất ngắn, nhưng lại không dẫn mèo theo. Đúng rồi ông chủ, ngài nói xem, mèo của Hỏa Đường vào rụng lông mùa hè, mùa đông sẽ mọc lông, vậy khi nào con người mới mọc tóc? Khánh Trần nhìn thoáng qua cái đầu trọc của đối phương, khi còn bé, Quách Hổ Thiền, Khánh Trần suy nghĩ, thật ra có một điểm đáng ngờ, đã xác định được Ương Ương là thành viên của Ác Bích, vậy nàng đã biết thân phận của Lý Thúc Đồng, cũng biết Lý Thúc Đồng ở đâu. Ác Bích căn bản không cần dùng tin tức, Lý Thúc Đồng từng đến hàng xã gặp Lý Đông Trạch để phán đoán tình huống, cứ hỏi Ương Ương là được rồi. Chẳng lẽ Ương Ương thật sự giữ bí mật? Điều này khiến Khánh Trần thấy hơi bất ngờ, đầu tiên là đối phương tới gần Lưu Đức Trụ, sau đó đổi mục tiêu thành mình, không phải là vì để lấy được nhiều thông tin hơn sao, nhưng cô bé này lại không nói tin tức mình lấy được cho Ác Bích. Vậy còn Acer 002 thì sao? Khánh Trần hỏi, cái này thì không có cách nào xác định được, Quách Hổ Thiền lắc đầu nói, nhưng mà ta thám thính được một việc, trong ngục giam số 18 có một phạm nhân là Khánh Trần đã từng nói, lúc trước hắn biến mất một khoảng thời gian là bị giam vào trong phòng tối, nơi đó kín mít không một kẻ hở, chỉ có bóng tối chứ không có ánh sáng, không có âm thanh, thế nhưng ông chủ cũng biết đấy, chúng ta trộm được bản đồ ngục giam số 18, trên bản đồ căn bản không có thứ trái với chủ nghĩa nhân đạo như phòng tối. Có lẽ đó vốn là vật chứa vật cấm kỵ mà mình lấy được, giống như vật chứa Acer 089 của tòa án vậy. Quách Hổ Thiền sờ cái đầu bóng loáng, tiếp tục nói, chắc hẳn Lý Thị và Trần Thị cũng phát hiện ra chuyện này, cho nên ta thấy có vẻ bọn họ đang có hai dự định. Dự định đầu tiên là đến trước cửa, thăm dò gần đó có vật chứa nào khác không. Dự định tiếp theo chính là hôm nay sẽ bắt sống Lâm Tiểu Tiếu và Diệp Vãn, hỏi vị trí của vật cấm kỵ từ trong miệng bọn họ. Đến lúc đó chúng ta sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chờ bọn họ hỏi ra manh mối về vật cấm kỵ rồi thì cướp lấy. Lúc này Khánh Trần cũng đã hiểu, đám người này chưa xác định Acer 005, Acer 002 có tác dụng gì, cũng chưa xác định được rốt cuộc Acer 005, Acer 002 là cái gì. Chỉ là, nếu những người này thật sự dám ra tay với Lâm Tiểu Tiếu và Diệp Vãn, hôm nay đều phải chết ở đây. Nhưng mà vừa nãy lúc hắn đảo mắt một vòng, đám tù nhân khác không dám đối mặt với hắn, Khánh Trần nghĩ thầm không biết thế lực này có dám ra tay hay không. Ác Bích đã đích thân đến, trong lòng những người khác không có nghi ngờ gì sao? Không đúng, Lâm Tiểu Tiếu và Diệp Vãn nổi tiếng đã lâu, nếu những người này biết hai người trấn giữ ngục giam số 18 mà còn dám tới, vậy nhất định phải có chiêu sau, ít nhất là còn chuẩn bị thứ mạnh hơn ở phía sau để đối phó với Lâm Tiểu Tiếu và Diệp Vãn. Khánh Trần nghĩ vậy, liền nghiêm túc nói ra một tin tức nửa thật nửa giả, không nói đến Acer 005 có còn ở trong ngục giam hay không, theo ta được biết, Lý Thúc Đồng không có cách nào mang Acer 002 ra ngoài, hơn nữa ta cũng có chút manh mối về Acer 002. Quách Hổ Thiền vui mừng, vội vàng hạ giọng nói, ông chủ có đầu mối về Acer 002, từng, Khánh Trần bình tĩnh đáp lại y như từ Lâm Sâm trong video, đến lúc đó ngươi phối hợp với ta, nhưng lúc bọn họ không chú ý cầm Acer 002 đi. Quách Hổ Thiền lập tức phấn khởi, nói xong, Khánh Trần quan sát hoàn cảnh xung quanh, hắn chợt phát hiện ra một vấn đề. Hắn không thấy một người quen nào ở xung quanh cả, không thấy Lưu Đức Trụ, cũng không thấy Ngô Tuấn Dật, ngay cả Lộ Quảng Nghĩa cũng không thấy. Lạ thật, tất cả tù nhân đều ở nơi này, vì sao lại có nhiều người biến mất như vậy chứ? Chẳng lẽ là chuyển sang ngục giam khác, hay là bị nhốt vào một chỗ rồi? Nhưng trước đó mấy người Lý Thúc Đồng và Lâm Tiểu Tiếu cũng không nhắc đến chuyện này mà. Nhưng vào lúc này, có hai người đàn ông từ trong đám người đi đến chỗ hắn và Quách Hổ Thiền. Khánh Trần có thể cảm giác được, cơ bắp cả người Quách Hổ Thiền đột nhiên căng cứng, căng thẳng giống như có một trận chiến lớn vậy. Hắn thở dài trong lòng, lúc này chắc chắn sư phụ cũng đang tập trung quan sát chỗ này rồi, nói không chừng còn cầm hoa quả trong tay. Khánh Trần cảm thấy mình quá khổ sở. Hai người đàn ông kia chậm rãi đi đến trước mặt Khánh Trần, một người trong đó bình tĩnh nói, từ Lâm Sâm, đã lâu không gặp. Khi hai người này đi ra khỏi đám người, tất cả mọi người trong ngục giam đều dừng chuyện trong tay mình lại, lặng lẽ chú ý đến bên này. Ai cũng đang đợi Khánh Trần mở miệng nói chuyện. Khánh Trần nhìn người đàn ông trước mặt, trầm mặc nửa ngày, ngươi là ai? Người đàn ông cười lạnh, đã sớm nghe nói từ Lâm Sâm của Ác Bích kiêu ngạo, không ngờ lại kiêu ngạo đến thế. Khánh Trần dở khóc dở cười,
hắn cũng không cố ý tỏ ra kiêu ngạo, nhưng thật sự hắn không biết đối phương là ai, chỉ có thể nói vậy. Dưới tình huống này, không biết mà giả vờ biết mới dễ xảy ra vấn đề hơn. Một người đàn ông khác ở bên cạnh cũng cười lạnh, xem ra, Từ Lâm Sâm của Ác Bích cũng không nhớ rõ ta. Thánh Trần quan sát đối phương tỉ mỉ, trầm mặc hai giây mới nói, chưa tới bán thần, không xứng được ta nhớ. Sau ngày hôm nay, bên ngoài đồn Từ Lâm Sâm như thế nào cũng không liên quan gì đến Thánh Trần cả. Sắc mặt của người đàn ông đối diện càng thêm âm trầm, ngươi cũng vừa mới tăng lên cấp A mà thôi, không biết ngươi lấy sức mạnh ở đâu ra, ngay cả Trần Thời cũng không dám nói như vậy đâu. Thánh Trần hỏi, Trần Thời là ai? Hô hấp của mọi người xung quanh bỗng nhiên khựng lại, ngay cả Quách Hổ Thiền cũng kinh ngạc. Được lắm, người đàn ông đột nhiên nở nụ cười, ta sẽ chuyển câu nói này cho hắn. Thánh Trần nói câu xin lỗi với Từ Lâm Sâm ở trong lòng, nhưng quan trọng nhất là hắn thật sự không biết Trần Thời là ai. Vào lúc này, Quách Hổ Thiền ở một bên lại cảm thấy cực kỳ vinh dự, hóa ra ông chủ nhà mình lại có khí phách như thế, ngay cả Trần Thời dưới bán thần mà cũng không thèm coi ra gì. Sau này Ác Bích chắc chắn sẽ cực kỳ rực rỡ dưới sự dẫn dắt của ông chủ. Ông chủ, không phải chúng ta muốn xem trò hay của hắn sao, nhưng sao ta lại cảm thấy hắn đóng vai thành thạo điêu luyện như vậy chứ? Ở một góc nào đó trong ngục giam, Lâm Tiểu Tiếu nhỏ giọng nói thầm. Diệp Vãn gật đầu, Tiểu Trần chưa bao giờ gặp Từ Lâm Sâm, lại có thể diễn được tính cách kiêu ngạo của Từ Lâm Sâm, còn có vẻ hơn hẳn. Ba người Lý Thúc Đồng, Lâm Tiểu Tiếu, Diệp Vãn đứng trong bóng tối, yên lặng nhìn trò hay. Vốn dĩ mọi người đã bàn với nhau là muốn xem Thánh Trần luống cuống tay chân. Sau đó Lý Thúc Đồng sẽ làm sư phụ tốt ra tay cứu giúp, như thế mới thể hiện được giá trị của sư phụ. Dù sao, bình thường đồ đệ quá hờ hững, khiến sư phụ chẳng có cảm giác thành tựu gì hết. Giống như người mẹ trong gia đình bình thường, mặc dù nàng cằn nhằn ngươi không đắp chăn, không chú ý giữ ấm, không học tập cho tốt, nhưng nếu như ngươi làm rất tốt mọi chuyện, nàng lại đột nhiên cảm thấy mình không có cảm giác tồn tại. Bây giờ Lý Thúc Đồng đang có cảm giác này, nên muốn tạo chút nguy hiểm cho Khánh Trần, dù sao có bán thần như hắn đóng giữ trong ngục giam, sẽ không xảy ra chuyện rắc rối gì, chỉ là hình như hướng phát triển bây giờ không giống dự đoán của mọi người. Lý Thúc Đồng trầm mặt nửa ngày, cứ xem sao đã. Lúc này, người đàn ông ở đối diện Khánh Trần lại nói, chúng ta không ngờ được vậy mà Ác Bích lại vào một nơi nguy hiểm như ngục giam số 18, ngươi không sợ bị Lý Thúc Đồng trấn áp đến chết sao? Mấy năm nay, siêu phàm giả bị liên bang bắt đều sẽ được tập đoàn thu nhận, sau đó mời luật sư giỏi nhất, đắt nhất giúp bọn họ rửa sạch tội. Những siêu phàm giả bị tóm được nhược điểm kia sẽ biến mất trước mắt mọi người, ví dụ như Đỗ Hạo, Tạ Ân Canh trước Khánh Trần vậy, bọn họ đã biến mất 3 năm, bây giờ lại lặng lẽ làm việc cho Lý Thị, Trần Thị. Nhưng cũng có ngoại lệ, đó là một số người không chịu khuất phục như Quách Hổ Thiền, thì sẽ bị đưa tới ngục giam số 18. Bởi vì nơi này có Lý Thúc Đồng, siêu phàm giả khác không dám gây ra sóng gió gì. Mặc dù Từ Lâm Sâm mạnh hơn Quách Hổ Thiền, nhưng đến ngục giam số 18 cũng sẽ bị trấn áp, cho nên người đàn ông kia mới có thể nói như vậy. Khánh Trần bình tĩnh nói, mọi người đều biết Lý Thúc Đồng đã rời khỏi ngục giam số 18 rồi, nên không cần nói lời vô dụng đó đâu, nếu không phải biết hắn đã rời đi, hai người các ngươi lại dám vào ngục giam này sao? Trong khoảng thời gian này, ai cũng biết rõ vì sao có mấy trăm người được chuyển đến ngục giam số 18 mà. Đỗ Hạo phía đối diện cười lạnh, vậy chúng ta cũng sẽ nói thẳng luôn, cho dù Từ Lâm Sâm ngươi kiêu ngạo thế nào, Ác Bích cũng chỉ có mấy chục người trong ngục giam thôi. Nếu như ngươi muốn cướp Acer 002 một mình, ta và Tạ Ưng Canh sẽ bắt tay lại làm hỏng kế hoạch của ngươi, cho nên hay là chúng ta hợp tác, bắt Lâm Tiểu Tiếu và Diệp Vãn trước rồi nói sao, ngươi cảm thấy các ngươi xưng hợp tác với ta sao? Khánh Trần lạnh lùng nhìn hai người, nhưng mà hắn bỗng phát hiện có vẻ hai người kia đang định ra tay. Các ngươi xứng, chuyển lời đột ngột như thế khiến đám người đều ngây ra, sửng sốt không hiểu rốt cuộc Từ Lâm Sâm có muốn hợp tác hay không. Khánh Trần nhìn hai người, các ngươi định bao giờ sẽ ra tay với Lâm Tiểu Tiếu, Diệp Vãn? Đêm nay, Tạ Ưng Canh bình tĩnh đáp. Sự hỗn loạn trong ngục giam số 18 dần dần lắng lại, tất cả mọi người đều đang chờ học sinh du hành quấy rối trật tự bên ngoài, hai chuyện có vẻ không liên quan, bỗng nhiên lại liên hệ chặt chẽ với nhau. Có lẽ, đây cũng là một trong những nguyên nhân mà học sinh du hành được phê duyệt hợp pháp, có người hy vọng xáo trộn được ánh mắt của càng nhiều người càng tốt. Đếm ngược 14 giờ, chỉ còn 9 giờ nữa là đến đêm. Ngay trong đám người, mấy phạm nhân đang lặng lẽ rời khỏi đội ngũ, đi vào nhà vệ sinh. Mấy người bọn họ gặp nhau trong nhà vệ sinh, nhưng đều không nói gì, mà chia nhau vào trong từng vách ngăn một. Những người này thuộc những tổ chức khác nhau, bây giờ phải nhanh chóng liên lạc với bên ngoài, ví dụ hỏi cấp trên vì sao không nói Từ Lâm Sâm sẽ đến, có phải Lý Thúc Đồng cũng đang ở bên ngoài không, hay là tiến triển của học sinh du hành. Một phạm nhân vén tay áo lên, sau đó gỡ một cánh tay máy móc của mình ra, lấy mấy linh kiện ở trong đó, để lắp thành một thiết bị phát tín hiệu hoàn chỉnh.
Một giây sau, tù nhân phụ trách truyền tin trong vách ngăn đều phát hiện thiết bị truyền tin của bọn họ đã bị mất sóng, căn bản không bắt được một tín hiệu nào cả. Ngục giam số 18 giống như một tòa thành tách biệt ở bên ngoài thành phố số 18 vậy. Đợi đám người xung quanh tản đi, trong lòng Khánh Trần mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn vẫn duy trì vẻ mặt bình tĩnh, bởi vì hắn biết lúc này còn có vô số ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Ác Bích đích thân đến, đúng là đã ảnh hưởng đến vô số người. Nhưng mà Khánh Trần không nghĩ quá nhiều, nhiệm vụ bây giờ của hắn chính là quấy đục vũng nước này. Lúc trước Lâm Tiểu Tiếu đã nói, lần này có nhiều phạm nhân bị chuyển đến lắm, chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi, ngục giam số 18 đã tăng lên 1.200 người. Trong 1.200 người này, có người của từng tổ chức thế lực, cũng có người vô tội bị bắt chuyển đến, bọn họ trộn lẫn với nhau, căn bản không có cách nào để phân biệt. Cho dù Lý Thúc Đồng là bán thần, muốn quét sạch ngục giam số 18, cũng không muốn làm người vô tội bị thương. Cho nên, chỉ có thể ngoáy đầm nước này lên, để những động vật trong đó bơi lội, mới có thể biết con nào là ăn thịt, con nào là ăn chay ở trong đầm nước này. Nghĩ tới đây, Khánh Trần lặng lẽ dẫn Quách Hổ Thiền đi qua đám người, tới phòng của Lý Thúc Đồng. Trong phút chốc, mọi người đều đổ dồn ánh mắt tới, muốn xem Từ Lâm Sâm này định làm gì. Ông chủ, chúng ta đi đâu? Quách Hổ Thiền nghi ngờ nói, dẫn ngươi đi lấy vật cấm kỵ. Khánh Trần bình tĩnh đáp lại. Một giây sau đó, Khánh Trần bỗng nhiên đi vào một phòng tù rộng mở, lấy một quyển sách nặng nề từ bên trong ra, nhét vào trong tay Quách Hổ Thiền. Khánh Trần nghiêm túc thấp giọng nói, chạy, ta che chở cho ngươi. Quách Hổ Thiền ngơ ngác một chút, sau đó quay người chạy về phía cánh cửa hợp kim của cái sân phía bắc. Mặc dù hắn cảm thấy quá đột ngột, nhưng ông chủ đã giao Acer 002 quan trọng như thế cho mình, còn muốn che chở mình thoát khỏi ngục giam số 18, bây giờ đâu phải là lúc hắn e ngại chứ. Trong chốc lát, vật tổ xuất hiện trên người Quách Hổ Thiền, hắn lao ra ngoài như một con trâu hoang, rất có khí thế cản giết thần, Phật cản giết Phật. Cũng vào lúc này, gần ngàn người trong sân bắt đầu di chuyển theo, còn có người hô lớn, ngăn hắn lại, đừng để hắn cầm vật cấm kỵ đi, cướp vật cấm kỵ lại cho ta. Ngục giam số 18 đột nhiên hỗn loạn hẳn lên, hơn một nửa số phạm nhân căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, có vẻ hơi mờ mịt, còn gần một nửa phạm nhân lại chạy như điên theo Quách Hổ Thiền. Biển người mãnh liệt, Quách Hổ Thiền còn chưa kịp chạy đến bên cạnh cánh cửa hợp kim, đã có hơn trăm người chặn lại đường đi của hắn. Cút hết cho ta, Quách Hổ Thiền giận dữ gào lên rồi xông vào đám người, cũng ôm chặt quyển sách nặng nề vào trong lòng. Chỉ trong chớp mắt, lại có hơn 10 phạm nhân bay vèo lên không trung như bị xe bọc thép đang lao nhanh va phải. Thế nhưng lúc Quách Hổ Thiền đang dũng cảm tiến lên, lại có hai người bình tĩnh đi từ phía sau tới. Người đàn ông trung niên tên là Đỗ Hạo bình tĩnh duỗi hai ngón tay thon dài về phía dưới xương sườn của Quách Hổ Thiền, nhân lúc gã đầu trọc đang mãi đối phó với những người khác. Dưới xương sườn của Quách Hổ Thiền bị đánh lén, cảm giác đau đớn bỗng nhiên lan ra khắp toàn thân, không nhịn được buông lỏng hai tay. Một giây sau, Tạ Ưng Canh ở bên cạnh bỗng nhiên đưa tay cầm lấy mép sách, dùng sức kéo lại. Mơ tưởng, Quách Hổ Thiền nắm chặt lấy quyển sách trong tay, không cho đối phương cướp đi. Lúc hai bên đang đấu sức, xoẹt một tiếng, vật cấm kỵ Acer 002 bị xé nát. Tất cả mọi người đều sửng sốt, kinh ngạc nhìn trời, không kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì. Vật cấm kỵ là sản phẩm quy tắc, sao có thể rách được. Nhiều vật cấm kỵ chỉ có thể được sử dụng, không thể bị phá hủy, Acer 002 này cũng không thể yếu ớt như thế được chứ. Lần này mình biết ăn nói với ông chủ kiểu gì. Nói là mình đã làm tròn sứ mệnh, thành công phá hủy vật cấm kỵ Acer 002 sao? Nếu nói vậy thật, sợ rằng sẽ bị đầy đến hoang dã trồng bắp mất. Đỗ Hạo vừa ra tay với Quách Hổ Thiền lại duỗi hai ngón ra, kẹp một trang sách bị xé rách trên không trung, không ngờ bên trên lại viết, sổ tay trung niên dưỡng sinh, đây căn bản không phải vật cấm kỵ, chúng ta bị chơi xỏ rồi. Tạ Ưng Canh giận dữ nhìn về phía Quách Hổ Thiền. Nhưng mà, bọn họ chợt phát hiện ra lúc này Quách Hổ Thiền cũng cực kỳ kinh ngạc, đám tù nhân không hiểu lắm, bọn họ kinh ngạc thì thôi, vì sao Quách Hổ Thiền cũng có vẻ khiếp sợ như vậy chứ. Quách Hổ Thiền đẩy đám người ra, quay đầu tìm kiếm bóng dáng của ông chủ nhà mình, nhưng hắn lại phát hiện, Từ Lâm Sâm kia đã mất tích. Điều quan trọng nhất trong vở kịch này là, những người muốn làm loạn ẩn nấp trong đám tù nhân bình thường kia đã bị lộ nguyên hình gần hết. Có thể bị tay không xé nát thì chắc chắn không phải vật cấm kỵ. Gần 1.000 người tranh nhau một quyển sách nhưng cuối cùng chẳng ai tranh được gì. Những trang giấy của quyển sách bị xé nát kia đang từ từ bay xuống, có vài trang rơi lên người mấy tên tù nhân làm chúng vô tình đọc được những dòng chữ viết trên đó. Nhìn bọn họ còn có vẻ rất chăm chú học tập những kiến thức gìn giữ sức khỏe tuổi trung niên, chuẩn bị kiến thức để lên kế hoạch cho cuộc sống trong tương lai. Bầu không khí vốn đang rất căng thẳng lại bỗng nhiên trở nên rất hài hước. Ai có thể nói cho ta biết, có chuyện gì vừa mới xảy ra? Trong trận hỗn loạn, bỗng có một tù nhân mờ mịt hỏi.
Một tên tù nhân ngồi xổm xuống rồi nhặt lên một trang giấy bị xé rơi dưới đất ở trong đám người. Trên trang giấy đó viết ăn nhiều rau quả có thể ngăn ngừa hiệu quả chứng táo bón của người trung niên và người già. Cái quái gì vậy? Trong cuộc tranh đoạt này có gần 1.000 người nghe lệnh của tập đoàn, nhưng trong ngục giam vẫn còn có hơn 3.000 người không biết chuyện gì đang xảy ra. Lúc mọi chuyện mới bắt đầu, bọn họ nhìn thấy mấy trăm người bỗng nhiên lao ra khỏi đám đông rồi cùng tranh nhau một vật gì đó rất quan trọng. Nhưng mọi chuyện diễn ra sau đó lại làm bọn họ choáng váng. Thì ra tập đoàn sắp xếp mấy trăm người đến ngục giam số 18 lại chỉ để tranh đoạt một cuốn sách dạy cách dưỡng sinh cho những người trung niên sao? Không phải lúc nãy những người này còn nói muốn cướp đoạt vật cấm kỵ Acer 002 sao? Sao bỗng nhiên lại chuyển sang cướp thứ này? Hai cao thủ được tập đoàn phái tới là Đỗ Hạo và Tạ Ứng Canh bỗng nhiên nhìn về phía Quách Hổ Thiền. Ngươi dám đùa giỡn chúng ta? Vật cấm kỵ đâu? Khi phải đối mặt cái kia mấy trăm đôi mắt đang nhìn chằm chằm, Quách Hổ Thiền bỗng nhiên chăm chú nhìn vào trang giấy còn lại trong tay mình. Các ngươi xem này, trong sách nói tuổi trung niên sẽ sớm bị hói đầu, có thể bổ sung một lượng sữa bò, thịt cá, thịt nạc thích hợp, những kiến thức này không phải có ích hơn nhiều so với vật cấm kỵ sao? Hắn vừa nói mấy câu này vừa từ từ di chuyển ra phía ngoài, nhưng hắn còn chưa đi mấy bước, thì đã lại bị vây quanh một lần nữa. Vật cấm kỵ đang ở đâu? Đỗ Hạo lạnh lùng nói, nếu hôm nay ngươi không thể nói rõ ràng việc này thì đừng hòng rời khỏi đây. Quách Hổ Thiền bất đắc dĩ ném trang giấy rồi nói, khi ta chạy từ bên trong ra cũng không nói chính đang cầm vật cấm kỵ Acer 002. Chẳng lẽ không phải do chính các ngươi sao? Đỗ Hạo nhớ lại lúc đó, đúng là Quách Hổ Thiền chưa hề nói đối phương đang cầm vật cấm kỵ Acer 002. Tạ Ứng Canh chua chát nói, vậy ngươi giữ chặt như vậy làm gì? Ta con mẹ nó cũng sắp đến tuổi trung niên, muốn biết thêm chút kiến thức dưỡng sinh cũng không được sao? Quách Hổ Thiền tùy tiện bịa ra một lý do, chắc chắn là Từ Lâm Sâm muốn dùng hắn để thu hút sự chú ý của mọi người. Sau đó hắn sẽ lặng lẽ cầm vật cấm kỵ đi. Đỗ Hạo phân tích, Từ Lâm Sâm đang ở đâu? Tạ Ứng Canh cũng không thấy Từ Lâm Sâm đâu. Ngay lúc này, tất cả mọi người đều dần dần bước lại gần gã đầu trọc, giống như đang muốn giết chết hắn vậy. Quách Hổ Thiền thành khẩn nói, giết người trong ngục giam số 18, các ngươi không sợ bảo kim loại trên đỉnh đầu sao? Hơn nữa ta cũng muốn nói, ngay cả ta cũng bị lừa, các ngươi có tin không? Ý ngươi là gì? Tạ Ứng Canh cau mày hỏi, bọn họ không tiếp tục đi lại gần nữa. Bây giờ còn chưa phải thời khắc quyết định, cho nên bọn họ không thể kích hoạt hệ thống phòng ngự của ngục giam số 18, bọn họ đang chờ đến tối, nhưng bọn họ không phải chỉ đơn giản chờ đến tối mà là còn đang chờ tín hiệu để bắt đầu hành động, nếu không tất cả mọi người sẽ phải chết. Đỗ Hạo nhìn về phía Quách Hổ Thiền, ngươi vừa nói ngươi cũng bị lừa, có người đang giả mạo ông chủ của ta. Quách Hổ Thiền nói, vừa rồi mặc dù rất hỗn loạn, nhưng trong ngục giam số 18 này chỉ có duy nhất một cánh cổng hợp kim để ra vào. Nhưng đến bây giờ cánh cổng này lại chưa hề mở ra, ngươi nói ông chủ ta muốn dùng ta làm mồi nhử, vậy làm sao hắn có thể rời đi? Mọi người đều biết năng lực của ông chủ ta ra sao, hắn không thể lặng yên rời khỏi nơi này được. Hơn nữa, Quách Hổ Thiền tiếp tục nói, từ trước đến nay ác bích đều rất trọng tình trọng nghĩa, hơn nữa ông chủ của ta cũng nổi tiếng là người trọng tình trọng nghĩa. Ngươi cảm thấy nếu người kia thật sự là Từ Lâm Sâm, thì hắn sẽ sai ta đi thu hút sự chú ý của các ngươi rồi bị giết sao? Nếu như chúng ta thật sự dùng cách dương đông kích tây thì mọi chuyện xảy ra sẽ phải ngược lại mới đúng, hắn sẽ đi thu hút sự chú ý của các ngươi, còn ta sẽ lặng lẽ mang theo vật cấm kỵ Acer 002 rời đi. Tạ Ứng Canh hùng hổ nói, ngươi không phát hiện ra người kia có vấn đề gì sao? Nếu ngươi đã biết Từ Lâm Sâm sẽ không để ngươi đi chết, vậy tại sao lúc đó ngươi không nghĩ ra điều này? Lúc đó ta cũng cảm thấy hơi kỳ quái, Quách Hổ Thiền nói, nhưng bầu không khí lúc đó căng thẳng như vậy, cái gì mà mẹ nó bầu không khí căng thẳng? Đỗ Hạo chửi ầm lên, ta mẹ nó cũng đang rất tức giận được không? Quách Hổ Thiền nói, khi hắn cũng cảm giác thẹn khi nhớ tới mình lại còn từng hỏi qua đối phương là mình đã từng để tóc dài bao giờ. Nhưng đúng lúc này, cánh cổng hợp kim trên quảng trường ngục giam lại đang mở ra. Ngoài cửa có một người đàn ông trung niên đang bị 6 cai ngục robot áp giải đến. Rất nhiều người đều ngây ngẩn cả người, bởi vì bọn họ biết thân phận của người trung niên này, hắn là Trần Vũ của Trần Thị. 11 năm trước, Trần Vũ phạm vào tội mưu sát. Năm đó hắn đã thoát tội nhưng lại bị Khánh Thị tìm được chứng cứ, sau đó hắn bị kết tội rồi lĩnh án tù 170 năm. Đây là một trong số ít những thành viên của bị tập đoàn vẫn đang bị giam trong tù, nhưng hắn cũng là người đại diện của Trần Thị cai quản ngục giam số 7, là kẻ chuyên làm mấy việc mờ ám cho tập đoàn. Hắn cũng là một trong những cao thủ của Trần Thị. Có người từng nói, bởi vì liên bang có 5 tập đoàn ganh đua với nhau, mỗi nhà đều sẵn sàng đưa nhà khác vào chỗ chết bất cứ lúc nào. Cho nên người dân trong liên bang mới có thể tạm thời sống yên ổn. 5 tập đoàn khống chế khắp nơi trong liên bang, nhưng chỉ cần vẫn còn đối thủ cạnh tranh, thì bọn họ vẫn phải làm việc dè chừng hơn nhiều.
Nếu như trong liên bang này chỉ còn lại có một tập đoàn, vậy chỉ sợ luật pháp liên bang lúc đó sẽ chỉ còn là tờ giấy rách trong tay những người trong tập đoàn. Việc làm đầu tiên sau khi Trần Vũ bị áp giải vào là bình tĩnh quan sát xung quanh, cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại trên người Tạ Ứng Canh, sau đó tùy ý gọi, "Tiểu Tạ, đến báo cáo tình hình." Sắc mặt Trần Vũ bây giờ nhìn rất nhẹ nhàng thoải mái như đang ở nhà mình, cho dù hắn có chuyển từ ngục giam số 7 đến đây cũng không có gì phải thay đổi cả. Cai ngục robot tháo xiềng xích đang khóa trên tay chân hắn xuống, người đàn ông trung niên khởi động tay động chân nhưng ngay sau đó đã phát hiện Tạ Ứng Canh vẫn đang đứng yên tại chỗ, không đi lại gần báo cáo tình hình cho hắn. "Sao thế?" Trần Vũ nhíu mày, "Không biết ta là ai sao? Không phải lúc này ngài nên ở trong ngục giam số 7 sao?" Tạ Ứng Canh do dự một lúc rồi hỏi, "Hôm nay ngục giam số 18 sẽ không yên ổn, người trong nhà sợ ngươi không xử lý nổi nên bảo ta đến hỗ trợ." Trần Vũ lạnh nhạt nói. Quách Hổ Thiền thì thầm với Tạ Ứng Canh, "Người giả mạo ông chủ của ta vừa nãy cũng nói như vậy, nếu ta là ngươi, ta sẽ đi xoa bóp mặt của hắn, đề phòng trường hợp hắn đeo mặt nạ da người." Đúng lúc này, bỗng nhiên có tiếng hô từ trong đám người, "Có lẽ hắn cũng là giả, cẩn thận." Khi mọi người đang nói chuyện, Tạ Ứng Canh chậm rãi đi về phía Trần Vũ, sau đó hắn đột nhiên vươn tay ra muốn véo gò má của đối phương, "Còn muốn lừa ta lần thứ hai sao?" Nhưng Trần Vũ đã bình tĩnh nâng lên đùi phải, rồi nhanh chóng đá ra một cú, dù Tạ Ứng Canh đã đề phòng nhưng vẫn bị cú đá này làm bay ra xa hơn 20 mét. "Ngươi chán sống rồi sao?" Trần Vũ lạnh lùng hỏi. "Quẹ!" Tạ Ứng Canh nôn ra một nguồn máu tươi, "Thật sự là ông chủ Trần, ta biết sai rồi." Giờ phút này, Tạ Ứng Canh đang rất muốn chửi mẹ nó, vì người giả mạo kia mà hắn đã phải chịu những hai lần tội. Trần Vũ bình tĩnh nói, "Có chuyện gì đã xảy ra sao?" Đỗ Hạo đứng bên cạnh còn bồi thêm mấy câu, "Lúc ở trong ngục giam số 7, Tạ Ứng Canh đã đi theo ngài lâu như vậy mà lại không nhận ra ngài là thật hay là giả, nếu là ta thì ta sẽ không tha cho hắn." Đỗ Hạo phục vụ cho nhánh thứ nhất của Lý gia, còn Trần Vũ và Tạ Ứng Canh lại phục vụ cho nhánh thứ ba của Trần gia, cho nên tất nhiên hắn rất thích xem nhà người khác nội đấu rồi. Vừa nghe thấy vậy, Tạ Ứng Canh còn chưa kịp lau sạch máu trên khóe miệng liền lập tức tức giận, "Đỗ Hạo, ngươi là đồ xảo trá." "Ta thấy Trần thị mới là đồ xảo trá." Đỗ Hạo cười lạnh rồi nói, "Chẳng phải nhánh thứ nhất của Lý thị và nhánh thứ ba của Trần thị đã thỏa thuận trước là sẽ không sắp xếp cao thủ vào đây sao, nhưng các ngươi lại không giữ lời. Chắc chắn Trần Vũ đã sớm được áp giải đến đây nhưng luôn che giấu tai mắt của Lý gia, đợi đến ngày hành động thì hắn mới xuất hiện để chúng ta không ứng phó kịp." "Đừng nói khó nghe như vậy." Trần Vũ liếc mắt nhìn hắn, "Ta chỉ đến để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn xảy ra, hơn nữa sẽ không tham gia tranh đoạt vật cấm kỵ." Đỗ Hạo cười lạnh một tiếng, "Ai sẽ tin mấy câu này của hắn chứ, nhất định Trần Vũ sẽ ra tay vào giây phút quyết định. Nói cho ta biết, đến cùng thì có chuyện gì đã xảy ra?" Trần Vũ bình tĩnh hỏi. Tên thủ hạ đứng cạnh Tạ Ứng Canh giúp hắn giải thích, "Ngay trước khi ngài đến đây đã có người giả mạo từ lâm sâm của ác bích, đối phương vừa đến đây đã làm náo loạn ngục gia, ngay sau đó thì ngài đến. Lúc đó Tạ Ứng Canh nghĩ đối phương lại giả mạo ngài. Hơn nữa, chúng ta cũng không biết hôm nay ngài sẽ đến." "Thì ra là thế, vừa rồi là ai đã nhắc nhở Tạ Ứng Canh phải cẩn thận?" Trần Vũ nhíu mày nhìn về phía đám tù nhân, tự mình đứng ra. Thế nhưng, bọn họ đợi nửa ngày cũng không thấy có người nào dám đứng ra. Có một tên tù nhân nói hắn nghe thấy giọng nói đó ở ngay bên cạnh mình, nhưng đến lúc hắn quay đầu nhìn lại thì bên người lại không có ai. Đám người bỗng nhiên nghĩ, không phải giọng nói đó là của người giả mạo từ lâm sâm đấy chứ? Chờ một chút, Quách Hổ Thiền bỗng nhiên nói, chắc chắn người kia vẫn còn ở trong ngục giam. Lời nhắc nhở vừa rồi chắc chắn là hắn ẩn mình trong đám người rồi nói. Hắn vừa dứt lời, Đỗ Hạo đã gào lên, ai phát hiện người lạ sẽ được thưởng 100.000. Thế nhưng, bọn họ tìm nửa ngày cũng không phát hiện có người lạ nào đột nhiên trà trộn vào ngục giam. Tuy có mấy người báo cáo manh mối, nhưng sau đó lại phát hiện những kẻ đó đều không phải người giả mạo kia. Mọi thứ dần trở nên kỳ lạ. Mấy nghìn người tìm tới tìm lui, nhưng trong đám người lại không hề xuất hiện một người lạ nào. Thật ra, không phải chỉ có bọn Đỗ Hạo không tìm được Thánh Trần, ngay cả Lâm Tiểu Tiếu và Diệp Vãn cũng không tìm thấy hắn đâu. Ngay khi mọi chuyện vừa mới xảy ra, hai người vừa cười ha hả vừa núp trong bóng tối. Nhưng đến khi bọn họ cười xong lại phát hiện không thấy Khánh Trần đâu. Ông chủ, Khánh Trần đâu? Lâm Tiểu Tiếu chăm chú nhìn đám người nhưng hắn nhìn mãi cũng không tìm được. Lý Thúc Đồng bình tĩnh chỉ về một hướng rồi nói, hắn biến thành hình dạng bạn học của mình. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Trong những người ở đây, chỉ có vị sư phụ này luôn chú ý đến đồ đệ của mình, ánh mắt hắn chưa rời khỏi bóng dáng đó một giây phút nào. Lâm Tiểu Tiếu nhìn theo hướng ngón tay, sau đó hắn phát hiện Ngô Tuấn Dật đã sớm bị chuyển đi ngục giam khác, lại đang ngơ ngác đứng ở trong đám người. Không thể không nói, vẻ mặt ngơ ngác của hắn rất giống với những tù nhân khác, thậm chí còn rất chân thật.
Chuyện bọn người Lưu Đức Trụ, Ngô Tuấn Dật, Lộ Quảng Nghĩa bị chuyển đến ngục giam tối hôm qua vẫn luôn được giữ bí mật, cho nên những tù nhân khác vẫn không phát hiện ra chuyện gì khác lạ, mà thời gian Ngô Tuấn Dật đã bị đưa đến ngục giam số 18 cũng khá lâu, cho nên tất nhiên sẽ có người quen giúp hắn làm chứng. Ai có thể nghĩ đến, ngục giam số 18 lại là sân nhà của người giả mạo kia cơ chứ? Nói đi thì cũng phải nói lại, lúc trước Lâm Tiểu Tiếu nói với Khánh Trần là cần đối phương hỗ trợ tìm ra những người được các thế lực kia xếp vào, nhưng thật ra đó chỉ là một lý do mà hắn tùy tiện bịa ra, bởi vì hắn không nghĩ tới Khánh Trần sẽ có cách làm những người đó lộ ra ngoài ánh sáng. Thế nhưng, hắn không thể tưởng tượng được, Khánh Trần lại có thể làm được, hơn nữa còn làm rất tốt. Diệp Vãn cảm khái, ông chủ, vật cấm kỵ Acer 005 rất thích hợp với hắn, mỗi lần ngài biến đổi gương mặt đều mất hơn nửa giờ, hắn lại chỉ cần suy nghĩ là có thể biến đổi. Nếu như không có trí tuệ nhân tạo đi kiểm tra chiều cao, chiều dài sải bước, hành vi thói quen, nếu loại người này ẩn giấu ở trong một thành phố mấy chục triệu dân thì chắc chắn sẽ không có ai có thể tìm ra hắn. Lâm Tiểu Tiếu ở bên cạnh giật giật cánh tay hắn. Diệp Vãn nhìn thoáng qua sắc mặt nghiêm trọng của Lý Thúc Đồng, hắn vội vàng nói, đương nhiên, ta cũng không có ý coi thường ông chủ, ta không trách ngươi. Lý Thúc Đồng thở dài rồi nói, ta chỉ đang cảm thấy tiếc quyển sổ tay dưỡng sinh cho tuổi trung niên kia. Lâm Tiểu Tiếu, Diệp Vãn, được rồi, sắp xếp cho những người vô tội kia chuyển ngục giam đi, di chuyển thành từng đợt, tốt nhất là có thể hoàn thành trước khi đến tối. Lý Thúc Đồng nói, hai ngươi cũng nên ra sân. Khi bọn người Lưu Hạo vẫn còn đang cãi nhau thì hai người Lâm Tiểu Tiếu và Diệp Vãn đã đi xuống từ trên cầu thang. Lâm Tiểu Tiếu vỗ tay vừa cười vừa nói, cảnh tượng vừa rồi thật là đặc sắc, ta nghĩ nên tìm cách ghi lại nó, hai nhà các ngươi sắp xếp nhiều người như vậy đến ngục giam số 18 mà lại bị một người đùa nghịch. Cũng không biết sau khi ông chủ của các ngươi biết việc này có cảm thấy các ngươi vô dụng hay không. Trần Vũ hai tay chắp sau lưng quay người nhìn về phía hai người Lâm Tiểu Tiếu, người giả mạo là do các ngươi sắp xếp, không phải không phải. Lâm Tiểu Tiếu vội vàng vừa cười vừa nói, thật ra chuyện vừa rồi cũng làm ta cảm thấy rất bất ngờ, ta còn muốn khen ngợi người giả mạo kia một câu, làm tốt lắm. Khi hai người đi xuống cầu thang, ngay lập tức Trần Vũ đi đến trước mặt bọn họ, mà phía sau hắn là mấy trăm tên tù nhân đông nghịt, giống như một bức tường thành màu đen gần ngay trước mắt. Cảm xúc của Diệp Vãn không hề thay đổi chút nào khi phải đối mặt với nhiều người như vậy, không thấy ông chủ của ta xuất hiện ở đây, bây giờ các ngươi có dám ra tay không? Không dám thì cút đi. Lâm Tiểu Tiếu cũng vui vẻ ha ha, các ngươi không sợ ông chủ của ta đang ở trong ngục giam số 18 sao? Trần Vũ cũng cười, nếu như hắn thật sự ở chỗ này thì sao có thể dễ dàng tha thứ cho việc chúng ta xuất hiện ở đây? Hơn nữa, ngươi nghĩ mọi người không có cách nào giết hắn thật sao? Bán thần cũng chỉ là một tên gọi, không có nghĩa là hắn có thể vô địch thế giới, hắn vẫn chỉ là con người mà thôi. Ngươi biết không, thời đại bây giờ thuộc về khoa học kỹ thuật, những siêu phàm giả như ta và hắn cũng sẽ bị người khác điều khiển mà thôi. Ồ, ngươi cũng xứng so sánh với ông chủ nhà ta sao? Lâm Tiểu Tiếu thắc mắc, vậy sao trước đây ngươi không thử giết ông chủ ta? Nghe ngươi nói, có vẻ ngươi có thể giết ông chủ của ta rất dễ dàng, vậy tại sao 8 năm trước các ngươi lại không làm? Trần Vũ châm chọc. 8 năm trước là do gia chủ của Lý Gia Lão đã đứng ra bảo đảm cả đời này hắn sẽ không đi ra khỏi ngục giam số 18, nhưng bây giờ hắn đã làm trái với thỏa thuận. Hơn nữa, gia chủ Lý Gia cũng không còn nhiều thời gian, ngươi không thấy người của Lý Gia cũng đến đây sao? Diệp Vãn bình tĩnh nói, chẳng qua chỉ là nhánh thứ nhất của Lý Gia, làm sao có thể đại biểu cho Lý Gia được. Sắc mặt Đỗ Hạo lạnh lùng, nhưng lại không dám nói gì, ta cảm thấy ngươi nghĩ sai rồi. Lâm Tiểu Tiếu thản nhiên đối mặt với mấy trăm người mà không hề thay đổi sắc mặt. Hắn bỗng nhiên nở nụ cười, nếu không phải các ngươi bí mật bắt giữ bạn bè của ông chủ, sao nơi này có thể giam giữ được hắn, dùng con tin để bắt thần minh làm theo ý mình, các ngươi cho là làm vậy thì có thể ngang bằng với thần minh. Lâm Tiểu Tiếu gằn từng chữ, ngươi xứng sao? Lý Thúc Đồng còn bị tình cảm mà phải ở trong lồng giam này, cuối cùng hắn cũng chỉ là con người thôi. Trần Vũ vừa cười vừa nói, cho nên, đêm nay hắn có đi cứu người không? Hắn sẽ chọn đi cứu bạn bè của mình hay vật cấm kỵ Acer 002? Sở dĩ bọn Trần Vũ bọn đợi lâu như vậy là vì muốn chờ Lý Thúc Đồng xuất hiện bên ngoài ngục giam. Chỉ khi bọn họ xác định Lý Thúc Đồng không ở trong ngục giam, hơn nửa đêm nay hắn sẽ không trở về, thì mới có thể ra tay. Lúc này, sắc mặt Lâm Tiểu Tiếu đã trở nên lạnh lùng, tránh ra. Trần Vũ mỉm cười hướng vẫy vẫy tay về phía sau, bức tường người đen nghịt đằng sau hắn đã tách ra thành một con đường. Trong ngục giam bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. Lâm Tiểu Tiếu và Diệp Vãn ngồi bên cạnh bàn ăn nhỏ giọng nói gì đó, ở đằng xa. Trần Vũ ngồi khoanh chân trên mặt đất nhắm mắt nghỉ ngơi, có mấy trăm người đứng bên cạnh bảo vệ cho hắn. Chỉ có Quách Hổ Thiền là đứng cô đơn một mình, những người ác bích xếp vào đã sớm bị Khánh Trần tìm ra rồi chuyển đi ngục giam khác.
thời gian đếm ngược 7 giờ, tiếng chuông 5 giờ chiều vang lên, chỉ còn 2 giờ là đến buổi tối, hai người Đỗ Hạo và Tạ Ứng Canh vẫn luôn chờ đợi, cho tới bây giờ bọn họ vẫn không thể hiểu được. Đỗ Hạo nhỏ giọng nói, trước khi mỗi tù nhân vào tù đều phải lục soát toàn thân, nếu như người giả mạo kia đeo mặt nạ da người thì sao có thể lừa được hệ thống quản lý ngục giam nghiêm khắc như vậy, làm sao hắn có thể biến đổi gương mặt của mình được, có thể đối phương là siêu phàm giả có khả năng biến đổi gương mặt hay không? Tạ Ứng Canh hỏi, trước kia ta từng gặp người cũng có năng lực như vậy cũng có thể, nhưng đối phương được sắp xếp đến ngục giam số 18 chỉ để giả mạo Từ Lâm Sâm thôi sao, âm mưu của đối phương là gì? Đỗ Hạo cảm thấy kỳ quái, ta nghĩ mãi mà không hiểu được. Tạ Ứng Canh lắc đầu, đúng vậy, người giả mạo này đang có âm mưu gì? Nếu nói ra thì có lẽ bọn họ cũng không tin, thật ra vấn đề này ngay cả bản thân Khánh Trần cũng không biết âm mưu của mình là gì. Nhưng khi bọn họ còn đang suy nghĩ, bão kim loại trên trời cao lại đột nhiên bắt đầu từ từ xoay tròn, sau đó những nòng súng vô tình nhắm vào đầu tất cả các tù nhân. Điều đáng kinh ngạc là, lần này không chỉ có bão kim loại chuyên dùng đạn cao su được khởi động, mà ngay cả 36 bão kim loại dùng súng thật đạn thật cũng đã được khởi động. Âm thanh âm u của dòng điện truyền đến từ trên đỉnh đầu khi bão kim loại bắt đầu xoay tròn, nghe vô cùng kinh dị. Sau một lúc, cánh cổng hợp kim trên quảng trường ngục giam đang chậm rãi nâng lên, ngoài cửa đang có mười mấy tên cai ngục robot lặng lẽ đứng, trong tay chúng còn đang cầm súng ống. Giọng nói trung tính trong loa phát thanh của ngục giam số 18 vang lên, xin mời tù nhân mang những số hiệu sau tập hợp phía dưới cánh cổng, 039212, 039213. 48 người được loa phát thanh gọi tên rồi mới ngừng lại. Hai người Đỗ Hạo và Tạ Ứng Canh quay sang nhìn nhau, bọn họ đều không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Tại sao đột nhiên lại chuyển nhiều tù nhân như vậy? Đỗ Hạo thắc mắc, hắn nói với tên thủ hạ ở bên cạnh, mau rà soát lại số hiệu của mọi người, tuyệt đối không được để người của chúng ta bị chuyển ra ngoài. Không dễ dàng gì bọn họ mới chuyển được đến đây, nếu ở thời khắc mấu chốt lại bị chuyển ra ngoài thì làm sao có thể ra tay được. Đỗ Hạo đại diện cho Lý Thị, Tạ Ứng Canh đại diện cho Trần Thị, bởi vì số người mà hai nhà xếp vào gần như nhau, cho nên bọn họ mới tạm thời bắt tay hợp tác với nhau, chuẩn bị bắt hai người Lâm Tiểu Tiếu và Diệp Vãn trước rồi lại bàn đến vấn đề cạnh tranh của hai nhà sau. Nhưng vì xuất hiện của Trần Vũ đã làm phá vỡ thế cân bằng này, bây giờ nếu lực lượng của mình lại bị suy yếu, thì tối hôm nay nhánh thứ nhất của Lý Thị không thể tranh giành được gì. Sau một lúc, có thủ hạ vui vẻ nói với Đỗ Hạo, tất cả người của chúng ta đều không bị chuyển đi, chỉ có những tù nhân bình thường mới bị chuyển đi. Đỗ Hạo cũng vui vẻ trở lại, nhưng vào đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nhìn thấy một người đàn ông trung niên trong những tù nhân bị chuyển đi đang quay đầu nhìn mình. Đây không phải là cao thủ mà Lý Thị lặng lẽ xếp vào đây sao? Người bên ngoài nghĩ Đỗ Hạo là ông chủ của hành động lần này, nhưng thực tế thì người đàn ông trung niên kia mới là ông chủ thực sự vẫn giấu kín ở phía sau màn. Lúc này cả người Đỗ Hạo đều cảm thấy không tốt, lần di chuyển một nhóm tù nhân này lại chuyển cả ông chủ của hắn đi, làm sao hắn còn cảm thấy vui vẻ được. Hắn vội vàng đứng lên quát cai ngục robot, không được, các ngươi không được phép chuyển hắn đi. Nhưng khi hắn vừa mới đứng dậy, thì đã có ba nòng súng đen ngòm bên trong bão kim loại trên đỉnh đầu đã quay sang nhắm vào người hắn. Người đàn ông trung niên kia lắc đầu, ra hiệu cho hắn không được tùy ý hành động. Sắc mặt Đỗ Hạo xám như tro, mà Tạ Ứng Canh đứng ở bên cạnh hắn lại cười lên ha hả. Ngươi còn nói chúng ta xảo trá, không phải nhánh thứ nhất của Lý Thị cũng vụng trộm sắp xếp cao thủ trong đám người sao, hơn nữa sớm hơn nhiều so với chúng ta. Người đàn ông trung niên kia là một thợ săn rất có kiên nhẫn, cho dù vừa rồi có thể Quách Hổ Thiền thật sự định cầm vật cấm kỵ rồi bỏ chạy thì hắn cũng không ra tay. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới, chính bởi vì hắn không ra tay với Quách Hổ Thiền cho nên mới bị coi là tù nhân bình thường rồi bị chuyển ngục giam. Chuyện này xảy ra quá đột ngột. Hơn nữa, ngục giam số 18 còn khởi động hệ thống phòng ngự khẩn cấp, rõ ràng là không muốn cho bọn họ cơ hội thay đổi kế hoạch. Phải biết rằng, 72 bão kim loại lắp đặt trên cao kia được thiết kế để đối phó với cấp bán thần. Đây cũng là ngục giam duy nhất trong toàn liên bang có thể giam giữ bán thần. Lúc này, ánh mắt Đỗ Hạo nhìn lướt qua đám tù nhân. Rất nhanh sau đó hắn đã phát hiện ra một vấn đề, trong danh sách những người bị chuyển sang ngục giam khác lại không có ai là người của tập đoàn cả. Có người bỗng nhiên nói, đây đều là những tù nhân chuyển tới nơi này theo chúng ta, một số người chỉ phạm tội trộm vặt móc túi, còn lại thì là phạm tội kinh tế, tất cả bọn họ đều bị kết án tù dưới 15 năm. Trong khoảng thời gian này, đã 1.239 tên tù nhân được chuyển đến ngục giam số 18, trong đó có 721 tên là người của tập đoàn. Số còn lại đều là những tù nhân có mức án nhẹ dùng để che giấu. Những người này phạm nhiều loại tội nhưng đều có một đặc điểm chung là tội không đáng chết. Đỗ Hạo và Tạ Ứng Canh đều không phải là những kẻ ngu ngốc, vừa rồi bọn họ còn lo lắng lực lượng của mình sẽ bị suy yếu, nhưng bây giờ bọn họ đã bắt đầu lo lắng một vấn đề khác.
Nói cách khác, nếu như những tù nhân có mức án nhẹ này được chuyển đi, thì trong ngục giam số 18 sẽ chỉ còn lại những người của tập đoàn và tên tội phạm chết chưa hết tội. Sau lưng Đỗ Hạo bỗng nhiên chảy ra mồ hôi lạnh, lông tơ cũng đứng lên thẳng đứng. Hóa ra, người vừa rồi giả mạo Từ Lâm Sâm muốn phân biệt chúng ta với những tù nhân có mức án nhẹ không phải người của tập đoàn, sau đó chuyển bọn họ đi ngục giam khác, Đỗ Hạo nói. Thế nhưng, người làm chuyện này đang có mục đích gì? Sau khi suy nghĩ kỹ, Đỗ Hạo bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Một tên thủ hạ đi đến bên cạnh hắn rồi nói, ông chủ, chúng ta đã thử rất nhiều cách nhưng cho đến bây giờ vẫn không thể liên lạc được với bên ngoài. Bây giờ xem ra, không phải do thiết bị của chúng ta có vấn đề mà là bộ phận ngăn sóng của ngục giam số 18 đã được khởi động. Vì sao lại như vậy? Đỗ Hạo lẩm bẩm, tại sao bộ phận ngăn sóng của ngục giam số 18 lại đột nhiên khởi động? Thời điểm kích hoạt bộ phận ngăn sóng trong ngục giam giống như đang cố ý phối hợp với điều gì đó. Chờ một chút. Đỗ Hạo quay người chạy về phía cánh cổng hợp kim đang chậm rãi đóng lại, ta muốn chuyển ngục giam, thời gian đếm ngược 6 giờ, chỉ còn 1 giờ nữa là sẽ đến tối, từng nhóm tù nhân có mức án nhẹ dần bị chuyển đi, số lượng người trong ngục giam số 18 đang giảm đi nhanh chóng, ban đầu từ 4.200 xuống còn 3.700, không biết vì sao, rõ ràng mới chỉ chuyển đi hơn 400 người, nhưng mọi người lại cảm thấy nhiệt độ trong ngục giam đang nhanh chóng hạ xuống, nơi này cũng trở nên vắng lặng hơn rất nhiều. Các tù nhân bình thường đang run rẩy trong góc, những người của tập đoàn thì vẫn giữ im lặng, chỉ còn lại Đỗ Hạo vẫn đang gào thét. Khi cai ngục robot áp giải từng nhóm tù nhân rồi chuyển đi, hắn đã nhiều lần muốn bỏ chạy ra khỏi cổng nhưng đây căn bản là chuyện không thể nào xảy ra. Sau khi nhóm tù nhân cuối cùng được chuyển đi, cánh cổng hợp kim loại đóng thật chặt, không còn mở ra nữa. Mở cổng ra, ta muốn được thả ra, ta muốn chuyển ngục giam. Đỗ Hạo đập rầm rầm vào cánh cổng hợp kim rồi gầm thét. Trong ngục giam số 18, những người khác dần dần bình tĩnh lại, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Ông chủ, nếu ngài cứ đập như thế sợ là sẽ bị hệ thống của ngục giam số 18 trừng phạt, thủ hạ của Đỗ Hạo nói. Đỗ Hạo hung dữ quay đầu quát, ngươi thì biết cái gì, có người đang chuyển tất cả những người tội không đáng chết kia đi, chỉ để lại chúng ta và những người chết chưa hết tội. Đây không phải là cơ hội để tranh đoạt vật cấm kỵ Acer 002, mà rõ ràng là một cái bẫy rập. Có người muốn mạng của chúng ta. Có thể chỉ là trùng hợp thôi, Tạ Ứng Canh nghi ngờ hỏi, có ai dám giết nhiều người trong tù như vậy? Hệ thống của ngục giam cũng không phải chỉ để làm cảnh, nghĩ tới cảnh tượng xác chết khắp nơi sắp xảy ra, bọn họ cũng không nhịn được sự sợ hãi, nếu chuyện đó xảy ra thật thì nó sẽ đẫm máu đến thế nào? Ta nghi ngờ hệ thống ngục giam đã bị hack, Đỗ Hạo gằn giọng nói, đầu tiên là cai ngục robot áp giải người giả mạo từ Lâm Sâm đi đến đây, sau đó lại thông qua hành vi hoạt động rồi nhanh chóng tìm ra thân phận của chúng ta, rồi sàng lọc những người tội nhẹ để chuyển đi. Ngươi có biết chúng ta đã bỏ ra bao nhiêu công sức mới đến được ngục giam số 18 này không? Nhưng đối phương lại giống như đang ở nhà mình. Hệ thống ngục giam bị hack sao? Có người nghi ngờ nói, điều đó không thể xảy ra được. Không phải hệ thống ngục giam của liên bang được mệnh danh là hệ thống phòng ngự nghiêm mật nhất sao? Đỗ Hạo nói, nếu không thì làm sao giải thích được việc hệ thống ngục giam luôn luôn công bằng lại bỗng nhiên giúp đỡ một người nào đó? Hệ thống ngục giam đã quản lý tất cả các ngục giam được gần 1.000 năm, hơn nữa ban đầu trí tuệ nhân tạo này được phép quản lý ngục giam là vì nó rất công bằng. Tuy lúc trước cũng có vài chuyện kỳ quái xảy ra, nhưng vì một vài nguyên nhân đặc thù mà tập đoàn chưa bao giờ nghi ngờ tính công bằng của nó, cho nên, khi mọi người phát hiện hệ thống ngục giam đã xảy ra vấn đề, phản ứng đầu tiên của bọn Đỗ Hạo là hệ thống ngục giam đã bị hack, mà không phải là bản thân hệ thống ngục giam đã xảy ra vấn đề. Giờ phút này, Đỗ Hạo bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên bảo kim loại bên trên, những nòng súng đó đã nhắm vào chính mình, chúng đang dần dần nóng lên, giống như có thể nổ súng bất cứ lúc nào. Hắn lui lại, không tiếp tục đi đập cánh cổng hợp kim mà quay người đi vào đám người rồi tìm kiếm thứ gì đó. Nhưng sau 5 phút đồng hồ, trong miệng Đỗ Hạo thì thào nói, quả nhiên, Lưu Đức Trụ cũng bị chuyển đi, những người bên cạnh Lưu Đức Trụ cũng bị chuyển đi. Nơi này sợ là sẽ xảy ra một cuộc tấn công. Trần Vũ nhíu mày, Lưu Đức Trụ là ai? Đỗ Hạo chuyển đến nơi này đã hơn một tuần, cho nên hắn cũng khá hiểu biết những nhân vật ngục giam, nhưng hôm nay Trần Vũ mới vừa tới, cho nên không biết rõ mọi chuyện. Tạ Ứng Canh giải thích cho Trần Vũ, Lưu Đức Trụ là người thân cận nhất với Lý Thúc Đồng mới xuất hiện gần đây, có người nghi ngờ hắn đã vượt qua bài kiểm tra của Lý Thúc Đồng, rất có thể sẽ trở thành kỵ sĩ đời sau. Ngay cả địa vị của hai người Lâm Tiểu Tiếu và Diệp Vãn cũng không cao bằng hắn, người này còn có thể trực tiếp ra lệnh cho bọn Lâm Tiểu Tiếu trong ngục giam số 18. Khi Khánh Trần đang núp trong bóng tối, nghe thấy câu này làm hắn suýt nữa cười ra tiếng, bây giờ hắn cũng hiểu được vì sao mỗi ngày Lưu Đức Trụ đều mơ thấy ác mộng, tên này mỗi ngày đều phải ra lệnh cho Lâm Tiểu Tiếu, không mơ thấy ác mộng mới là lạ,
Ngay khi Khánh Trần đang cười trên nỗi đau của người khác, bỗng nhiên có người chỉ vào hắn rồi nói với Đỗ Hạo, ông chủ, nơi này còn có một người của Lưu Đức Trụ. Ta còn nhớ, hắn tên là Ngô Tuấn Dật, là thủ hạ thân cận nhất bên cạnh Lưu Đức Trụ. Khánh Trần, chấm hỏi, trong chốc lát, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn, Khánh Trần tự nhủ trong lòng một câu mẹ nó, giả mạo Ngô Tuấn Dật cũng có thể xảy ra chuyện sao, hắn đã chọn một người vô cùng bình thường để giả mạo rồi mà. Đỗ Hạo xông đến trước mặt hắn rồi gào lên, tất cả những người bên cạnh Lưu Đức Trụ đều đã chuyển đi, vì sao ngươi không đi? Khánh Trần nhìn những người xung quanh dần dần vây quanh mình, hắn trầm mặt một lát rồi nói, ta muốn đợi một lúc nữa rồi mới đi. Đỗ Hạo, chấm hỏi, ngươi còn muốn đợi một lúc nữa rồi mới đi sao? Ta cảm thấy hắn chính là người giả mạo ông chủ của ta. Quách Hổ Thiền gào lên từ phía sau đám người, bắt hắn lại. Ngay sau đó, Đỗ Hạo lập tức nhảy về phía hắn, đưa tay ra muốn bắt lấy Khánh Trần. Trước khi Đỗ Hạo ra tay, Khánh Trần đã bắt đầu lui về phía sau, hắn nhanh chóng lui lại, nhưng vị cao thủ như Đỗ Hạo lại càng nhanh hơn. Không chỉ có như vậy, ngay cả Tạ Ứng Tranh cũng lao đến từ bên cạnh. Sắc mặt Khánh Trần lạnh lùng, hắn chỉ là một người vừa mới bước lên trên con đường tu luyện, nếu phải đối mặt với hai vị cao thủ thì làm sao có thể thoát được. Ngay trong nháy mắt này, có một bóng người từ trên trời bay xuống rồi đi đến phía trước. Cút, thậm chí tất cả mọi người còn không nhìn thấy người vừa đến đã làm như thế nào mà hai người Đỗ Hạo và Tạ Ứng Canh bay ra xa mấy chục mét. Hai người đều trượt trên sàn nhà ngục giam, cho dù bọn họ có làm như thế nào cũng không thể làm mình dừng lại được. Tốc độ của hai cú đá vô cùng nhanh, thậm chí người ta còn không thể nhìn thấy quỹ tích của nó. Ngay cả hai người Đỗ Hạo và Tạ Ứng Canh cũng không kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra, bọn họ chỉ cảm thấy tất cả nội tạng của mình đều bị bay ra khỏi vị trí ban đầu, cảm giác vô cùng đau đớn. Sau khi hai người bay ra ngoài, tất cả mọi người mới nhìn rõ người từ trên trời hạ xuống này là ai. Trần Vũ nheo mắt lại, Lý Thúc Đồng, bán thần vừa ra tay đã mạnh mẽ như vậy, hai cú đá vừa rồi nhìn như đơn giản, nhưng lại nhanh đến nỗi khó có thể tưởng tượng được, chỉ cần hai cú đá đơn giản này đã làm Đỗ Hạo và Tạ Ứng Canh không đứng dậy nổi. Bầu không khí trong ngục giam số 18 lập tức trở nên nghiêm trọng, Lý Thúc Đồng cười tủm tỉm đứng phía trước Khánh Trần, bảo vệ cẩn thận thiếu niên ở sau lưng, mà vị trí Ngô Tuấn Dật từng đứng lại đang đứng một người trẻ tuổi đeo mặt nạ hình mèo ở trên mặt. Trần Vũ lặng lẽ quan sát cổ tay của đối phương, hắn biết nhất định tuổi của chủ nhân của mặt nạ mèo cũng không lớn, cổ tay của thiếu niên có hơi khác so với cổ tay của người trưởng thành. Đường vân màu đỏ trên mặt nạ mèo kia rất đẹp đẽ nhưng nó lại đang uốn éo rất quỷ dị, nhìn vô cùng thần bí. Thấy cảnh này, trong lòng đám người đang tự nhủ, quả nhiên kẻ đó chính là người giả mạo Từ Lâm Sâm, chiếc mặt nạ mà đối phương đang đeo kia nhất định là một vật cấm kỵ, tất cả mọi người đều là những người từng trải, cho nên đều hiểu người có năng lực như vậy đáng sợ đến mức nào, nếu như bị loại người giả mạo rồi vu oan giá họa thì không biết mình sẽ chết trong tay ai. Thế nhưng, mọi người chưa bao giờ nghe nói bên trong tổ chức như kỵ sĩ hay hằng xã xuất hiện nhân vật nào có khả năng này. Chờ một chút, mặt nạ mèo, Trần Vũ sửng sốt nhớ tới một chuyện. Trước đây không lâu, có một tin tức lan truyền từ trong tập đoàn ra khắp liên bang, Lý Thúc Đồng rời khỏi ngục giam số 18 trong đêm, sau đó hắn xuất hiện ở nhà hàng cấp cao nhất là Nhật Quang Các rồi gọi một phần thịt kho tàu và một phần mì trộn tương. Đêm hôm đó, người nổi tiếng nhất trong thế hệ tuổi trẻ của Trần Thị là Trần Giả Hồ, cũng phải đợi người đeo theo mặt nạ mèo ăn xong phần mì trộn tương mới có thể nói chuyện. Trần Vũ là chú của Trần Giả Hồ, hắn đã từng nghe cháu mình nhắc đến việc này, khí thế của Lý Thúc Đồng không hề giảm so với năm đó. Người đeo mặt nạ mèo vô cùng trẻ tuổi, đêm hôm đó không giống như cuộc gặp mặt giữa những nhân vật lớn mà giống như trưởng bối mang theo vãn bối đi ra ngoài chơi hơn. Giờ phút này, Trần Vũ thấy Lý Thúc Đồng luôn bảo vệ Khánh Trần ở sau lưng, hắn đột nhiên hiểu rõ một chuyện, chắc chắn kỵ sĩ đã có truyền thừa mới. Trần Vũ bỗng nhiên hiểu ra rất nhiều chuyện, đêm hôm đó là lần thứ nhất Lý Thúc Đồng đi ra khỏi ngục giam số 18 sau 8 năm ở trong đó, có lẽ đối phương muốn dẫn đồ đệ của mình đi xem những phong cảnh đẹp nhất ở trong thành thị số 18. Đồng thời, cũng để cho những phong cảnh đó nhìn thấy đồ đệ hắn mới thu. Bây giờ nghĩ lại, hành vi của Lý Thúc Đồng như đang khoe khoang với mọi người, hắn muốn cho toàn thế giới biết kỵ sĩ đã có lãnh tụ đời tiếp theo. Vừa rồi, người thừa kế của kỵ sĩ chỉ ngẫu nhiên ra tay, lại có thể làm xáo trộn toàn bộ ngục giam số 18, dẫn đến những người của tập đoàn đều bị tìm ra. Kỵ sĩ không cần nhiều người, đây là sự thật được toàn bộ liên bang công nhận. Lúc này, hai người Đỗ Hạo và Tạ Ứng Canh vừa nôn ra máu vừa cố gắng bò dậy, Tạ Ứng Canh nhìn thấy đối phương cũng thảm như vậy, trong lòng hắn cũng cảm thấy cân bằng hơn một chút, nhưng hắn lại nghĩ đến đây là lần thứ hai mình nôn ra máu trong hôm nay thì lại cảm thấy chán nản. Lý Thúc Đồng nhìn về phía Trần Vũ rồi cười nói, vừa rồi, chính là ngươi đã nói có cách để giết ta. Trần Vũ chậm rãi lùi về phía sau mấy bước, lạnh lùng nói,
ngài không quan tâm đến những người bạn kia sao, ngài bị nhốt ở chỗ này 8 năm nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ bạn bè của mình sao, loại chuyện này không cần một kẻ hấp hối sắp chết phải quan tâm đến. Lý Thúc Đồng cười híp mắt nói, nhưng mà ngươi cũng không phải vội, dù sao ngươi cũng không đi ra được, nếu ngươi muốn chờ vào đêm, ta cũng muốn chờ vào đêm, mọi người cùng nhau chờ. Nói xong, Lý Thúc Đồng lại không quan tâm đến những người khác mà cùng Khánh Trần đi về phía phòng ăn. Hắn không cần phải đề phòng những người này chạy mất, cũng không muốn nói quá nhiều, tựa như đối phương có làm gì cũng sẽ không thể thoát khỏi đây, nếu nói chuyện cùng những người này chỉ làm lãng phí thời gian. Khánh Trần yên lặng đi theo sau lưng Lý Thúc Đồng, hắn nhỏ giọng hỏi, sư phụ, bạn của ngài bị bọn họ khống chế sao, có manh mối gì hay không, có cần ta giúp ngài phân tích không? Lý Thúc Đồng vỗ vỗ bả vai hắn rồi nói, biết ngươi có tâm là được rồi, đây không phải là chuyện có thể tuân theo ý muốn của chúng ta. Hơn nữa, ngươi biến ra mặt nạ mèo, vì lo lắng bọn họ sẽ trả thù Ngô Tuấn Dật sao, cho nên ngươi muốn chủ động làm rõ một chuyện, ngươi không có quan hệ gì với đối phương. Từ, Khánh Trần nhỏ giọng nói, Ngô Tuấn Dật là lớp phó học tập của lớp chúng ta, hắn rất tốt bụng, có đôi khi ta chưa đóng nổi tiền quỹ lớp, hắn sẽ không nhắc nhở ta ngay trước các bạn học khác, mỗi lần như vậy hắn đều âm thầm nhắc nhở ta nộp tiền vào ngày cuối cùng. Một chút quan tâm nho nhỏ của bạn học chung lớp này đã khiến hắn rất cảm động. Lý Thúc Đồng cười nói, ngươi biết lo lắng đến người khác là chuyện tốt, nhưng mà, trong đêm nay, những người ở đây đều không đi ra ngoài được, không ai còn cơ hội đi tìm Ngô Tuấn Dật để trả thù. Câu nói, những người này sẽ không thể ra khỏi đây trong đêm nay, nghĩa là tất cả những người này sẽ phải chết trong đêm nay. Khánh Trần sững lại, hắn không nghĩ tới sư phụ mình lại muốn giết nhiều người như vậy. 3.719 người, đây là số lượng người mà Khánh Trần thống kê được. Đêm nay những người này đều sẽ chết. Ở phía xa, Trần Vũ bắt đầu suy nghĩ, bây giờ Lý Thúc Đồng lại không quan tâm đến bạn bè mà xuất hiện ở đây, hắn nhất định phải tự cứu lấy mình. Nhưng khi hắn ngắm nhìn xung quanh lại phát hiện, mình lại không biết phải làm như thế nào để thoát ra khỏi nơi này. Hệ thống ngăn sóng của gục giam số 18 đã được khởi động, ngay cả tin tức hắn cũng không thể truyền ra ngoài. Thế nhưng, không phải mọi người đều nói Lý Thúc Đồng rất trọng tình trọng nghĩa sao? Lúc trước bọn họ còn cố ý tiết lộ tin tức về 36 tên tù nhân bị giam giữ bí mật cho hàng xã. Sau đó bọn họ còn cố ý bố trí một cái bẫy để chờ Lý Thúc Đồng chui vào, nhưng đối phương lại không đi cứu người, mà trở về bảo vệ vật cấm kỵ Acer 002. Điều này đã lệch khỏi kế hoạch của bọn họ. Trần Vũ miếng môi không nói một lời, trong lòng hắn đang thầm hận, không nghĩ tới đêm nay lại là một cái bẫy cho bọn họ. Cho dù hắn vừa miệt thị Lý Thúc Đồng như thế nào, nhưng khi Lý Thúc Đồng thật sự xuất hiện, tất cả mọi người mới có thể hiểu được cảm giác áp bách đến từ bán thần. Lần này, cảm giác áp bách không còn là ảo giác nữa. Trần Vũ thật cảm thấy mi tâm của mình đau xót, giống như đang có người dùng mũi dao lơ lửng ở trước mặt của hắn. Chờ chút, Trần Vũ chợt phát hiện ra một vấn đề. Trong ngục giam số 18 lúc này chỉ có người của nhánh thứ nhất của Lý Thị và nhánh thứ ba của Trần Thị, nhưng lại không có ai của Khánh Thị xuất hiện ở đây. Cơ hội tốt như vậy, làm sao Khánh Thị có thể vắng mặt được? Chuyện này rất không bình thường. Thời gian đếm ngược 5 giờ 45 phút, tuyết lớn, chỉ còn lại có 45 phút nữa là sẽ đến tối. Trong liên bang có một quy luật, tập đoàn không có quân đội của mình, nhưng toàn bộ quân đội của liên bang sẽ đều thuộc sự lãnh đạo của tập đoàn. Câu nói này nghĩa là, tập đoàn mặc dù không được phép có lực lượng vũ trang tư nhân, nhưng bọn họ đã sớm thâm nhập vào bộ máy lãnh đạo của quân đội liên bang. Ví dụ như sư đoàn 112 thuộc quân đoàn 1 của quân đội liên bang, được lãnh đạo bởi nhánh thứ nhất của Khánh Thị. Cách thành phố số 18 khoảng 18 cây số về phía đông bắc, đây chính là trụ sở của sư đoàn 112 thuộc quân đoàn 1 của quân đội liên bang. Lúc này sắc trời còn chưa tối hẳn, nhưng trong doanh trại bật lên các thiết bị chiếu sáng khổng lồ, những bông tuyết từ từ rơi xuống từ trên bầu trời làm mặt đất biến thành màu trắng, màu sắc này làm doanh trại quân đội trở nên tràn ngập sát khí. Hàng chục chiếc đèn chiếu ra ánh sáng màu trắng lướt qua không trung, nhìn giống như những thanh kiếm khổng lồ đang lượn qua lại trong quân doanh. Khi ánh sáng chiếu lên không trung còn có thể nhìn thấy rất nhiều bông tuyết đang xuyên qua chùm sáng rơi xuống. Binh sĩ trong doanh trại giống như những con kiến thợ đang bận rộn làm việc, bọn họ đi qua đi lại nhưng rất ngay ngắn và có trật tự. Âm thanh cong 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 truyền đến từ trong hoàng hôn, 7 chiếc máy bay trực thăng H-2 có vũ trang, được trang bị tên lửa tầm nhiệt đã bay lên giữa không trung, ở trạng thái chờ lệnh. Những chiếc máy bay trực thăng có vũ trang H-2 tay này đều được trang bị lò phản ứng hợp kim chì sao kim, 13 tay. Có thể liên tục bay một quãng đường rất dài mà không cần dừng lại tiếp nhiên liệu. Cánh quạt của nó đang bắt đầu quét gió thổi tuyết trên không trung. Có người nói trong bộ đàm, đội chiến đấu thứ nhất đã chờ lệnh, sẵn sàng hộ tống bất cứ lúc nào. Đã nghe được, quyền trượng Hào yêu cầu cất cánh, chấp hành nhiệm vụ chiến đấu số 0221, cho phép cất cánh, neo số 1 đã được mở khóa.
Neo số 2 đã được mở khóa, nhiệt độ của thiết bị điều khiển lò phản ứng vẫn bình thường. Cất cánh, trong trung tâm chỉ huy, có một sĩ quan trung niên đang nghiêm túc nhìn màn hình theo dõi thời gian thực, hắn đang chờ cỗ máy chiến tranh bắt đầu khởi động. Sau một lúc, trong gió tuyết, đột nhiên có một đống tuyết động bay lên trong quân doanh, có rất nhiều bông tuyết bay tung tóe, lều vải ngụy trang đổi màu cũng bị gió lốc thổi làm bay phất phới. Trong trung tâm doanh trại, một chiếc phi thuyền đáng sợ đột ngột bay lên từ mặt đất, phía dưới nó đang có hàng trăm chiếc máy bay phản lực bay ra rồi sắp xếp thành một ma trận. Bầu trời vì có tuyết rơi mà hơi âm u, bởi vì quyền trượng hào cất cánh mà càng trở nên tối tăm. Tuyết lớn trên bầu trời bị dòng khí xoáy làm đảo loạn, giống như những chiếc vòi rồng tung bay trên bầu trời. Trong trung tâm chỉ huy lần lượt truyền đến giọng nói, lần nữa xác nhận, lò phản ứng nhiệt độ bình thường, động cơ phản lực không khí ma trận bình thường, tọa độ đã được xác định. Xác nhận chấp hành nhiệm vụ chiến đấu số 0221, quyền trượng hào đã chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này, một tên sĩ quan trẻ tuổi xông vào trung tâm chỉ huy, rồi gào lên với sĩ quan trung niên, chú 13, ngươi có biết mình đang làm cái gì hay không? Ngươi đang phát động một cuộc chiến tranh đấy, sĩ quan trung niên bình tĩnh nhìn hắn rồi nói, ở trong quân doanh, ta là cấp trên của ngươi, không phải là chú 13 của ngươi, không tuân theo kỷ luật quân đội, kéo ra ngoài treo ngược lên đủ 24 giờ mới được thả xuống. Sĩ quan trẻ tuổi quát, ngươi đã xin phép nhánh thứ nhất quyền sử dụng quyền trượng hào hay chưa? Sĩ quan trung niên cười lạnh rồi nói, nhánh thứ nhất có là gì, ta chỉ nghe lệnh của gia chủ, đợi cho binh sĩ trong doanh trại kéo sĩ quan trẻ tuổi kia ra ngoài. Sĩ quan trung niên trong trung tâm chỉ huy bình tĩnh nói vào trong hệ thống truyền tin, khởi hành. Vừa mới nói xong, phi thuyền quyền trượng hào đang lơ lửng trên bầu trời đã phát ra những tiếng gầm thét đinh tai nhức óc, binh sĩ trong doanh trại đều ngẩng đầu lên xem. Chiếc phi thuyền tỏa ra khí thể làm cho người ta cảm thấy khó thở đang bay lên bầu trời, nó đang biến bầu trời âm u lúc trước trở thành một bầu trời sắt thép mới tinh. 7 chiếc máy bay trực thăng vũ trang hắc đao, không hai tay đang hộ tống ở bên cạnh nó, giống như những con hải âu nhỏ bé bên cạnh cá voi sát thủ. Tất cả nhân viên hậu cần mặc đồng phục màu đen trên mặt đất đều đang chạy sang hai bên để tránh mình bị dòng xoáy không khí của động cơ phản lực đang đốt làm bị thương. Trong tiếng động ầm ầm, quyền trượng hào chậm rãi khởi động. Nó đang bay lên càng cao, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, sau đó bay về phía ngục giam số 18 ở phía tây nam. Phi thuyền khổng lồ lơ lửng trên không trung đón bão tuyết, nhìn vô cùng hoành tráng và tuyệt mỹ. Trong khung cảnh hoành tráng của quyền trượng hào, thậm chí không có ai chú ý tới có một nhóm binh sĩ bỗng nhiên rời khỏi trụ sở của sư đoàn 112, sau đó nhanh chóng đi về phía bắc. Thời gian đếm ngược 5 giờ 20 phút, trong ngục giam số 18, tất cả mọi người đều không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Khánh Trần đang ngồi đối diện Lý Thúc Đồng, hắn hỏi, sư phụ, ta đoán trước kia có rất nhiều người thậm chí chỉ biết số thứ tự của Acer 002, nhưng lại không biết nó là cái gì và đang ở đâu, là ngài đã phát tán thông tin nó đang ở trong ngục giam số 18 sao, vì sao lại đoán như thế? Lý Thúc Đồng nở nụ cười, bởi vì từ đầu đến cuối chuyện này, giống như đang có người cố ý tụ tập những người này lại với nhau. Khánh Trần bình tĩnh nói, điều kiện thu nhận của vật cấm kỵ Acer 002 hẳn là cần rất nhiều mạng người. Có lẽ số lượng còn vô cùng khổng lồ, đó là lý do vì sao ngài không ngừng chọn ra những người chết chưa hết tội, vì ngài muốn dùng bọn họ để có thể thu nhận vật cấm kỵ Acer 002. Khi ta xuất hiện, ngài biết mình đã lưu lại truyền thừa của kỵ sĩ, cho nên có thể đi yên tâm đi làm việc mình muốn làm, nhưng mà, điều kiện thu nhận của vật cấm kỵ vẫn không thể thực hiện được. Khánh Trần tiếp tục nói, cho nên ngài mới chủ động phát tán thông tin giả để thu hút tất cả những người muốn tranh đoạt vật cấm kỵ đến đây. Sau đó dùng mạng của bọn họ đến hoàn thành việc thu nhận, cũng không đúng hoàn toàn, Lý Thúc Đồng cười nói, ừ, Khánh Trần gật gật đầu, có vẻ hắn cũng không muốn suy nghĩ thêm, ta biết sai ở đâu rồi, bởi vì khi ngài còn chưa quyết định thu ta làm đồ đệ, Quách Hổ Thiền đã nhận được tin tức giả liên quan tới vật cấm kỵ Acer 002, rồi mới đến nơi này, cho nên, thật ra ngài đã sớm có ý định rời đi, trước kia Khánh Trần còn nghĩ là vì chính mình xuất hiện làm cho kỵ sĩ có người truyền thừa mới, cho nên Lý Thúc Đồng mới không còn lo lắng gì nữa, khi đó đối phương mới có ý định rời đi ngục giam số 18. Nhưng khi tất cả manh mối tụ tập lại trong đầu hắn, chỉ cần kiểm tra lại một lần sẽ phát hiện thời gian của các manh mối lại không khớp với nhau. Lý Thúc Đồng không phải vì Khánh Trần mới có ý định rời đi, mà bởi vì Khánh Trần đến làm chậm kế hoạch ban đầu. Nếu như không có Khánh Trần, chỉ sợ mọi chuyện xảy ra hôm nay đã sớm xảy ra một tháng trước. Lý Thúc Đồng cảm khái, có đôi khi ta không thể xác định được, có được một đồ đệ thông minh như vậy là một chuyện tốt hay là chuyện xấu? Ngươi phân tích cũng không sai, ta đã sớm có kế hoạch này, nhưng có lẽ ngươi không biết, rất nhiều chuyện vì ngươi đến mà đã thay đổi, ví dụ như cách kế hoạch này được tiến hành. Bây giờ ta không thể nói cho ngươi biết, nhưng đến một ngày nào đó ngươi sẽ tự biết. Đối với chuyện này,
Lý Thúc Đồng không có ý định tiếp tục giải thích gì thêm, nhưng Khánh Trần vẫn cảm thấy trong đó vẫn còn cất giấu một bí mật nào đó, có lẽ chuyện đó còn liên quan đến thân phận của hắn ở thế giới trong. Sư phụ, ngài có bao nhiêu bạn bị tập đoàn khống chế? Bọn họ đang bị tập đoàn nào khống chế? Khánh Trần hỏi. Trần Thị, Lý Thúc Đồng bình tĩnh nói, 8 năm trước đã có rất nhiều người chết, nhưng vẫn còn 36 người chưa hy sinh bị Trần Thị bí mật giam giữ. Lúc ấy Lý Gia đã đảm bảo cho ta, nhưng Trần Thị lại không cam lòng, bọn họ lợi dụng tính mạng của 36 người để uy hiếp ta, muốn ta vào tù, bọn họ còn muốn ta mãi mãi ở trong này. Ngài không tìm được nơi giam giữ của bọn họ sao? Khánh Trần hỏi. Ừ, Lý Thúc Đồng gật gật đầu, ta đã tìm rất nhiều năm nhưng vẫn không thể tìm ra. Nhưng mà, ngay sau khi ta truyền ra tin tức này, kế hoạch của những người bên ngoài đã bắt đầu, có người đã tổ chức một cuộc biểu tình của học sinh để thu hút sự chú ý của tất cả lực lượng cảnh sát và quân đội, sau đó người đó lại tiết lộ một tin tức cho hàng xã, vào khoảng 19 giờ đêm nay, Trần Thị sẽ xử tử 36 người đó, bọn họ còn chắc chắn ta nhất định sẽ đến đó, nhưng mà tin tung ra tin tức giả đó thì có tác dụng gì? Khánh Trần không hiểu, bọn họ nghĩ ta không dám đánh cược, Lý Thúc Đồng nói, 36 sinh mệnh đó đều đã từng là bạn của hắn, đối với loại người như Lý Thúc Đồng mà nói, chỉ cần vẫn còn một tia hy vọng thì hắn vẫn sẽ đi thử xem, cho nên Trần Vũ mới cảm thấy, đêm nay chắc chắn Lý Thúc Đồng sẽ không trở lại ngục giam số 18, nhưng dù sao thì Lý Thúc Đồng cũng đã trở lại, sắc mặt Lý Thúc Đồng dần trở nên lạnh lùng, có lẽ những người kia cho rằng ta sẽ giống như 8 năm trước, luôn quan tâm đến sự chính trực và nhân hậu của kỵ sĩ. Vậy thì bọn họ đã sai rồi, Lý Thúc Đồng bây giờ đã không còn là Lý Thúc Đồng của 8 năm trước nữa rồi. Khánh Trần sửng sốt, thật ra bây giờ hắn cũng cảm thấy hơi kỳ quái. Từ sau khi rời khỏi cấm địa số 002, hắn đã từng tìm kiếm những thông tin liên quan đến kỵ sĩ ở thế giới trong. Sau đó hắn liền phát hiện tất cả mọi người đều đánh giá kỵ sĩ rất tốt, chính trực, nhân hậu, cứng cỏi, dũng cảm. Nhưng đôi khi sự tàn nhẫn và quyết liệt mà Lý Thúc Đồng biểu hiện ra lại khác xa so với phong cách của những kỵ sĩ trước kia. Sau đó Khánh Trần từng nghĩ, chắc chắn khi còn trẻ sư phụ cũng là một người rất lạc quan yêu đời, có lẽ không trầm ổn và quyết đoán như hiện tại, là do thế giới đã xảy ra một số chuyện, rồi tạo ra một Lý Thúc Đồng như hôm nay. Khánh Trần đột nhiên hỏi, sư phụ, điều kiện thu nhận của vật cấm kỵ Acer 002 đã đủ chưa? Đủ rồi. Sư phụ, hôm nay những người bạn của ngài sẽ chết sao? Lý Thúc Đồng bình tĩnh nói, không biết, ta đã giao đáp án của chuyện này cho vận mệnh quyết định. Lúc này, Lý Thúc Đồng nói với Khánh Trần, lẽ ra hôm nay không cần ngươi hỗ trợ, nhưng chuyện ngoài ý muốn chính là ngươi lại có thể vận dụng rất thành thạo đối với Acer 005, vậy nên ta cũng có việc giao cho ngươi đi làm. Nói đến đây, hắn nhờ Lâm Tiểu Tiếu mang tới một máy tung độc rồi lấy ra một tấm hình, người này tên là Tô Hành Chỉ, ngươi đến số 13 phố Xuân Lôi ở khu thứ 9 để hắn, nói cho hắn biết có thể ra tay, đợi lát nữa ngươi sẽ dùng lối đi bí mật trong kho lạnh để rời đi, nhớ kỹ, nhất định phải nhanh. Nhưng mà, làm người không nghĩ tới chính là, Khánh Trần lại lắc đầu rồi nói, sư phụ, ta không đi. Vì sao? Lý Thúc Đồng cảm thấy rất bất ngờ với lý do này. Ngài muốn thông báo tin tức cho hắn là một chuyện rất đơn giản, không cần phải sắp xếp cho ta đi chuyến này, mặc dù ta không biết ngài có mục đích gì, nhưng ngài muốn ta đi tìm Tô Hành Chỉ, bởi vì muốn ta rời khỏi ngục giam số 18 mà thôi. Khánh Trần bình tĩnh nói, ngươi cảm thấy trong ngục giam số 18 sẽ có nguy hiểm đúng không? Lý Thúc Đồng cười hỏi. Tất cả tù nhân trong ngục giam này đều không dám nhìn thẳng vào ta, trong ngục giam lại có nhất bảo vệ, ngươi nghĩ sẽ có nguy hiểm gì sao? Ta không biết, dù sao ta cũng sẽ không đi. Khánh Trần ngồi im trên ghế, không nhúc nhích chút nào. Lý Thúc Đồng thở dài, Tiểu Trần, chúng ta quen biết nhau đã bao lâu rồi? Rất lâu rồi, Khánh Trần trả lời, ta đã từng nhớ lại tất cả những cảnh tượng từ khi quen biết ngài đến giờ, chúng dài như qua cả một thế kỷ. Lý Thúc Đồng cười nói, sau khi ngươi trở thành học trò của ta, ta đã dẫn ngươi đến rất nhiều nơi, ta dẫn ngươi đến cấm địa số 002, dẫn ngươi đến Thanh Sơn Tuyệt Bích, còn dẫn ngươi lên võ đài. Sư phụ phải cảm ơn ngươi rất nhiều, cùng ngươi đến những nơi đó, giống như ta đang trở về thời niên thiếu của mình. Nhìn ngươi, sư phụ nhớ lại mình đã từng có dũng khí như thế nào, nhưng sư phụ mang ngươi đến những nơi này, lại không phải nơi chính ngươi muốn đến. Ngươi có còn nhớ những gì ta đã từng nói không? Sau khi chim non nở được 2 tháng, Thanh Sơn chuẩn bố mẹ sẽ đẩy tất cả số chim cắt non xuống vách núi. Chỉ có những con chim non dám dương cánh bay mới có thể sống tiếp, mặc dù thời gian tươi đẹp luôn luôn rất ngắn, cũng luôn làm người ta cảm thấy lưu luyến, nhưng mà, bây giờ ngươi nên bắt đầu cuộc sống của chính mình. Khi đang nói chuyện, vị bán thần này lại ra tay đánh ngất Khánh Trần. Lý Thúc Đồng nhìn về phía Lâm Tiểu Tiếu, dùng đường đi bí mật đưa hắn ra ngoài, xe bay nhất điều khiển đã đợi sẵn ở nơi đó. Ông chủ, Lâm Tiểu Tiếu nhỏ giọng nói,
Ngài không có ý định nói cho hắn biết sự thật sao? Đánh ngất xỉu chỉ có thể làm hắn hôn mê trong nửa giờ, đến lúc hắn tỉnh lại nhất định sẽ muốn chạy về. Không sao, Lý Thúc Đồng cười cười, chỉ còn lại có 15 phút đồng hồ, hắn không kịp trở về. Mọi chuyện bên trong thành phố số 18 đã bắt đầu rồi. Trong một tòa nhà lớn ở một nơi nào đó dưới mặt đất không muốn ai biết, có một ngục giam bí mật. Nơi này vô cùng trống trải, không có bất kỳ đồ trang trí gì, chỉ có bê tông và vài cây cột chịu trọng tải. Bên trong không gian hình tròn rộng lớn chỉ có 35 phòng tù xây sát tường, 80 cảnh vệ dắt súng ngắn bên hông, đi đi lại lại tuần tra giữa 35 phòng giam. Có hơn 10 con chó robot nghiệp vụ lẳng lặng đứng trước hai cánh cửa vào một nam một bắc. Kỳ lạ là trên những khẩu súng của bọn họ đều có ống giảm thanh, hơn nữa cảnh vệ cũng mặc quần áo hàng ngày, không ai mặc đồng phục. Trong nhà tù yên tĩnh, giữa bãi đất trống bên ngoài lại có một người đàn ông trung niên đang ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Đột nhiên, tiếng điện thoại vang lên trong túi hắn. Người đàn ông trung niên mở mắt ra nhìn tin nhắn, cười nói, mọi người, đã sắp đến thời gian hẹn trước rồi, nhưng mà Lý Thúc Đồng cũng không dựa theo manh mối mà chúng ta cung cấp đi cứu các ngươi, còn chẳng nhìn thấy một bóng người nào ở đây cả. Trong 35 phòng giam đều yên lặng, không ai đáp lại hắn, có lẽ 8 năm nay vẫn luôn trầm mặc, mọi người mới không quen mở miệng nói chuyện. Người đàn ông trung niên kia đi đến một phòng tù, nhìn vào bên trong song sắt, chế giễu nói, đây chính là bạn bè trong miệng các ngươi sao? Trong phòng giam có một bóng người gầy trơ xương, tóc tai bù xù ngồi dựa vào tường, mái tóc rối tung và bộ râu khiến người ta không thấy rõ vẻ mặt hắn. Trình Khiếu, người đàn ông trung niên cười nói, ngươi có nghĩ rằng người bạn kề vai chiến đấu vì lý tưởng với ngươi năm đó, 8 năm sau sẽ từ bỏ ngươi không? Các ngươi cho hắn tin tức giả, hắn không đi cũng rất bình thường. Giọng nói khàn khàn của Trình Khiếu truyền đến, hắn đã không nói chuyện quá lâu rồi, cho nên giọng điệu có vẻ hơi cứng ngắc. Trên bức tường mờ tối của phòng tù có líp nha líp nhít những chữ cái bị Trình Khiếu dùng móng tay khắc ra, bởi vì chúng quá dày đặc nên căn bản không nhìn rõ là viết cái gì. Có thể nhìn ra một người đã dùng ý chí chống lại sự cô độc thế nào. Người đàn ông trung niên cười nói, không không không, dựa theo tính cách của hắn trước kia, dù chỉ có một manh mối giả, nhất định cũng phải đi xem một chút. Trình Khiếu, hắn cũng bị nhốt 8 năm, thời gian 8 năm này đủ để mài mòn sự sắc bén của một người, mài mòn tinh thần của một người. Trình Khiếu chật vật cười. Ngươi sai, ta sai ở đâu? Nếu tinh thần của hắn bị mài mòn, nếu hắn không quan tâm đến chúng ta, vậy hắn đã sớm rời khỏi ngục giam kia rồi. Trình Khiếu tỉnh táo nói, nếu không phải hắn quan tâm đến mạng sống của chúng ta, ngươi cho rằng ngục giam kia thật sự có thể nhốt hắn sao? Sắc mặt người đàn ông trung niên cứng lại, hắn biết Trình Khiếu nói thật. Người đàn ông trung niên lạnh lùng nói, hắn ở trong tù chỉ là để tự vệ, nếu hắn không giữ lời hứa, tự mình đi ra khỏi ngục giam, tập đoàn ắt có rất nhiều biện pháp giết chết hắn. Bây giờ là thời đại nào rồi, bán thần cũng không phải vô địch. Trình Khiếu chậm rãi đứng dậy, đi đến cửa sắt tù giam, nhìn người đàn ông trung niên cách song sắt, ngươi sợ hãi hắn, cho nên ngươi luôn luôn nhấn mạnh bán thần không phải vô địch. Người đàn ông trung niên nhìn đôi mắt sáng ngời của Trình Khiếu đang nhìn mình chằm chằm dưới mái tóc và bộ râu xồm xoàm. Người đàn ông trung niên cười lạnh nói, ta không có hứng thú thảo luận loại chuyện này với ngươi, ta chỉ biết là nếu đêm nay Lý Thúc Đồng không đi cứu các ngươi, vậy các ngươi sẽ không có giá trị, cho nên đều sẽ chết. Ngươi dám giết chúng ta? Trình Khiếu mỉm cười nói, Trần Thị đã chuẩn bị sẵn sẽ phải hứng chịu cơn giận của bán thần chưa? Trên đời này cũng không chỉ có mỗi Lý Thúc Đồng là cấp S. Người đàn ông trung niên lạnh lùng nói, hơn nữa chỉ cần vị kia của nhà họ Tần vẫn ở trong tay chúng ta, Lý Thúc Đồng sẽ không dám cá chết lưới rách. Bây giờ là 40 phút cuối cùng, nếu 40 phút sau Lý Thúc Đồng còn không xuất hiện ở chỗ chúng ta cung cấp manh mối, ta sẽ nghe lệnh bí mật giải quyết 35 người các ngươi. Cái chết không uy hiếp được chúng ta. Ngươi đã sớm biết chuyện này, Trình Khiếu bình tĩnh nói. Người đàn ông trung niên lạnh nhạt nói, mấy năm này ở chung xuống ta đã biết các ngươi kiên cường, bây giờ ta chỉ cảm thấy buồn thay các ngươi, người bạn mà mình luôn nhớ mong, vậy mà lại bỏ mặc mình như thế. Nếu là ta sẽ cực kỳ buồn bã. Trình Khiếu nở nụ cười, loại người như ngươi không xứng có bạn. Ngoài ra, bây giờ ta cực kỳ vui vẻ, vui vẻ. Người đàn ông trung niên cười lạnh, ngươi bị điên sao, tại sao lại thấy vui vẻ? Ta vui vẻ bởi vì Lý Thúc Đồng không đi cứu chúng ta. Hai tay Trình Khiếu nắm lấy song sắt, nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên. Điều này nói rõ cuối cùng hắn đã học được cách nhẫn tâm, học cách không nhân từ. Trong 8 năm nay ta vẫn luôn suy tư mình sai ở chỗ nào, cuối cùng ta đã hiểu ra, là trước kia chúng ta quá mềm yếu chỉ muốn giải quyết vấn đề trong hòa bình. Chúng ta tin tưởng lời hứa hẹn của chính khách, tin tưởng sự dối trá của quốc hội, cuối cùng mới rơi vào tình cảnh này. Bây giờ Lý Thúc Đồng không bị các ngươi đùa giỡn, không có lòng dạ đàn bà. Cuối cùng hắn đã trở thành một lãnh tụ thực thụ. Giọng nói của Trình Khiếu vang vọng trong ngục giam bí mật trống rỗng. Những tù nhân trong 34 phòng giam còn lại cũng chậm rãi đứng lên, đi đến trước song sắt,
yên lặng nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên. Sĩ quan này bị nhìn đến mức run rẩy trong lòng, bỗng nhiên nói với binh sĩ xung quanh, mở hết phòng tù ra cho ta, tập trung bọn họ đến giữa bãi đất trống, đến giờ lập tức chấp hành xử quyết. Đếm ngược, 5 giờ 15 phút, trên đường cái trong rừng rậm của thành phố số 18, đội ngũ du hành đang chậm rãi đi về phương Bắc, từ 7 giờ buổi sáng đến 6 giờ 45 phút tối, ngoại trừ giữa trưa nghỉ ngơi qua loa, thời gian còn lại tất cả bọn họ đều dùng để đi bộ. Tuyết lớn rơi từ trên trời cao xuống khiến cả thành phố trở nên trang nghiêm. Bông tuyết vừa rơi xuống đất đã hóa thành băng tan với nước bùn. Một học sinh cúi đầu nhìn lại, chẳng biết lúc nào giày của hắn đã thấm ướt, nước tuyết lạnh lẽo khiến đôi tất cũng lạnh thấu xương. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện những bạn học khác cũng như thế, ống quần của một số người còn ướt đẫm. Điều này khiến việc du hành càng thêm gian nan. Nhiệt độ trong không khí giảm xuống rất nhanh, mặt đất chậm rãi kết thành một lớp băng. Đến lúc này, bông tuyết rơi xuống đã chồng chất thành một vương quốc màu bạc. Đám người du hành cẩn thận dẫm lên tuyết động, thỉnh thoảng còn có người trượt chân ngã xuống đất. Lúc sáng sớm có trên 10.000 người du hành, đến lúc tuyết lớn đầy trời, số lượng đã bắt đầu chậm rãi giảm bớt. Trong đội ngũ du hành này, ít nhất có 1/3 số người chỉ muốn kiếm 3 bữa cơm mà thôi, bọn họ không muốn tiếp tục đi đến đích với các nữ sinh. Thế là những người muốn kiếm cơm rời đi đầu tiên. Bọn họ lặng lẽ ném biểu ngữ ở đầu phố, xé toang lớp giấy mặt trên, rời khỏi đội du hành. Trước khi rời đi, thậm chí bọn họ còn cướp sạch từng chiếc xe đẩy nhỏ chuyên chở đồ ăn, tình hình rất hỗn loạn. Về sau, một vài người du hành bị ảnh hưởng bởi sự nhiệt tình của các học sinh cũng bắt đầu không chịu được. Bôn ba trong thời gian dài và nhiệt độ thấp để cho người ta cảm thấy bị dày vò. Bọn họ tìm học sinh du hành khởi xướng, đắn đo nói, hôm nay thời tiết đúng là không tốt, ta cảm thấy có lẽ chúng ta nên chọn một ngày sáng sủa hơn, hay là hôm nay tạm dừng đi. Học sinh chần chờ một chút rồi nói, nhưng chúng ta đã đi đến đây rồi, sắp đến khu ba rồi, nhất định chúng ta phải để những nhân vật lớn ở đó nhìn xem chúng ta thật sự có thể đi đến đó. Những người du hành dao động lắc đầu nói, chúng ta thật sự không có cách nào đi tiếp được, quá lạnh, cả người đều đông lạnh hết rồi. Lần sau nhất định sẽ đi với các ngươi đến cuối cùng. Thế là, những người này cũng rời đi. Các học sinh du hành khởi xướng luống cuống đứng trong tuyết, bọn họ không biết nên cản những người này lại kiểu gì, cũng không biết ngăn cản bọn họ có ý nghĩa gì không. Cơn tuyết lớn làm mũi các học sinh bị lạnh đỏ bừng, bọn họ thấy đám người phía sau càng ngày càng ít, bọn họ cũng càng ngày càng cô độc. Trận tuyết đến đột nhiên này giống như một cuộc kiểm tra, bầu trời mênh mông trên kia cũng muốn xem các học sinh có kiên định hay không. Cuối cùng, một vài học sinh chủ động tham gia du hành cũng rời đi. Đội ngũ hơn 10.000 người chỉ còn lại vài trăm người, bọn họ cô đơn đi tiếp, cố chấp, quật cường hô hào khẩu hiệu cải cách giáo dục, gào đến khàn cả họng. Một nữ sinh quay đầu nhìn phố dài vắng lặng sau lưng, lúc quay người tiếp tục đi lên phía trước lúc liền không nhịn được bật khóc, nàng cảm thấy có chút tủi thân. Những người kia luôn miệng nói muốn cùng nhau khởi xướng giáo dục cải cách, sao lại rời đi như thế chứ? Nàng lặng lẽ lau nước mắt, sợ bị những bạn khác trông thấy. Lúc này, một thiếu nữ tóc bạc ở bên cạnh vươn tay lấy một cái khăn lụa trong cái túi nhỏ đeo nghiêng của mình ra đưa tới. Nữ sinh ngơ ngác ngẩng đầu, Trịnh Ức, thiếu nữ tóc bạc cười nói, đừng khóc, chúng ta không làm gì sai. Nữ sinh nghe được câu này thì sửng sốt. Trịnh Ức đang nghe truyện trên TV audio CV nói, ngươi xem, chúng ta đã đi theo kế hoạch lâu như vậy, đã sắp đến khu ba, đây chính là một sự thành công. Huy hoàng nghênh đón quần chúng dối trá, hoàng hôn chứng kiến tín đồ thực thụ, những người kia đi cũng tốt. Nữ sinh gật đầu, đúng, chúng ta sắp thành công. Ngươi đói không? Trịnh Ức hỏi, ta còn có đồ ăn. Nói rồi, bàn tay nhỏ đỏ bừng của nàng thò vào trong túi đeo nghiêng lấy một thanh protein. Nữ sinh nhỏ giọng nói, tạ ơn. Lúc này, đội ngũ bỗng nhiên ngừng lại. Khi bọn họ sắp đi dọc theo đường cái trong rừng rậm vào khu thứ ba, một nhóm đặc vụ của Ủy ban Quản lý Trị An ủy lái xe chặn ở phía trước đội ngũ du hành. Chúng ta là đặc vụ của Ủy ban Trị An khu thứ ba, cần kiểm tra giấy tờ xét duyệt của các ngươi. Bạn học nam đi đầu xanh mặt nhìn bọn họ, tất cả mọi người đều biết những người này đang cố ý làm khó dễ đội ngũ du hành. Nếu không phải đối phương liên tục kiểm tra dọc theo con đường này, đội ngũ du hành của bọn họ cũng không phải đứng trong trời tuyết chịu lạnh lâu như vậy. Nhưng mà nhất định bọn họ phải tiếp nhận kiểm tra. Bạn học nam vẫn luôn giữ giấy tờ xét duyệt trên người, hắn lấy tờ giấy còn ấm từ trong ngực ra đưa cho đối phương. Kết quả lần này đặc vụ của ủy ban lại không mở ra kiểm tra, mà đột nhiên chuyển về phía sau. Ngay sau đó, một đặc vụ nhận tờ giấy lái xe rời đi. Khoan đã, bạn học nam cực kỳ kinh ngạc, các ngươi muốn cầm giấy tờ đi đâu, giấy tờ gì? Ta không thấy được giấy tờ gì cả, đặc vụ bình tĩnh đáp lại, bây giờ ta nghi ngờ các ngươi du hành trái pháp luật. Ai là người khởi xướng các ngươi, đi chấp hành điều tra với chúng ta. Đương nhiên, nếu bây giờ các ngươi kịp thời rời đi, chúng ta có thể không truy cứu. Lúc đội ngũ du hành thật sự sắp đi vào khu 3,
đối phương bắt đầu sử dụng cách làm hèn hạ nhất, các học sinh giận dữ lao về phía trước, muốn đánh nhau với đám đặc vụ ủy ban này. Kết quả, mười mấy đặc vụ ủy ban lại dùng gậy cảnh sát đánh đập bọn họ, trong hỗn loạn, các học sinh lùi lại ngã xuống tuyết bùn, cực kỳ chật vật, lần này, không chỉ là giày ướt, ngay cả quần áo cũng ướt. Một đặc vụ lạnh lùng nói, đừng có mà không biết điều, nếu còn không giải tán thật sẽ bắt hết các ngươi lại, để cha mẹ các ngươi đến chuột người. Đến lúc đó, ta còn muốn hỏi bọn họ dạy dỗ con cái như thế nào đấy. Thời gian dần trôi qua, đã có người đi đến, hờ hững nhìn một màn này. Một ông cụ ở bên cạnh khuyên nhủ, đám thanh niên các cậu nhanh chóng giải tán đi, bọn họ sẽ không cho các ngươi tiến vào khu ba đâu. Còn có một bà cô tốt bụng thầm nghĩ, cầm cự trong trời tuyết này sẽ bị lạnh. Cha mẹ các ngươi vất vả nuôi các ngươi lớn như thế, lúc các ngươi làm chuyện này có nghĩ về bọn họ không? Không thể lật đổ tập đoàn ở liên bang đâu, các ngươi không nên khiến cha mẹ mình bị ảnh hưởng đến mất việc. Lúc này, có học sinh chợt phát hiện trong đám người đang ồn ào còn có những người du hành rời đi trước, một người trong đó nói, thật ra không nên khởi xướng loại du hành này, cải cách giáo dục thì làm được cái gì, đi học có thể kiếm cơm ăn không? Hơn nữa lúc khởi xướng còn không xem dự báo thời tiết, cứ nhất định phải chọn ngày tuyết lớn để du hành. Sau khi những người này rời đi, chỉ có cách chứng minh lần du hành này là sai lầm, mới có thể khiến việc bọn họ rời đi là chính xác. Trong trời tuyết, lời nói bên đường như từng lưỡi dao cản đường, như có rất nhiều người trưởng thành đã từng nói với bọn họ, các ngươi không thể thành công đâu. Mấy trăm học sinh đứng tại chỗ không thể tiến lên, nhưng cũng không cam tâm lui lại. Có học sinh bắt đầu thấp giọng khóc nức nở, bọn họ cũng không biết có chuyện gì, rõ ràng mọi người chỉ làm chuyện đúng đắn với lòng nhiệt huyết, vì sao tất cả mọi người đều không hiểu. Bọn họ mờ mịt nhìn xung quanh, nhìn những người đứng xem, còn có đặc vụ ủy ban trị an phía trước. Tuyết bỗng nhiên lớn hơn, cơn gió mạnh lao ra từ trong rừng sắt thép, phát ra tiếng rít. Nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên có một tiếng hát yếu ớt vang lên bên trong đám học sinh, truyền ra trong tuyết và dao. Dường như vì thời tiết rét lạnh nên tiếng hát kia còn có chút run rẩy, non nớt nhưng lại rực cháy. Tất cả mọi người nhìn sang, không ngờ lại thấy thiếu nữ tóc bạc Trịnh Ức yếu ớt đứng trong tuyết, nhẹ nhàng ca hát, đứng dậy. Nô lệ đói khổ lạnh lẽo, đứng dậy, người chịu khổ toàn thế giới, nhiệt huyết tràn đầy đã sôi trào, phải đấu tranh vì chân lý, ngay từ đầu, chỉ có một người hát, rất nhanh, những học sinh khác cũng bắt đầu hát theo, trong cơn gió lạnh này, tiếng hát không còn yếu ớt như trước nữa, bắt đầu có sức mạnh, không biết là ai đã mang bài quốc tế ca từ thế giới bên ngoài vào thế giới bên trong, còn đơn giản hóa câu hát, khiến nó càng thêm dễ nhớ, các học sinh đã vụng trộm học xong bài hát này trước khi du hành. Nhưng lúc trước bọn họ không dám hát, bởi vì lời lẽ quá sắc bén quá sục sôi. Thế nhưng vào lúc này, khi ủy ban trị an của tập đoàn xé lớp da mặt cuối cùng xuống, các học sinh lại cảm thấy không cần phải lo lắng gì nữa. Các học sinh mặc cho bông tuyết bao trùm đỉnh đầu và bả vai, bọn họ không muốn rời đi, chỉ cố chấp ca hát. Vốn dĩ cổ họng đã khàn đi vì hô khẩu hiệu, lại tiếp tục tiêu hao vì tiếng ca. Học sinh nam đứng đầu thẳng thắn nhìn những đặc vụ ủy ban quản lý trị an phía trước, chưa từng, cũng không có chúa cứu thế gì cả. Cũng không cần dựa vào thần tiên hoàng đế, muốn sáng lập hạnh phúc cho loài người, đều nhờ vào chính chúng ta. Hát xong, đôi mắt của học sinh nam đỏ ửng, nước mắt trượt xuống từ khóe mắt, cũng không phải vì cảm thấy uất ức đau khổ nên mới khóc, mà ở trong dàn hợp xướng mấy trăm người này, tâm trạng kích động một cách khó hiểu. Bọn họ hát quốc tế ca nhiều lần, không muốn rời đi. Điều khiến người ta không tưởng tượng nổi đã xảy ra, vậy mà trong đám người đứng xem bên ngoài lại có người vụng về hát theo. Ngay từ đầu chỉ có một hai người cùng hát. Thời gian dần trôi qua, đã biến thành 100-200 người cùng hát, số lượng người trong đội ngũ du hành vốn dĩ đã hơi ít ỏi lại bắt đầu chậm rãi tăng lên, không biết tại sao những người đứng xem cũng gia nhập vào, tiếng hát cũng càng thêm dữ dội, nhưng vào lúc này, một người đàn ông mặc áo khoác màu đen ung dung dẫm lên nền tuyết động đi tới, trong tay còn cầm một tờ giấy vẫn còn ấm, Hằng xã, Lý Đông Trạch, rất nhiều người nhận ra người đàn ông này, ngay sau đó, bọn họ thấy Lý Đông Trạch đi đến trước mặt đặc vụ ủy ban trị an, nhét giấy tờ trong tay vào tay đối phương, không ngờ lại là xét duyệt du hành hợp pháp lúc trước bị đặc vụ cầm đi. Lý Đông Trạch nói khẽ với đặc vụ, nhớ kỹ lần sau đừng dùng cách bẩn thỉu này đối phó với trẻ con. Một giây sau, một chiếc xe tải thùng kính đi ra từ góc đường, hai thành viên Hằng xã mặc đồ tây đen nhảy xuống khỏi xe, bọn họ kéo một cái thùng sắt, trong đó là từng miếng vải đỏ. Ngay sau đó, không biết từ nơi nào lại có mấy mười thành viên Hằng xã vọt ra, bọn họ lấy vải đỏ từ trong thùng hàng ra phát cho các học sinh. Vừa phát vừa nói, thời tiết quá lạnh, quấn thứ này quanh cổ làm khăn quàng, ít nhất sẽ không có gió luồn vào trong cổ nữa. Có cả đồ ăn cũng sắp được chuyển đến rồi, không cần nóng vội. Các học sinh kinh ngạc nhìn thành viên Hằng xã trước mặt, trên người đối phương có một hình xăm dài đến cổ, thậm chí lên cả mặt. Loại người này phân phát khăn quàng cổ đỏ,
còn nói để giữ ấm, lời nói thân thiết làm người ta cảm thấy quỷ dị. Bọn họ phát hiện, những khăn quàng cổ và tống quần này hình như là do một chiếc quần thu đông màu đỏ bị cắt thành hai nửa, sau đó liền biến thành khăn quàng cổ. Một thành viên hàng xã thấy sắc mặt khác thường của học sinh, liền gãi đầu, ông chủ nói cần khăn quàng cổ màu đỏ, bảo như thế mới đẹp, nhưng rất khó tìm khăn quàng cổ màu đỏ, chỉ có thể tạm thời. Một học sinh nhận lấy khăn quàng cổ, cảm ơn, thành viên hàng xã xăm đầy cổ nhếch miệng cười, mẹ nó ngươi khách khí với ta. Khụ khụ, không cần cảm ơn, Lý Đông Trạch nhìn các học sinh, tiếp tục đi đi, hôm nay sẽ không có ai dám cản các ngươi. Sớm muộn gì cũng có một ngày, các ngươi sẽ không còn chật vật như vậy nữa, ta rất chờ mong. Đội ngũ du hành xuất phát lần nữa, âm thanh hợp xướng vang tận trời kia vẫn không ngừng, mà còn lớn mạnh hơn, đêm xuống, không còn rét lạnh nữa. Trong ngục giam bí mật, người đàn ông trung niên bỗng nhiên cảm thấy bồn chồn. Chỉ còn một lúc nữa là phải cẩn thận hành hình bí mật, thế nhưng tình báo 5 phút một lần trong kế hoạch lại không đến nữa. Người đàn ông trung niên đi đi lại lại trên bãi đất trống, thỉnh thoảng hắn còn quay đầu nhìn về phía Trình Khiếu đang lẳng lặng đứng, đối phương bẩn thỉu, tay chân bị đeo xiềng xích, nhưng lúc đứng thẳng lại có một sự kiêu ngạo không tả được. Vào lúc này, tất cả mọi người đều nghe được những tiếng hát mơ hồ ở trên đỉnh đầu, âm thanh hợp xướng kia đã hơi yếu đi sau một lớp tường dày, nhưng cho dù vậy, lúc nào cũng có vẻ sục sôi, cao vút nhiệt tình. Người đàn ông trung niên bỗng nhiên ngẩng đầu, kỳ lạ, tiếng hát gì mà lại có thể truyền đến đây được. Hắn biết rõ trên đầu bọn họ chính là đường rừng rậm, ở biên giới khu thứ 3 và khu thứ 5. Ai có thể ngờ được lại có một ngục giam bí mật nằm dưới mặt đất của nơi phồn hoa này chứ. Cũng bởi vì ngục giam bí mật ở vị trí đặc biệt, mới khiến Lý Thúc Đồng tìm 8 năm vẫn không ra. Lúc này, đám người Trình Khiếu lẳng lặng lắng nghe, cũng chậm rãi ngâm nga, chưa bao giờ, cũng không có chúa cứu thế gì, cũng không cần thần tiên hoàng đế. Trình Khiếu cảm thán, bài hát hay quá. Người đàn ông trung niên lạnh lùng nhìn hắn, đã đến lúc nào rồi mà còn có tâm trạng nghe hát, nghe được một bài hát hay trước khi chết, cũng không có gì phải tiếc nuối. Trình Khiếu vừa cười vừa nói. Nói xong, Trình Khiếu lại hát tiếp, hắn chỉ cảm thấy tiếng hát trên đỉnh đầu càng ngày càng vang dội, câu hát vừa nãy còn không rõ lắm, bây giờ đã nghe thấy rồi. 35 tù nhân cũng từ từ hát theo, người đàn ông trung niên xông đến trước mặt Trình Khiếu, đưa tay tát một cái lên mặt đối phương. Tiếng vang lanh lảnh kia rất chói tai, nhưng mà Trình Khiếu vẫn mỉm cười ca hát, đôi mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông trung niên. Một giây sau, người đàn ông trung niên gằn giọng nói, chấp hành xử quyết luôn đi. Một binh lính nói, trưởng quan, còn chưa tới giờ, mặc kệ, đây vốn dĩ là chuyện trong kế hoạch, người đàn ông trung niên nói. Thế nhưng cho dù sắp bị xử quyết, mấy người Trình Khiếu cũng không ngừng hát. Tất cả binh sĩ mở khóa an toàn của súng tự động, kéo tay cầm lên đạn. Lại nghe Trình Khiếu tiếc hận nói, đáng tiếc, còn có mấy câu hát nữa chưa nghe rõ. Nhưng vào đúng lúc này, mấy binh sĩ bỗng nhiên kinh ngạc kêu lên, không biết tại sao mà súng ống trong tay bọn họ lại đột nhiên rời khỏi tay, dính chặt vào trần nhà bê tông trên đỉnh đầu. Ngoài hành lang của ngục giam bí mật vang lên những tiếng kêu thảm thiết, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, thấy một đội tác chiến biên chế 12 người đang xông đến. Những binh lính đó đều cầm dao găm gốm màu đen trong tay, mặc đồng phục tác chiến của đặc chủng liên bang, bọn họ chiến đấu nhanh như ma quỷ, ai nấy đều có thể lấy một địch nhiều. Trên người hai bên đều không có súng ống, trong ngục giam bí mật có khoảng 80 cảnh vệ, nhưng lại không có năng lực chống cự cơ bản nhất trước mặt 12 người này. Tên quân đội trên người 12 tên lính đã bị xé đi, không ai biết bọn họ thuộc đơn vị nào, cũng không ai biết đây là cỗ máy chiến tranh do ai bồi dưỡng. Người đàn ông trung niên chỉ biết là hắn không chỉ phải đối mặt với những chiến sĩ đặc chủng này, mà còn có một siêu phàm giả có thể khống chế kim loại. Một siêu phàm giả, cộng thêm 12 chiến sĩ gen, đây gần như là số lượng của bộ đội đặc chủng trong tập đoàn quân liên bang. Là ai muốn cướp ngục? Tiếng giày lộp cộp truyền đến, một thanh niên mỉm cười đi tới ngục giam bí mật, hắn không coi ai ra gì mà đi qua chiến trường, đi đến trước mặt người đàn ông trung niên. Những khẩu súng kia không còn bị hút lên trần nhà nữa, mà chậm rãi lơ lửng trên không trung, nhẹ nhàng rơi xuống. 80 khẩu súng ngắn đều bay tới bên cạnh người trẻ tuổi, họng súng đen ngòm thi nhau chỉ vào người đàn ông trung niên đối diện. Ta thấy hơi lạ, người trẻ tuổi vui vẻ cười nói, ta còn tưởng rằng ở đây sẽ có lực lượng phòng ngự rất mạnh chứ, kết quả chỉ là một đám gà đất chó sành, còn chẳng có ai mặc quân phục, chỉ xứng được trang bị súng lục giảm thanh, các ngươi quá không coi trọng những tù nhân này rồi. Sắc mặt người đàn ông trung niên như màu đất, nói, ngục giam bí mật này thắng ở chỗ vị trí kín đáo của nó, nếu thật sự bị Lý Thúc Đồng tìm được, cho dù có vũ trang đầy đủ cũng không ngăn được bán thần. Ở bên ngoài chúng ta chỉ là nhân viên của một công ty nhỏ dưới mặt đất mà thôi. Ngươi nói cũng có lý, dù sao đối mặt với Lý Thúc Đồng cần phải chú trọng ẩn nấp, mà không phải lực lượng phòng ngự, đã học được. Người trẻ tuổi cười, người đàn ông trung niên run rẩy nói,
Ngươi có biết cướp ngục giam bí mật là sẽ bị đưa lên tòa án quân sự không? Chỉ là ra tòa án quân sự thôi sao? Người trẻ tuổi hơi kinh ngạc, ta còn tưởng rằng sẽ bí mật xử quyết chứ. Người đàn ông trung niên mở to hai mắt ra, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng, hắn run rẩy nói, ngươi thuộc quân đội nào, ta cũng chỉ nghe lệnh làm việc. Người trẻ tuổi cười nói, người chết biết ta thuộc quân đội nào cũng không có ý nghĩa. Vừa dứt lời, những khẩu súng ống lơ lửng bên cạnh người trẻ tuổi, giống như có 80 bàn tay vô hình điều khiển trong không khí, đồng thời bóp cò súng. Trong chốc lát, họng súng được lắp ống giảm thanh đã bắn ra khỏi khẩu súng, đánh người đàn ông trung niên kia thành cái sàn. Đám người Trình Khiếu yên lặng nhìn một màn này, mấy năm trước bọn họ đã nghe nói có người có thể khống chế cây kim loại bắn ra với tốc độ của viên đạn, chuyện này đã đủ kinh khủng rồi. Nhưng mà so với việc điều khiển cây kim loại bắn ra với tốc độ của viên đạn, hiển nhiên người trẻ tuổi này lấy sức một mình bắn ra bảo kim loại lại mạnh mẽ, hữu hiệu hơn nhiều. Người trẻ tuổi quay đầu nghiêm túc nói với đám người Trình Khiếu, mọi người chuẩn bị xong chưa, nhưng lúc trên mặt đất còn hỗn loạn, chúng ta phải mau chóng rời đi, là Lý Thúc Đồng phái ngươi tới sao? Trình Khiếu chần chờ hỏi. Người trẻ tuổi nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng bóng của mình, mặc dù ta vì Lý tiên sinh mới đến cứu các ngươi, nhưng hắn không chỉ huy được ta, chúng ta không thuộc kỵ sĩ và hàng xã, hơn nữa tên tuổi của quân đội cũng phải bảo mật, xin lỗi ta không thể trả lời được. Thời gian đếm ngược 4 giờ 50 phút, trong ngục giam số 18, Lý Thúc Đồng liếc nhìn thời gian, bên phía thành phố số 18 đã thành công, nghĩ đến các đồng đội cũ của mình được cứu thoát sau 8 năm, hắn có cảm giác 8 năm này mình không uổng công chờ đợi. Như Trình Khiếu nói, nếu như không phải vì tính mạng của những người bạn đó thì hắn không cần phải ở trong này, nhưng từ trước tới giờ Lý Thúc Đồng sẽ không vì thế mà cảm thấy hối hận. Khi còn trẻ, hắn có thể vì một lý tưởng nào đó mà sẵn sàng oanh liệt đi chết cùng với các bạn của mình, nhưng mà sau khi trưởng thành, hắn cũng không sẵn sàng vì một lý tưởng nào đó mà phải sống trong nhục nhã. Ông chủ, ta cảm thấy hơi tò mò. Lâm Tiểu Tiếu nghi ngờ nói, ngài nói bên trong thành phố số 18 có người đi cứu viện bọn Trình Khiếu, thế nhưng ngài không hề sử dụng người đưa tin của kỵ sĩ, cũng không động đến lực lượng của hàng xã, vậy rốt cuộc là ai đi cứu, chẳng lẽ là ngài lại huấn luyện những thuộc hạ khác sao? Sao ta không biết, lần này, không chỉ có Khánh Trần không biết kế hoạch chi tiết của Lý Thúc Đồng, mà ngay cả Lâm Tiểu Tiếu, Diệp Vãn cũng không biết, bọn họ chỉ biết là, sau khi ông chủ nhà mình mang Khánh Trần quay lại thành phố số 18, Khánh Trần phải đi học, nhưng ông chủ lại tự mình đi sắp xếp rất nhiều chuyện, Khánh Trần nghĩ Lý Thúc Đồng đang nhàn nhã mua nhà, mua xe, nhưng trên thực tế Lý Thúc Đồng luôn phải bận rộn làm những chuyện khác, mấy ngày mấy đêm cũng không được ngủ, cũng may hắn có bán thần chi khu, nếu không thì đã không thể gắng gượng được lâu như thế. Lúc này, Diệp Vãn cũng hiếm khi tò mò hỏi, ông chủ, nếu như chỉ là hợp tác mà thôi, ta không thể đoán được ai sẽ sẵn sàng đắc tội Trần Thị và Khánh Thị lúc này, mặc dù Trần Thị đang trong giữ ngục giam bí mật kia, nhưng nếu như cần chuyển hay xử quyết tù nhân, thì đều cần đến sự đồng ý của Khánh Thị. Đây chính là điều khoản được hai nhà lập ra vì muốn khống chế Lý Thúc Đồng, cho nên, cướp ngục đồng nghĩa với đắc tội hai nhà Trần Thị và Khánh Thị. Lý Thúc Đồng suy nghĩ một chút rồi nói, giữ bí mật, không phải Lý Thúc Đồng không tin Lâm Tiểu Tiếu, Diệp Vãn, Khánh Trần, mà là chuyện này rất quan trọng, nó liên lụy đến quá nhiều người, nếu người nào đó làm lộ bí mật này sẽ làm mọi chuyện đi theo một hướng khó mà tưởng tượng được. Lúc này, ba người Lý Thúc Đồng vẫn đang ngồi trong phòng ăn. Tất cả các cánh cổng hợp kim của cả tòa ngục giam số 18 đều bị đóng lại, chỉ còn lại lối đi ở trong kho lạnh phía sau bọn họ là còn có thể đi ra ngoài. Trước khi giây phút cuối cùng đến, Lý Thúc Đồng nhất định phải đảm bảo không ai trong số những kẻ đáng chết trong ngục giam lúc này có thể trốn thoát. Những tù nhân kia không dám mạo hiểm bị bắn thành cái sàn để xông ra khỏi cánh cổng, nhưng cũng không dám động đến Lý Thúc Đồng. Thế là hơn 3.700 người như những con ruồi không đầu, loanh quanh trong tù để tìm kiếm lối thoát. Nếu như không trốn thoát được, thì ít nhất cũng phải tìm thấy thiết bị chặn sóng trong ngục giam để truyền tin cầu cứu ra bên ngoài cũng được. Có người nói, Lý Thúc Đồng từng lặng lẽ rời khỏi ngục giam, ngay cả tập đoàn cũng không thể biết được tung tích của vị bán thần này, cho nên nơi này nhất định có một lối đi bí mật. Chỉ cần tìm được lối đi đó thì mọi người đều có thể rời khỏi. Nhưng bây giờ ngục giam số 18 lại như một cái hộp sắt khổng lồ, không ai tìm được cái gọi là lối đi bí mật kia. Nhưng mà lúc này, Lý Thúc Đồng bỗng nhiên nhíu mày nhìn về phía sau lưng, có tiếng bước chân truyền đến từ trong phòng bếp, nhưng trước khi đối phương sắp bước ra khỏi phòng bếp lại ngừng lại, có vẻ là đang lo lắng bị đám tù nhân bên ngoài nhìn thấy. Chú ơi, có thể đi đến phòng ăn tâm sự không, ta có việc muốn nhờ. Lý Thúc Đồng đã hiểu, đây là giọng nói của Ương Ương. Hắn nhíu nhíu mày đứng dậy rồi đi vào phòng ăn, Lâm Tiểu Tiếu và Diệp Vãn cũng theo sát phía sau. Có một cô gái tóc dài mặc áo hoodie và đội mũ trùm đang đứng trong phòng bếp, sau đó nàng nhẹ nhàng lên tiếng chào Lý Thúc Đồng, chào chú.
Hai người Lâm Tiểu Tiếu và Diệp Vãn kinh ngạc nhìn mọi chuyện xảy ra, từ khi nào ông chủ nhà mình lại có thêm một đứa cháu gái. Hơn nữa còn xưng hô thân thiết như vậy, Ương Ương cũng tới sao? Lý Thúc Đồng sờ sờ gò má, hắn tự nhủ trong lòng, mình đã đưa vật cấm kỵ Acer 005 cho Khánh Trần, hơn nữa hắn cũng đã trở về hình dạng ban đầu nhưng vẫn bị đối phương nhận ra. Quả nhiên cho tới bây giờ, người sở hữu năng lực từ trường đều là những người được trời chọn. Lâm Tiểu Tiếu tò mò hỏi, ngươi đi vào đây bằng cách nào? Tại sao lại biết vị trí cửa vào của lối đi bí mật? À, Ương Ương chỉ ra sau lưng rồi nói, khi ta đang bay ở bên ngoài thì phát hiện dưới mặt đất có một chỗ từ trường kỳ lạ dao động, sau đó ta đã đi theo từ trường rồi tìm được cửa vào, sau khi đi vào trong lối đi, ta mới phát hiện ở đó có treo rất nhiều đèn treo. Diệp Vãn và Lâm Tiểu Tiếu nhìn nhau, tự nhủ trong lòng, giác tỉnh giả có khả năng điều khiển từ trường thật sự giống như đang bật hack, bọn họ có thể nhìn thẳng vào bản chất của sự vật mà không cần quan tâm đến vẻ bề ngoài. Khó trách mấy trăm năm mới có một siêu phàm giả như vậy được sinh ra, nếu thế giới này mà có nhiều siêu phàm giả như vậy thì không biết nó sẽ thành cái gì nữa. Vậy ngươi vào đây để làm gì? Lý Thúc Đồng nhìn Ương Ương cười nói, nơi này có rất nhiều người muốn ra ngoài cũng không ra được đâu. Chú, ta muốn dẫn Quách Hổ Thiền đi, xin chú tha cho hắn một mạng, Ương Ương nhẹ nhàng nói. Cô bé thật to gan, Lý Thúc Đồng tò mò, ngươi có biết không, nếu như không phải ta biết ngươi không tiết lộ bí mật của Khánh Trần thì có lẽ hôm nay ngươi sẽ chết cùng với Quách Hổ Thiền. Ta biết, cho nên ta mới không để lộ bí mật, Ương Ương đứng đối diện Lý Thúc Đồng, tiếp tục nhẹ nhàng nói, đương nhiên không hoàn toàn là vì lý do này. Lý Thúc Đồng nhìn nàng, Quách Hổ Thiền vừa đến đây đã dám ra tay với ta, hắn còn luôn miệng nói muốn cướp vật cấm kỵ, nếu như ngươi muốn ta tha cho hắn một mạng, vậy ngươi phải cho ta một lý do thích hợp. Mục tiêu của Ác Bích cũng giống với mục tiêu của ngài, đều là vì thay đổi thế giới này. Ương Ương nói, đây cũng coi là một lý do, nhưng vẫn chưa đủ, muốn thay đổi thế giới cũng không nhất thiết cần Quách Hổ Thiền. Lý Thúc Đồng lắc đầu, nếu ta có một chỗ đứng vững chắc trong Ác Bích, trong tương lai ta sẽ có thể giúp Khánh Trần làm không ít chuyện. Ương Ương lại nói lần nữa, ngươi đang ở trong Ác Bích mà lại muốn giúp Khánh Trần sao? Lý Thúc Đồng cười tủm tỉm hỏi, ngài cũng biết ta là người du hành thời gian, cho nên đối với ta mà nói, thay vì trung thành cho Ác Bích, ta nên gửi gắm hy vọng Khánh Trần sẽ tạo ra một tổ chức thuộc về người du hành thời gian thì hơn, ta nghĩ việc này còn đáng tin cậy hơn nhiều. Ương Ương trả lời, đây chẳng phải là hy vọng của ngài sao? Ta hứa với ngài, nếu có một ngày hắn quyết tâm thành lập thế lực của mình, ta sẽ gia nhập. Vì sao chính ngươi không tạo ra một tổ chức của người du hành thời gian? Lý Thúc Đồng hỏi. Ương Ương lắc đầu, ta không thông minh như Khánh Trần. Rất tốt, ta sẽ cho Quách Hổ Thiền một con đường sống, ngươi đi đi. Lý Thúc Đồng phất phất tay, nhớ kỹ lời hứa của ngươi. Ương Ương nhỏ giọng nói, ngài đối với hắn thật tốt. Lý Thúc Đồng chân thành nói, hắn đáng giá, hẹn gặp lại, mong lần sau ta có cơ hội ăn cơm do chú nấu. Ta đi trước đây, tạm thời ta chưa muốn Ác Bích biết thân phận người du hành thời gian của mình. Đi đi. Ương Ương đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, nàng đã cảm thấy nơi này sắp xảy ra chuyện gì đó, cho nên nàng không muốn chờ đợi thêm nữa. Tiểu Tiếu, đi gọi Quách Hổ Thiền tới đây. Lý Thúc Đồng nói. Lâm Tiểu Tiếu dẫn người đàn ông trọc đầu tới, Quách Hổ Thiền bối rồi hỏi, gọi ta đến đây làm gì? Có người xin tha cho ngươi, cho nên ta quyết định cho ngươi một con đường sống. Lý Thúc Đồng bình tĩnh nói, ngươi có thể đi, lối đi trong phòng bếp đã mở ra. Quách Hổ Thiền bối rối, tại sao? Cút, được rồi. Quách Hổ Thiền quay người đi vào phòng bếp. Trong ngục giam số 18, bọn người Trần Vũ trơ mắt nhìn Quách Hổ Thiền đi vào phòng bếp, mọi người đều hiểu được, lối đi bí mật nằm ở đó, ngay sau lưng Lý Thúc Đồng. Trần Vũ gằn giọng nói với đám người, đêm nay Lý Thúc Đồng không muốn tha cho bất cứ kẻ nào trong chúng ta, nếu không muốn chết thì cùng nhau tiến lên. Chỉ là, đám tù nhân đều không phải bọn ngốc, bọn họ quay sang nhìn nhau rồi cùng nghĩ đến một câu nói, một đám ô hợp muốn xông lên đánh với Lý Thúc Đồng, chuyện này chẳng khác gì đi chịu chết. Trong ngục giam u ám, Lý Thúc Đồng liếc nhìn chiếc đồng hồ ba chiều trên tường, đến thời gian rồi, ông chủ, rốt cuộc ngài đang chờ cái gì? Lâm Tiểu Tiếu hỏi. Lý Thúc Đồng suy nghĩ một lúc rồi nói đùa, chờ một vì sao trên trời. Giờ phút này, không ít người đã phát hiện, phi thuyền quyền trượng hào nổi tiếng thuộc quân đoàn thứ nhất của quân đội liên bang đã đến rồi lơ lửng trên không trung phía trên, ngục giam số 18. Ngục giam số 18 giống như một pháo đài nằm ở ngoại ô thành phố, ban ngày, nhìn từ bên ngoài, nó màu xám đen nối liền thành một khối nhìn vô cùng nghiêm túc lại trang nghiêm. Nhưng vào lúc này, quyền trượng hào khổng lồ đã chậm rãi lơ lửng trên đỉnh đầu nó, giống như một pháo đài màu đen không trung. Hai pháo đài ở trên trời và ở dưới mặt đất như đang kết nối với nhau lấy, đột nhiên đều tiến vào trạng thái im lặng. Trong ngày thường từ trước đến nay, trên bầu trời đều là lãnh địa của chim săn mồi. Một khi có một chiếc máy bay cỡ nhỏ bay ngang qua, một số chim săn mồi hoang dã sẽ tấn công chiếc máy bay.
Ví dụ như Thanh Sơn chuẩn trong cấm địa số 002, nó coi toàn bộ không trung phía trên cấm địa số 002 là phạm vi lãnh thổ của mình, ngoại trừ phi thuyền cấp giáp ra thì có rất ít thiết bị bay nào có thể đến gần nơi đó. Vậy mà lúc này, những loại chim săn mồi bên cạnh ngục giam số 18 đang bị pháo đài xâm lấn lãnh địa trên không trung, nhưng bọn chúng lại không bay đến tấn công như trước mà nhao nhao bay ra khỏi nơi này. Cách mặt đất 3.492m, neo số 1 đã được kích hoạt, neo số 2 đã được kích hoạt, công suất động cơ tua bin phản lực giảm xuống 37%, nhiệt độ lò phản ứng vẫn bình thường. Quét hình địa hình để tạo ra bản đồ ảo, có một mục tiêu khả nghi được tìm thấy trên mặt đất, tiến hành nhận dạng thân phận. Trong trung tâm chỉ huy của sư đoàn 112, sĩ quan trung niên Khánh Vãn lẳng lặng nhìn bản đồ ảo. Trong bản đồ ảo kia, quyền trượng hào đang bay cao ở trên bầu trời, những bông tuyết đang lẳng lặng rơi xuống từ trên bầu trời. Bên trên pháo đài màu đen trên không trung bị bao phủ một lớp tuyết màu trắng, giống như là một thành trì lộng lẫy trên không trung. Dưới đất là ngục giam số 18, từ trên bầu trời nhìn xuống dưới, ngục giam giống như một khối rubik, bên trên đang phản xạ ra ánh kim loại. Ngay ở phía bắc tòa ngục giam này, đang có hơn 100 người đang đi trên vùng hoang dã, bọn họ bước từng bước chân dẫm trong tuyết. Những người này đều mặc áo choàng màu đen, tất cả đều đội mũ trùm kín đầu nhìn không rõ khuôn mặt, bên ngực phải mỗi chiếc áo choàng đều theo một biểu tượng ngọn lửa màu trắng. Hơn 100 người đang kiên định đi trong đống tuyết, giống như một đoàn tu sĩ khổ hạnh bước ra từ vùng núi tuyết phủ ở phía tây nam. Cuồng phong làm áo choàng của bọn họ kêu lên phần phật, nhưng lại không thể nào làm lung lay thân hình của bọn họ. Là người của tòa án cấm kỵ, Khánh Vãn nói, dùng camera phóng to bọn họ lên để xem ai là người dẫn đội. Ngay khi quyền trượng hào bắt đầu tiến hành nhận dạng, một người phụ nữ trẻ tuổi đứng đầu đội ngũ đang bình tĩnh ngẩng đầu lên, nàng nhìn về phía pháo đài cách nàng mấy nghìn mét trên không trung. Trong chốc lát, máy ảnh động của pháo đài trên bầu trời đã nhanh chóng chụp được nét mặt của người phụ nữ đó. Sau một lúc, binh sĩ của Khánh Thị ở trong pháo đài trên không trung đang nhìn qua màn hình lớn, bỗng nhiên hắn có cảm giác như mình đã bị nhìn thấu, ánh mắt kia sắc bén đến nỗi có thể nhìn thấu lòng người, giống như một con dao đang đâm vào tim hắn, ánh mắt lạnh lùng kia không hề có bất kỳ cảm xúc gì, hóa ra là Tam Nguyệt. Khánh Vãn bình tĩnh nói, xem ra động tĩnh trong ngục giam số 18 quá lớn, đến nỗi khiến đích thân Tam Nguyệt phải đến, trưởng quan, có cần nhắm vào bọn họ hay không? Để tránh bọn họ can thiệp làm hỏng kế hoạch của chúng ta, tham mưu tác chiến hỏi, không cần, Khánh Vãn lắc đầu, bọn họ sẽ không can thiệp vào việc này, mà có muốn cũng không can thiệp được. Hơn nữa, sau này chúng ta còn cần bọn họ đi dọn dẹp ngục giam số 18, chuyện chuyên nghiệp như vậy thì phải giao cho người chuyên nghiệp đi làm mới tốt. Khánh Vãn rất rõ ràng, mục tiêu tòa án cấm kỵ chỉ có siêu phàm giả sắp tử vong, vật cấm kỵ và cấm địa, những người này bỗng nhiên tới đây, có lẽ bởi vì bọn họ đoán ngục giam số 18 sẽ xuất hiện một số lớn siêu phàm giả tử vong. Nếu như để máu thịt của siêu phàm giả ở trên mảnh đất này, thì mấy chục năm sau, có lẽ thành phố số 18 sẽ biến thành một tòa cấm địa khổng lồ thứ ba trong toàn liên bang. Chỉ riêng sau khi một vị bán thần như Lý Thúc Đồng chết sẽ tạo thành một vùng cấm địa rất kinh khủng rồi. Trước đó, chưa có tiền lệ thành phố trở thành cấm địa. Trong liên bang có tổng cộng 25 thành phố, trong mỗi thành phố đều tụ tập rất nhiều dân cư, bất kỳ thành phố nào cũng có hàng chục triệu nhân khẩu. Liên bang không thể để bất kỳ thành phố nào bị hủy diệt. Cho nên có rất ít người muốn động vào tòa án cấm kỵ, dù sao mấy trăm năm nay, những người này vẫn luôn làm việc như những công nhân dọn đường, rất ít khi bọn họ nhúng tay vào chuyện khác, chỉ là làm người ta không nghĩ tới là, đích thân lãnh tụ của tòa án cấm kỵ thế hệ này là Tam Nguyệt lại tới đây. Xem ra, đối phương cũng rất quan tâm đến chuyện này, bọn họ lo lắng Lý Thúc Đồng tử vong sẽ tạo thành tổn hại rất lớn cho liên bang. Rất nhanh sau đó, tòa án cấm kỵ đã dừng lại, hơn 100 người đang lẳng lặng đứng trong gió tuyết. Cùng nhìn trời tuyết trắng mênh mang kéo dài đến chân trời và ngục giam số 18, ngục giam màu đen nằm trên cánh đồng tuyết màu trắng, nhìn rất nổi bật và hiu quạnh. Lúc đó, Khánh Vãn đột nhiên cảm thấy đám người của tòa án cấm kỵ này rất giống quả đen hoặc là kền kền, nơi nào có rất nhiều siêu phàm giả sắp chết, ngay lập tức những người này sẽ xuất hiện ở nơi đó, đợi cho những siêu phàm giả đó chết đi, những người này lại sẽ dùng những vật cấm kỵ đặc biệt để thu lại thi thể của siêu phàm giả. Nghĩ tới đây, Khánh Vãn cảm thấy có lẽ tòa án cấm kỵ nên đổi tiêu chí của bọn họ, từ hình ngọn lửa đổi thành hình quả đen. Không ai biết vì sao mỗi lần tòa án cấm kỵ đều có thể biết được những nơi siêu phàm giả sắp tử vong, loại năng lực này làm đối phương trở nên rất thần bí trong mắt mọi người, thần bí giống như vật cấm kỵ mà đối phương đang dùng. Lúc này, một tên nhân viên liên lạc nói, quân đội của thành phố số 18 muốn nói chuyện với trưởng quan, hắn muốn hỏi thăm vì sao quân đoàn chúng ta lại đi vào không phận của thành phố số 18. Có được sự cho phép của Bộ Tư lệnh Quân đội Liên bang hay không? Nếu như không có lệnh, bọn họ muốn chúng ta rời khỏi thành phố số 18 80 cây số,
Khánh Bản khoanh tay ngạo nghễ đứng trước bản đồ ảo bình tĩnh nói, bảo hắn cút, tuân lệnh, Khánh Bản nói với phó quan, tiến hành kiểm tra lần cuối, vệ tinh thần minh quyền trượng hào đã bay vào quỹ đạo được chỉ định, độ cao 800.000 m, động năng đã được tính toán, quyền trượng hào đã hoàn thành chỉ đạo, đã khóa chặt mục tiêu cần phá hủy. Có người lấy ra một vali to bằng bàn tay, sau khi mở ra, bên trong vali là hai chiếc chìa khóa nho nhỏ, màn hình nhập mật khẩu nằm chính giữa. Khánh Vãn yên lặng ở khóa, nhưng mãi vẫn không nhấn nút khai hỏa. Phó quan bên cạnh Khánh Vãn nhìn về phía hắn hỏi, trưởng quan, có khai hỏa không? Thời gian đếm ngược 4 giờ 31 phút 12 giây, đã đến tối. Khánh Vãn liếc nhìn thời gian chính xác ở trung tâm chỉ huy, đợi thêm một phút nữa, không có thể sớm, cũng không thể muộn. Những nhân viên tham gia tác chiến trong trung tâm chỉ huy đều dừng tay lại, thời gian giống như đang dừng lại ở chỗ này. Mọi người không cần làm cái gì thêm nữa, chỉ cần lặng lặng chờ đợi thần minh quyền trượng bắt đầu khai hỏa. Mọi người yên lặng nhìn về phía đồng hồ điện tử trong trung tâm chỉ huy, bọn họ thầm đếm ngược ở trong lòng từng giây một. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử liên bang, vũ khí thiên cơ động năng trong thần minh quyền trượng hào dùng để giết chết thần minh được đem ra sử dụng, có lẽ sẽ thành công. Mọi người trong trung tâm chỉ huy đều có cảm giác, mình đang chứng kiến lịch sử mới được sinh ra. Một phút đồng hồ tưởng như rất ngắn, một phút khi chơi game chỉ bằng một cái chớp mắt là sẽ qua. Nhưng bây giờ một phút đồng hồ lại dài đằng đẵng, mọi người trong trung tâm chỉ huy chờ nổi đôi mắt cũng đã hơi khô. Thời gian đếm ngược 4 giờ 30 phút, khai hỏa, Khánh Vãn nhấn xuống nút màu đỏ trung hộp, tín hiệu dùng tốc độ ánh sáng truyền đến bầu trời cao, trên quỹ đạo phía trên bầu trời, một vệ tinh đang từ từ khởi động. Tên của vệ tinh thần minh quyền trượng hào và pháo đài quyền trượng hào trên không trung rất giống nhau, cách mặt đất 800 km, trong không gian sâu thẳm và vô biên. Đây là độ cao mà rất nhiều vệ tinh thời tiết đang bay. Phía sau vệ tinh thần minh quyền trượng hào là dải ngân hà sáng lấp lánh, phía trước thì là tinh cầu màu xanh lam xinh đẹp. Màu xanh lam là đại dương, bên ngoài tinh cầu còn có một tầng mây mù đang di chuyển, nhìn giống như có một mặt biển ở trên đại dương. Vệ tinh nho nhỏ này giống như một chiếc thuyền nhỏ đơn độc trong vũ trụ. Nó như đang đứng im ở trong không gian. Bỗng nhiên, ngoài thân chính hình trụ của vệ tinh, thiết bị truyền lực bắt đầu phân giải hoàn toàn kết cấu dư thừa còn lại, từng mảnh vụn bị vứt bỏ vào trong không gian. Nó giống như một cái kén tầm màu trắng, đột nhiên bị xé ra, để lộ ra tên lửa chính bên trong. Bên trên tên lửa màu trắng có phun logo hình lá bạch quả màu đen, đó là biểu tượng của Khánh Thị. Lúc này, vệ tinh thần minh quyền trượng hào đã không còn cần hệ thống điều nhiệt, hệ thống nguồn điện, hệ thống điều khiển tự động, hệ thống điều khiển quỹ đạo, hệ thống quan sát, hệ thống đo lường và điều khiển, mà chỉ còn hai tấm pin năng lượng mặt trời rất dài. Nó đã vứt bỏ tất cả những thứ vướng víu trên cơ thể để gọn gàng lên đường. Một giây sau, vệ tinh thần minh quyền trượng hào biến thành tên lửa thần minh quyền trượng hào, phần đuôi của nó phun ra một ngọn lửa khổng lồ, bắt đầu chậm rãi bay về phía tinh cầu màu xanh lam. Lúc đầu, quá trình này còn rất chậm chạp, nhưng lại càng lúc càng nhanh. Không ai nghĩ đến có một quả tên lửa có thể hủy thiên diệt địa được cất giấu ở trên bầu trời. Những nhân viên tác chiến trong trung tâm chỉ huy lại lần nữa bắt đầu bận rộn công việc. Bộ phận tăng tốc đã được kích hoạt thành công. Đi vào quỹ đạo tên lửa đã dự đoán trước. Vận tốc đạt đến 3 mach, vận tốc đạt đến 6 mach, vận tốc đạt đến 9 mach. Cách mặt đất 100 km, bắt đầu đi vào tầng khí quyển, tốc độ đang giảm xuống. Thân tên lửa thần minh quyền trượng bị ma sát với khí quyển làm tóe ra những tên lửa. Nó kéo theo một chiếc đuôi lửa rất dài, giống như vì sao ngay giữa ban ngày. Chỉ là, sau khi nó tiến vào tầng khí quyển, thân tên lửa gặp phải lực cản không khí tăng lên làm tốc độ của nó dần giảm xuống. Ngay trong giây tiếp theo, phần thân chính của tên lửa đã tự động phân giải một lần nữa. Trên thân tên lửa, một thanh kim loại Wolfram màu đen bỗng bị tách ra rồi rơi thẳng xuống đất với một tốc độ rất nhanh. Hóa ra, thanh Wolfram dài 2,6 mét, đường kính 30 cm, nặng đến 3.55 tấn mới thật sự là thần minh quyền trượng. Tất cả những thứ bao ngoài vừa rời chẳng qua chỉ là áo ngoài của nó thôi. Bánh lái của máy đẩy tăng áp trải đã điều chỉnh lần cuối, thần minh quyền trượng đã thành công đi vào quỹ đạo theo chỉ định của quyền trượng hào. Ai có thể nghĩ tới, trên trời cao còn ẩn giấu một chiếc chu thần chi trượng, ai có thể nghĩ đến sư đoàn 112 lại cho quyền trượng hào bay lên bầu trời chỉ vì điều khiển quả tên lửa này. Ai có thể ngờ rằng trong đêm đầy sóng gió này, Khánh Thị lại chọn dùng thần minh quyền trượng để giết Lý Thúc Đồng. Chu thần chi trọng khí đang từ trên trời rơi xuống. Tại thời điểm này, kết cục của mọi người ở trong ngục giam đều đã được ấn định. Nếu như lúc này có người ngẩng đầu lên sẽ có thể nhìn thấy thanh Wolfram kia đang ma sát với không khí rồi tạo ra một cái đuôi lửa rất dài. Trong trung tâm chỉ huy của sư đoàn 112 vang lên tiếng hoan hô, chỉ có Khánh Vãn còn đang yên lặng nhìn chăm chú lên bản đồ ảo. Hắn nhìn thần minh quyền trượng trong hình ảnh ba chiều đang nhanh chóng rơi về phía ngục giam số 18. Trong trận chiến này,
Khánh Vãn chỉ huy sư đoàn 112 thuộc quân đoàn 1 của quân đội liên bang sẽ được lịch sử liên bang ghi lại, nhưng trong cả doanh trại này chỉ có hắn vẫn đang chăm chú nhìn mà không hề cảm thấy vui vẻ, bởi vì chỉ có mình hắn biết sự thật của chuyện này. Sau một lúc, thần minh quyền trượng lao xuống với tốc độ rất nhanh, thậm chí còn có thể xuyên thủng mái vòng của ngục giam số 18. Khối rubik màu đen kia bắt đầu vỡ vụn, giống như có một lỗ đen đang hút hết ánh sáng và nhiệt độ xung quanh đây. Mặt đất bắt đầu rung lắc, ngay sau đó, cả tòa ngục giam số 18 bắt đầu sụp đổ, tạo ra một đám khói bụi dày đặc bao phủ tất cả. Chỉ là khói bụi kia nhìn rất kỳ lạ, như thể đang có hàng nghìn linh hồn đang gầm thét trong lớp khói mù dày đặc đó, sau đó bọn họ lại bị một lực hút vô hình kéo đi về một hướng. Bọn họ không cam lòng gào thét, phẫn nộ rồi tuyệt vọng, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Trong khói bụi như đang có mấy nghìn lốc xoáy được tạo ra, chúng đang hút tất cả các linh hồn vào vùng trung tâm, sau đó mọi thứ lại trở nên yên tĩnh. Tiếng động từ việc phá hủy ngục giam số 18 nhanh chóng thu hút sự chú ý của các cư dân trong thành phố. Mọi người trong những tòa nhà cao tầng gần ngục giam nhất đều cảm thấy căn nhà đang rung lắc, giống như dư chấn của động đất đang lan đến đây. Những cư dân sống trên những tòa nhà cao tầng gần vùng ngoại ô thành phố đang hoảng sợ nhìn về phía ngục giam số 18, nhưng bọn họ lại chỉ có thể một đám tro bụi rất khổng lồ đang bao phủ cả tòa ngục giam. Tòa ngục giam đã tồn tại mấy trăm năm trong liên bang lại đang biến thành lịch sử ngay trước mắt bọn họ. Cho đến lúc này, quyền trượng hào trên bầu trời mới bắt đầu chậm rãi hạ xuống, bọn họ muốn làm công việc kết thúc sau cùng. Xa xa trên cánh đồng tuyết, hơn trăm người của tòa án cấm kỵ giống như những pho tượng đứng trong gió tuyết. Tam Nguyệt nhìn mọi chuyện xảy ra trước mắt, nàng nhẹ nhàng lấy mũ trùm trên đầu mình xuống, mặc cho tóc dài tùy ý bị phong tuyết thổi bay. Vì giết Lý Thúc Đồng mà Khánh Thị lại dùng vật này sao? Bóp, dù sao thì làm như vậy cũng không làm tăng độ khó cho chúng ta, hơn nữa nếu như Lý Thúc Đồng chết, cả thành phố số 18 đều sẽ bị cấm địa bao phủ. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.